23 tháng sau đây. Thì ông chắc cũng chẳng còn 3 tháng sau đây. Thì ông biết đâu. Chị đã yêu tóc giả mà không biết có dùng được không? Cái này là máy giả. Eo khiếp nhìn nổi da gà này. Nhìn những cái da đầu thật ấy, kinh kinh ạ. Trời ơi. Nào, đi đụng tóc giả thế. Cho chị cái kẹp ghim bên dưới đấy tí đã. Để mấy cái này xuống rồi chị. Ô, đi đâu đằng trước đâu nhỉ? Đây à. Trời ơi, làm nào để dài ráo giờ mọi người. Không làm được. Ôi dồi ôi, không gài được. Thôi em mai sẽ gài từ đầu đi mọi người ạ. Em vừa mới mua cái tóc giả. Ôi dồi ôi, khiếp mẹ ám ảnh luôn, trời ơi. Thôi thôi thôi, thôi dẹp dẹp. Dẹp ngay. Ám ảnh luôn. Đẹp như thế này mà không đeo được là sao nhỉ? Nhìn thế nào cho nó ra được. Ô hay thật. Không chơi được. Cất. Tí nó lên mới thử. Dạ em bom à, hết rong biển rồi chị ơi. Nước hoa còn không? Nước hoa hình như là còn nhưng mà chưa chiết chị ạ. Nước hoa còn, nước hoa đỉnh của chóp luôn mà chưa chiết luôn đấy. Nỗi khổ của những người ít tóc, trời ơi các bác ơi, mua để dùng mà giờ không biết là dùng kiểu gì luôn. Mọi người, mọi người chia sẻ like lên cho em nha. Cắt bao quần cho chị, tôi định để up TikTok mà lại cắt cho chị một bao quần đi. Bao quần đũi Nhật đấy, đũi xước trơn. Cắt đây chị. Bán tặng luôn màu đầu like. Gộp chung rong biển không? Làm sao gộp được rong biển chị? Rong biển đơn đã đóng hết rồi, làm sao mà gộp được rong biển? Còn kem Juicy Dem còn mấy hộp đấy chị ạ? Juicy Dem chị lấy, chị lên cho em là kem Dem 210. Rồi hello mọi người nha. Mọi người mình vào mình nhấn chia sẻ lên cho em các bác ơi.
cho em một lần về trang cá nhân, hai lần, ba lần lên các trang hội nhóm nào. Em ơi cho chị gối, gối màu đen nhá, đây chị luôn đi. Lên luôn cho các chị em mình một mã gối nhá. Gối này em dùng lâu lắm rồi, em dùng 2 năm nay rồi. Em dùng 2 năm nay rồi, hôm nay mới có hàng để bán cho các chị em mình này. Cái này về các chị em mình cứ để ra cái là nó khác phẳng nha các chị nhá. Cứ để ra là nó khác phẳng nha các bác mình. Gối cho các chị em mình luôn này. Bán tặng đầu like cho các chị. Cái này về các chị em mình chỉ cần gọi là các chị em mình giặt qua hoặc các chị em cứ để gối cho em là nó phẳng thôi. Em đang dùng gối này nó là gối cao su non đấy các chị. Chị nào mà để ý hôm em like trên phòng ấy là các chị thấy em gối cái gối này. Em toàn gối gối này tôi thích lắm. Đây các chị này. Đấy các chị em mình gối một tí là nó lại bỏ đầu ra một lúc mà nó lại phẳng lên. Em gối này hàng xịn cho các bác mình nha. Em lại để luôn một cái này luôn để thêm màu này nữa luôn này. Trước em mua đắt lắm, mua 120.000 một cái cơ. Mê cho các chị luôn này. Đây chỗ này các chị em mình gối, nói chung là cái gối này thích cực luôn. Em lên từng màu một nhá. Này em ơi dồn cái chỗ này xuống cho chị đi. Chị lên luôn. Rong biển em hết hàng, chị ơi rong biển em không còn đâu. Lên gối cho các chị em mình, các chị dùng gối này là thôi, không muốn dùng gối khác đâu. Như em đấy, em được tặng cả bộ chăn ga, bận được tặng cả bộ chăn ga gối đấy à, mười mấy triệu một bộ luôn ấy, nhưng mà em lại không gối được cái gối đấy, em cứ gối cái gối này luôn. Hiện tại em vẫn đang gối cái gối này 2 năm từ ngày sang nhà mới rồi đấy các bác. Mọi người chia sẻ livestream lên cho em nhá. Comment vào đây cho em luôn là mã G1. G1 kèm theo giá 88.000 cho các chị luôn, để lên đây chị em ơi. G1 kèm giá 88 nha mọi người, số lượng nó không có nhiều đâu. Tiện lấy cho các chị em mình mềm mại lắm luôn cho các bác luôn. Nhà em là em với lại bom bom thích gối gối này của mẹ lắm, cứ xuống cái là kéo gối của mẹ ra. Comment luôn cho em là G1 kèm giá nha các chị nhá. G1 kèm giá cho các chị em mình. Cái này thì có thể lúc gập đến nó hơi nhăn một tí xíu, nhưng các chị bỏ ra một chút xíu là nó lại nở ra thôi. Các chị bỏ ra một chút xíu là nó lại nở ra và nó lại phẳng nhá các chị nhá. Đấy các chị comment vào đấy cho em luôn là G1. G1 kèm giá 88 cho em mọi người. Du xin em 210 cho chị 51. Ok chị Mai Trúc. Chị Mai Trúc là 51 kem đêm luôn. Cái này lên cho em là G1 kèm giá 88. Các chị phải kèm giá đấy. Bỏ ra một tí này, nếu nhân viên thì em đóng đơn là sẽ như thế này, ép nó như này. Nhưng chỉ cần bỏ ra một tí là nó lại nở ra thôi nha các chị nhá. Thích cực kỳ cho các chị luôn ạ. Chị nào mà nằm gối này xong là nghiện đấy. Em toàn nằm gối này thôi. G188 cho em này. Ok, hai cái cho chị Trang Phạm này. Hai cái cho chị Trang Phạm. Một cái cho chị Lê Loan. Một cái cho chị Huệ Kim. Cho chị Nguyễn Thu có luôn một cái. Chị Nguyễn Thu có luôn này, nó hơi cồng kềnh nên các chị em mình. Hai cái cho chị Thắm Nguyễn. Chị Thắm Nguyễn có luôn hai cái này. Hai cái cho chị Chi Trần. Chị Chi Trần có luôn hai cái, 88.000 một chiếc chị ơi. Lên giúp em là G1 kèm giá 88 cho em nhá. Hai cái cho chị Trịnh Hòa. Hai cái cho chị Trịnh Hòa này. Nó không có nhiều nên các chị phải nhanh tay cho em, nó cồng kềnh lắm. Em bán cho các chị em mình cho vui thôi các chị. Ok, cho chị Diệp Nhiên một cái. Diệp Nhiên có luôn này. G1 kèm giá 88 cho chị Thơ Quốc Ngọc một cái. Thơ Quất Ngọc có luôn gối. Cho chị Nguyễn Tâm một cái, Ngọc Bích một cái. Nguyễn Tâm một, Ngọc Bích một này. Hai cái cho chị Đặng Diệp. Ok chị Đặng Diệp hai cái. Hai cái cho chị Nguyễn Thị Hòa. Nguyễn Thị Hòa hai cái. Cho chị Vũ Thương một cái. Ôi em ơi Ngọc Bích là sao lúc bấm vào rồi mới hiện lên này. Xả đơn đây này. Xem luôn đi. Cho chị Vũ Thương có rồi. Cho chị Dung Đỗ một cái. Hết chưa em ơi. Năm cái cho chị Ngoan Đặng. Ok chị Ngoan Đặng hai này. Ba là năm. Ôi rồi năm cái cồng kềnh lắm. Ok chị Ngoan Đặng có luôn năm cái. G1 em bán tặng 88.000. G1 thêm cái nữa cho chị Lê Loan này. Thêm cái cho chị Lê Loan này. 4 cái ok chị Phạm Thắm Phạm có luôn 4 cái này. 2 cái cho chị Liên Nguyễn này. Chị Liên Nguyễn có luôn 2 cái. 1 cái cho chị Thoa Đinh này. Chị Thoa Đinh có luôn 1 cái. G1 88.000 một chiếc nha các chị nhá. 2 cái cho chị Vũ Xuân này. Chị Vũ Xuân có 2 cái hết luôn này. Hết chưa? Rồi. Hết luôn, không còn nữa đâu các chị ơi, hết luôn rồi. G188 em không còn nữa đâu. Cho chị cái màu hồng xinh xinh này đi em ơi. Hết không còn đâu, một cái này em lại phải để lại để em dùng. Chị nào mà theo dõi em thì các chị có thấy em có áp ảnh đấy. Chứ không phải là mới đâu mà em dùng lâu lắm rồi. Em dùng 2 năm nay cái gối này rồi các chị. Gọi là cứ tuần là lúc nào nắng là tranh thủ lại bảo bà giặt cái luôn. Đợi em một chút xíu nhá. Cho các chị em mình ngắm. Em xem là ở trên này có cái ảnh nào em up ở trên giường mà nó vô tình các chị nhìn thấy cái gối á. Em thường hay áp ảnh con nhà em ý. Để em xem nào cho các chị em mình nhìn xem nào. Các chị phải vào Facebook cá nhân của em ý. Em hay chụp con em ở lúc ở trên giường ấy các chị. Nên là hay có các chị em mình hay nhìn thấy ảnh lắm. Em dùng 2 năm nay rồi không điêu các chị nửa lời luôn. Các bác mình yên tâm nha. Đợi em một chút xíu xem nào. Tiếp cho các chị em mình đến màu hồng xinh xắn.
màu hồng này lên cho em là G2. G2 này em để cho các chị là 89.000 đồng. Con cho túi đi đã em. Màu nào cho thôi cứ lên màu này đi, đếm luôn cho chị nhá. Đẹp lắm luôn này, màu hồng G2. Thôi G2 em cũng để cho 88.000 đi. G2 cũng 88.000 đẹp nhỉ. Nó gọi là màu hồng như là kẻ đỏ đẹp lắm. Cái gối này các chị em mình mua về 88.000 một chiếc cho các chị em mình chia sẻ cho em đấy. Cho em là luôn, em không bán hàng vơ vẩn đâu nhá. Con này là hàng chuẩn đẹp cho các chị em mình. Em dùng 2 năm nay rồi, các chị em đặt hàng bao nhiêu lâu có hàng bán đâu. Cái ngày trước em lấy được 10 cái, em về em để 2 cái nhà em dùng ra xong rồi em bán cho các chị em mình 110.000 ấy. Các bác có nhớ không? Từ tận năm 2020 cơ. Từ tháng 10 năm 2020 cơ. Đấy em dùng từ ngày đấy đến bây giờ, đến bây giờ mới có hàng được, hàng này em mới bán. Đẹp lắm luôn cho các chị em mình luôn. Lên cho em là G1 em hết rồi. Cái này là gối cao su non cho các chị em mình, dùng xong là mê mẩn luôn các chị ơi. Sướng lắm cái này các chị em mình. Khi đóng đơn nhân viên nhà em nó mà ép xuống như này về các chị em mình. Vỏ này các chị em mình có kéo khóa bỏ ra giặt được thoải mái mà chị. Nhá chị nhá, bên trong của nó là cao su non cho các chị em mình. Các chị em mình gối thích lắm. Mà cái này các chị gối cực kỳ là sướng luôn cho các bác. Đây các chị nhìn cho em đây này. Đấy bên trong của nó đây nhá các chị nhá. Mê luôn cho các chị em mình, nó như kiểu cao, gọi là cao su ấy các chị chứ không phải là xốp đâu. Các chị lưu ý cho em này, tí là nó lại nở ra đây này. Kể cả các chị có nằm như thế nào xong một lúc sau nó lại nở lên. Nằm gối này nó rất là dễ chịu luôn. Không có bị đau mỏi vai gáy đâu các bác. Lên vào đây cho em luôn là G2 kèm giá 88. Em đếm luôn cho chị nhá. G1 em không còn đâu chị ơi. G2 cho chị thơ quất ngọc một cái. Ơ sao cái này lại không hiện nữa luôn thế này. Thơ quất ngọc một cái. G2 cho chị Thúy Kem một cái. Cho chị Hiếu Yến một cái. Hiếu Yến có, cho chị Huệ Nguyễn một cái. Hai cái cho chị Bình Dũng. Bình Dũng có hai cái này. G2 hai cái cho chị Trang Phạm. Một cái cho chị Thắm Vũ. Chị Thắm Vũ có luôn, chị Trang Phạm có hai rồi. Lên giúp em là G2 nhá các chị nhá. G2 kèm theo số lượng giúp em. G2 kèm giá 88.000 cho em ạ. G2 kèm giá 88.000 vào đấy cho em. Không có những, ơ còn mỗi đằng này là hết. À ngoài đấy nữa đúng không? Nhớ đếm mà chị nhá, đếm chuẩn đấy chứ cái này không có dự bị làm gì đâu. Dư ra cái nào để dùng. À, bé 2 tuổi không chị ơi, em cái này nhà em hầu như chủ yếu hai vợ chồng nằm thôi. Hai vợ chồng nằm, bạn bom nhà em thì bạn ấy cũng nằm. Bạn bom nhà em nếu như trẻ con nằm thì các chị em mình cho kê cái vai lên chỗ này này. Đấy cho nằm cho cao lên cho em nha các chị nhá, thích cực kỳ luôn. Comment vào đấy cho em luôn là G2 kèm theo giá 88k cho em ạ. G2 kèm giá 88 cho em. G1 em hết rồi. G1 em không lên được comment luôn. Sợ thật đấy, máy kia comment thì đang chạy rầm rầm ra mà cái này không lên comment luôn, chán ghê. G288 mà chị Thúy Thúy một cái, thêm một cái cho chị Kem Bông là 2. Cho chị Luyên Nguyễn 2 cái, cho chị Thu Lợi Dương 2 cái. Cho chị Thìn Yến 2 cái, chị Nguyễn Liễu 1 cái. Cho chị Như Quỳnh 2 cái. Như Quỳnh có 2 luôn, cho chị Hương Hiếu 3 cái. Cho chị Song Tử 2 cái, kèm giá giúp em ạ. 4 cái cho chị Nhỏ Thiên Thần. 1 cái cho chị Phạm Miền. 1 cái cho chị Nguyễn Tâm. Chị Nguyễn Tâm có luôn này. Còn chị nào mình chưa được không ạ? G2, 3 cái cho chị Lê Trang. 1 cái cho chị Đinh Lan. 88.000 đồng một cái, chị Như Quỳnh có 2 rồi. 2 cái cho chị Thủy Ngọc. Comment cho em là G2 kèm theo số lượng nha các chị nhá. 88.000 đồng một chiếc cho các bác mình luôn ạ. 1 cái cho chị Huệ Nguyễn. Chị Thủy Ngọc có rồi. 2 cái cho chị Phương Thơm. Chị Kem Bông có 2 rồi, chị Như Quỳnh có rồi ạ. Còn 4 cái cuối cùng đúng không? Em còn 4 cái là hết. Các chị em mình nhớ kèm giá tiền vào cho em các bác ơi. G2 kèm giá 88.000 cho em nha mọi người. 2 cái cho chị Hiền Hiền. Hết chưa em? 3 tuyếp kem chống nắng ok. Hảo Nhi, Hảo Nhi này em ơi để cái này xuống cho chị. Hảo Nhi 3 tuyếp kem chống nắng. Em còn 2 chiếc G2 nó là em hết luôn. Eo ơi gối này thích lắm mọi người ơi. Sướng cực kỳ luôn đấy các chị ạ. 2 cái ok cho chị Tâm Ngô, 2 cái là hết hàng. Rồi ok G2 em cũng hết luôn nhá. Màu này hết rồi các chị ơi, không còn nữa đâu. Màu này cũng hết luôn, cho chị màu xanh đây đây. Đây em đang dùng màu xanh này luôn. Em đang kia xanh xanh kia xanh đấy. Xanh đấy mới là xanh của chị. Em đang dùng màu xanh này nhá các chị nhá. Điêu các chị em mình em đang bất lộc luôn ạ. Điêu các chị em mình em đang bất lộc. Lên cho em là G3. G3 kèm theo giá cho em 80. Thôi cũng 88.000 cho các chị luôn đi. Hoan hỉ giúp em nhá. G2 kèm giá 88. Cái này là nhân viên nhà em có đóng, kể cả nó có dẹt như thế này. Nhưng các chị em mình đây này, các chị chỉ cần bỏ ra một tí thôi là nó lại đây, các chị nhìn cho em, bỏ ra một tí nó lại nở lên như bình thường cho các chị em mình. Nên gối này các chị dùng cho em siêu sướng luôn. Vỏ của nó các chị có thể tháo ra để các chị giặt cho em thoải mái nhá. Nào để cho chị G3 lên đây em ơi. G3 kèm theo số lượng đấy nó lại nở ra như bình thường này. Thích lắm luôn, độ đàn hồi của nó siêu tốt cho mọi người. Comment cho em là G3 kèm giá 88. Thôi chị cứ đọc ở đây thôi, em thả luôn rồi đấy nhá. G3, một cái cho chị Đỗ Lệ Nhung, một cái cho chị Huệ Kim, một cái cho chị Nguyễn Tâm, hai cái cho chị La Thắm, hai cái cho chị Thùy Vân, một cái cho chị Hiếu Yến. Hiếu Yến có luôn một cái này. Một cái cho chị Lam Hoàng.
Gối này gối đầu rất thích em, cảm ơn bác Nguyễn Tỏ, dùng sướng cực kỳ luôn các chị ơi. G3 cho em, có chị Lam Hoàng là thành G2 rồi. Lam Hoàng ơi, G2 em không còn đâu, lên cho em G, thôi cứ bấm tạm chị Lam Hoàng đi. Cứ bấm tạm chị Lam Hoàng một cái G2 vào đấy, chắc dự bị bốn cái cho chị Tuyển Trọng. Ok, chị Tuyển Trọng bốn cái, một cái cho chị Thúy Thúy, hai cái cho chị Mai Thêm Tông, một cái cho chị Thu Mỹ. G2 em hết hàng rồi, các chị G3 cho chị Thơ Quất Ngọc một cái. Thơ Quất Ngọc có G3 cho chị Nguyễn Thị Hòa một cái G3. G3 là 88.000 đồng chị ơi. Hai cái cho hàng IV kèm giá cho em ạ. Cho chị An Luân một cái, Sam Diana hai cái, cho chị Nga Mạnh hai cái, chị Phúc Trần hai cái, chị Trang Phạm một cái, chị Huyền Nguyễn một cái kèm giá cho em, Bông Anh Phạm một cái, Thúy Kem một cái, hai cái cho chị Hạnh Nguyễn, một cái cho chị Vũ Xuân. Vũ Xuân có này. Còn hai cái nữa là hết à? Hai cái cho chị Hồng Diên, hai cái cho chị Thanh Dung, hết hàng. À đây chị tạm, đến bây giờ là bắt đầu thả gì? Rồi ok. Một cái cho chị Hoàng Lương Lương, một cái cho chị Lê Trang. Lê Trang có luôn này, bốn cái cho chị Thanh Hải, hết hàng. Chị Thanh Hải chắc có khi chỉ được hai thôi, không được bốn đâu. Chị Thanh Hải nhá, nhắn tin mở ngoặc Thanh Hải có khi được hai thôi. Cứ dòng G là chị cho tám tám. Em hết rồi, em không còn. Còn màu nào nữa cho chị nốt đi em ơi. Nốt màu cuối cùng cho hết luôn. Đấy đây, cho chị luôn màu kia. Đếm luôn, em màu này đẹp thế nhở. Cái này lên nốt, đây là màu cuối cùng rồi đúng không em? Hết sạch đúng không? Màu này em không có nhiều đâu, các chị chốt luôn cho em là G4 kèm giá 88 kèm theo số lượng cho em ạ. Chị nào chưa được thì các chị lên G1, G2, G3 đều hết. Dạ chị Sam Diana được rồi chị ơi. Cái này các chị lên cho em là G4 nhá. G4 kèm giá 88k xong kèm theo số lượng, không có nhiều đâu. Hàng này loại đẹp nó không có nhiều. Thật sự với các chị luôn, loại đẹp nó không có nhiều, loại rẻ rẻ thì còn có nhiều chứ loại này ít lắm. Nó không có nhiều hàng đâu các chị, đây các chị nhìn cho em này. Em có gập lại nhá, ép xuống này. Xong để một tí ra cho các chị em mình đây, cho xuống cho mỏng dính như này luôn. Nhưng một tí xíu em để ra cho các chị đây mỏng dính như này. Nhưng các chị để cho em một tí xíu này là nó lại nở ra như bình thường luôn các bác ơi. Gối cực kỳ là sướng đấy, các chị nhìn thấy không? Đấy, bắt đầu này. Đấy, lại nở ra như bình thường luôn cho các chị em mình luôn nhá. Mê lắm. G4 kèm giá 88 mua gối này xong là nghiện em răng luôn, em nói thật. 88.000 một cái. G4 hai cái cho chị Lê Loan. G4 88 hai cái cho chị Dinh Nguyễn. Hai cái cho chị Mai Nguyễn. Một cái cho chị Hoàng Lương Lương, hai cái cho chị Thu Lợi Dương, một cái cho chị Song Tử, một cái cho chị Nguyễn Tâm, một cái cho chị Thu Son, một cái Thu Son có một cái cho chị Mai Tuyết, hai cái cho chị Như Quỳnh, một cái cho chị Anh Nguyễn, G4 hai cái cho bác Nguyễn Thỏ, hai cái cho chị Phúc Trần, một cái cho chị Huệ Nguyễn, bốn cái cho chị G Nát Nguyễn, hai cái cho chị Nguyễn Thu Hà, hai cái cho chị Thanh Vân, một cái cho chị Heo Thơm, hai cái cho chị Ngân Kim, hai cái cho chị Đinh Lan. Chị Đinh Lan có luôn hai cái. Hai cái cho chị Thanh Hải, một cái cho chị Dung Đỗ. Chị Dung Đỗ có một, hai cái cho chị Hà Nguyễn, một cái cho chị Lam Nguyễn, hai cái cho chị Thủy Ngọc, hai cái cho chị Thanh Thanh. Hương Gấu chưa được cái nào đâu, còn hai cái đúng không? Em còn bốn cái cuối cùng là em hết luôn nhá. Em còn bốn chiếc cuối cùng cho chị Huyền Nguyễn một cái, hai cái cho chị Thắm Vũ. Rồi em còn một chiếc cuối cùng cho chị Lê Thị Thinh là hết hàng. Không có hàng đâu các chị ơi, rồi hết sạch luôn, không còn nữa đâu ạ. Ui em hết sạch rồi mọi người ơi, không còn. Đấy các chị mua được cái này thì quá sướng luôn, không còn hàng đâu các bác ơi. Hết luôn em không còn nữa đâu. Rồi em hết luôn em không còn nữa nha mọi người, hết sạch rồi các chị. Tiện lấy để dùng, lấy cho người nhà dùng để bán cho các chị thôi, hết luôn không còn hàng. Hết sạch luôn, ôi trời ơi. Có mấy trăm cái gối thôi mà nó cồng kềnh dã man luôn. Cho túi. Rồi qua cho các chị em mình luôn nha. Cho chị mã quần mà chị vừa bảo đấy. Cho mình. Em hết rồi, em không còn đâu các chị ơi. Em hết sạch rồi, G4 em hết sạch. Dùng gối đấy sướng lắm. Chẳng nhẽ lại chạy lên trên phòng quay cho các chị em mình nhìn luôn xem có phải hay là em đang nói điêu. Em đang dùng 2 năm nay rồi. Em dùng từ tháng 10 năm 2020. Đấy, khi mà em lấy cái đấy về em được đâu có 10 cái, em bán 110.000 cơ. Lên cho các chị em mình một mã quần đũi nhá các chị nhá. Quần đũi reform nhà em đây, các chị nhìn cho em này. Cái này các chị em mình từ 37, 38 đến 60 cân cho em. 37, 38 đến 60 cân nhá. Cái này các chị chốt nhanh vào đây cho em. Sao chị comment mà không đọc, ui rồi ôi chị ơi, nó trôi comment kinh khủng luôn. Nhức răng quá. Nó trôi comment một cách kinh khủng luôn. Các bác ơi thông cảm giúp em. Chia sẻ lên giúp em, đừng dỡ tay mạng theo cục luôn ấy. Theo cục này có chuẩn khúc, mỗi một cục ấy là 10 thì phải. Các chị chốt nhanh cho em luôn mã này em bán tặng này. Lên vào đây cho em luôn là mã Q31.
Em bán tặng luôn 31.000 đồng một cái. Em nói thật luôn, em đăng là 39.000 đấy các chị. Em đăng là 39.000, em bán tặng luôn cho các chị 31.000. Nhớ quần của em đấy các chị, nhìn cái đường trần trung trần cạp của nó. Thì các chị em mình biết luôn là hàng xịn cho các bác mình luôn này. Đáng ra là 79.000 hai cái hoặc là 39.000 một cái đấy các chị. 79.000 hai cái mà em đã bán tặng đây 31 cho các chị em mình luôn này. Lên cho em là Q31 nhá. Nó là quần đũi, đũi xước, đũi nhật cho các chị em mình. Nó gọi là màu xanh đá, đẹp cực kỳ cho các bác luôn. Các chị chốt nhanh nha. Gối em hết rồi, các chị ơi, gối em không còn đâu. Cái này lên cho em luôn là Q31. Chuẩn cho các chị em mình đũi nhật đây này các bác này. Đừng tị nhau, đừng so sánh giá nhá mọi người nhá. Q31 cho em ạ. Mai Nguyễn thì như có được G4 rồi. Chị Nguyễn Thu Hà như được rồi, sao chả được cái gối nào. Thôi lại chờ em mất tầm khoảng 8 ngày. Vì em đặt gối nhanh thì tầm khoảng 8 ngày là có hàng cho các chị em mình, thì hẹn các chị em mình bữa đấy nhá. Chứ còn gối này em chịu. Hàng mà loại rẻ hơn hoặc là cái hàng nó không đảm bảo thì em không bán đâu. Còn chờ hàng đẹp thì tầm khoảng 8 ngày đến 10 ngày. Q31 cho chị Thúy Thúy một cái, chị Thúy Kem một cái, chị Trang Phạm một cái. Hai cái cho chị Lily, một cái cho chị Anh Nguyễn, một cái cho chị Lệ Quyên. Chị Lệ Quyên có. Lên cho em là Q31 vào đấy cho em nha các chị. 31.000 đồng của em quần này. Eo em này mà 31.000 thì các chị không cần nghĩ đâu, em nói thật. Con này kể cả em bán 38.000 cho các chị em mình cũng nhằng cái là hết hàng liền. Chứ các chị bảo con quần này của em nhìn nguyên cái trần trung trần cạp của nó đã xuất sắc rồi. Đẹp lắm luôn cho các chị luôn. Rồi Q31. Ui dồi ôi, đây còn không bấm được tạo đơn đây này. Chán ghê luôn cơ. Q31 cho em ạ, cho chị Phúc Trúc một cái. 31.000 một cái đấy các chị. Ui dồi ôi, không tạo được đơn luôn em ơi. Ok, Q31 cho em, các chị lên cho em là Q31. Quần này đẹp lắm, em cảm ơn chị Huệ Miu ạ. Đây này, bọn em chả để ý mạng như này thì bảo sao. Đây bọn em có bắt mạng dưới này đâu. Đây bọn em đang bắt tầng 2 đây này. Chết rồi, bảo anh xuống anh xem mạng xem như thế nào. Đây này, không tạo được đơn luôn. Ok, cho chị Mai Tuyết một cái. Lên giúp em là Q31 cho em ạ. Chị Trang Phạm có rồi mình ơi. Quần này thì em nói thật luôn là mê cho các chị luôn. Của em chuẩn đũi xước các chị em mình mà không bao giờ sợ xù xiếc gì. Mặc cho em kể cả vài năm luôn, vài mùa luôn cho em nha các chị. Đợi em một chút xíu này, mạng này nó kém quá các chị ơi. Này mạng kém quá thôi. Chả hiểu kiểu gì luôn này, còn chả loát được comment đây này. Bảo anh xuống xem mạng đi em ơi. Điền quá đây. Ok, cho chị Hồng Diên một cái. Chị Trang Phạm có rồi ạ. Còn chị nào chưa được Q31 các chị lên cho em là Q31 cho em nhá. 31.000 đồng một cái cho các chị luôn. Chất của quần này thì các chị à, quần này mặc sướng lắm. Em đang mặc, cảm ơn chị Băng Thanh ạ. Lần trước bán là cả nó chỉ có một đường may thôi, một đường may ở trên cạp thôi. Lần này về hàng VIP hơn, hai trần trung trần cạp hai lượt luôn cho các chị luôn. Chị Hồng Diên có rồi. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em là Q31 cho em ạ. Thật sự luôn là mặc quần này là các chị em mình mê luôn, không cần phải nghĩ ngợi đâu. Nó siêu siêu đẹp cho các chị em mình luôn đấy. Eo điên thế nhờ, chả hiểu cái mạng méo cái kiểu gì luôn trời. Đây này, có tạo một đơn đâu. Điên người mất. Đây này, hay là T-bot lỗi không biết được. À đâu rồi, T-bot đây, đây 4G vẫn được đây này. Còn chị nào mình chưa được Q31 các chị lên cho em là Q31 cho em nha mọi người. Em qua mã cho các chị luôn này. Qua mã vào đấy cho em nha. Chả biết gì. Không có tạo được đơn luôn. Chị Hồng Diên có rồi chị ơi. Rồi còn chị nào mình chưa được các chị lên vào đấy cho em Q31. Em qua mã luôn cho các chị em mình luôn này. Qua mã cho các bác mình luôn nha. Cái này còn mấy cái lên nốt cho các chị em mình luôn. Cho các chị em mình chọn màu nốt luôn này. Màu vàng, màu hồng này. Màu trắng này. Vàng, hồng, trắng hết chứ không còn màu gì nữa không em, hết đúng không? Thế còn 3 màu. Q31 cho chị Ngọc Minh Anh một cái. Ok, chị Ngọc Minh Anh này, cái này em còn ít em lên nốt luôn nhá. 40 cân thì các chị em mình 65 cân áo này các chị vẫn đang mặc cho em. Đã biết mạng mẹo kiểu gì, tạo đơn của chả nổi này làm cái gì được các bạn. T-bot bị chậm đâu, máy này dùng 4G thì vẫn đang bấm được đây này. Đây các chị nhìn cho em, ui dồi đẹp thế. 40 cân đến các chị em mình 65 cân. Các chị vẫn đang mặc cho em con này. Ok, nhớ cho em là tâm lạnh hàng VIP luôn nhá. Tâm lạnh hàng chuẩn VIP cho các bác mình luôn ạ.
40 đến các chị em mình 65 cân đây các chị nhìn này. Khi các chị mặc lên các chị mới thấy nó đẹp không ạ? Thật sự luôn, mê mẩn cho các chị. Hàng này kể cả các chị em mình mặc không, một các chị sơ vi nóng thùng cho em thì cũng hết nấc luôn cho các bác mình luôn này. Comment vào đây cho em luôn, mã này là mã xả 59 kèm theo màu cho em nhá. Thôi xả 58 lên cho em, mã là xả 58 kèm màu đi. Xả 58 kèm theo màu vàng, màu hồng với màu trắng. Em không còn nhiều đâu, em còn vài cái nữa là em hết thôi. Lên giúp em xả 58 kèm màu. Ui dồi ôi, viền cổ này. Trời ơi, mặc lên con này hết nước chấm luôn cho các chị em mình luôn. Mê mẩn luôn, 40 đến 65 cân à. Em này mặc là mát lạnh luôn nhá. Lên cho em là xả 58 kèm theo màu trắng, màu hồng với cả màu vàng cho em là hết hàng. Trắng hồng vàng chị ơi. À, hai thằng nhà chị tên đi học gọi là gì thế chị? Thanh Mai, bạn Thanh Mai này là bạn nào đấy? Tự nhiên hỏi tên hai thằng nhà chị đi học có Thanh Mai em nào đây em ơi? Con nhà chị là sâu với bom em nhá, sâu với bom. Q31 cho chị Hằng Nguyễn một cái. Ok, chị Hằng Nguyễn có Q31 luôn này. Lên cho em xả 58 để lên đây chị thả cho em ơi. Này cái này bỏ xuống cái này thoát ra thân vào lại xem có được không, chị bấm ở trên này. Lên cho em. Hả? Lên cho em xả 58 kèm theo màu cho em nhá. Màu trắng, màu vàng với màu hồng. Ok, xả 58 màu vàng cho tí xíu một cái. Màu vàng là chị Anh Nguyễn một cái. Ok, màu trắng là chị Ngọc Minh Anh. Trắng chị Ngọc Minh Anh này. Vàng và hồng cho chị Mây Phúc. Vàng hồng chị Mây Phúc có luôn, 40 đến 65 cân đều mặc đẹp lắm luôn các chị ơi. Vàng và hồng ok, chị Thùy Dung Vũ có luôn vàng và hồng này. Hết rong biển rồi mình ơi, rong biển em không còn đâu. Rong biển em lên có một chút xíu lúc buổi chiều là hết rồi. Comment vào đây cho em luôn là xả 58 kèm màu cho em nhá. Màu vàng, màu hồng với màu trắng cho em ạ. Xả 58 kèm theo vàng, hồng, trắng cho em. Trời ơi em nói thật luôn, cái này các chị em mình mua cho em là mặc xuống lắm. Nó chuẩn tâm lạnh cho các chị em mình, mà cổ của nó ở cái mức này. Nó không có hở, mà không bị hở quá, không bị kín quá, nó rõ là đẹp. Ok, màu trắng là chị Mai Nguyễn là em hết luôn màu trắng. Rồi xả 58 em còn màu vàng với màu hồng là em hết nhá. 40 đến 65 cân mọi người vẫn đang mặc. Ok, chị Mai Nguyễn có màu trắng rồi ạ. Màu vàng là chị Lê Nhung một cái. Ok, chị Lê Nhung có luôn màu vàng. Em hết trắng rồi. Em còn mỗi màu vàng với màu hồng thôi. Màu vàng này nó pha cái viền đen tôn da cực kỳ luôn. Hiện tại em chỉ còn mỗi vàng hồng thôi. Chị nào chưa được các chị lên cho em xả 58 kèm theo màu vàng hồng nhá. Nó là hàng tâm lạnh cho các chị mặc đẹp lắm. Em ơi, riêng con tâm lạnh này các chị nhìn cho em, nó co giãn xuống cực kỳ cho các chị luôn. Mê lắm luôn cho các chị luôn ấy. 40 đến 65 nhận rong biển mà cho con nó ăn tốn cơm quá. Đấy bác Nhung NH, con nhà em cũng thế. Bom nhà em nhá, chiều ngủ dậy cuốn hết 10 cái rong biển, tức là 10 cái thìa cơm luôn ấy. Thật sự trộm vía lắm luôn, các bạn ấy thích ăn mà nó vừa gọi là nó tốt cho tiêu hóa, các chị cho con ăn thoải mái. Ok, màu vàng đó chị Hoàng Thảo một cái. Lên cho em là xả 58 kèm theo màu vàng với hồng cho em. Chip xịn 145 em hết sạch hàng rồi. Hôm nay em có một mã chip xịn khác. Lát em lên cho mọi người sau. Rồi còn chị nào mình chưa được xả 58 các chị lên cho em đây màu hồng đây chị ơi. Lên giúp em là xả 58 kèm theo màu vàng hoặc là hồng cho em nhá. Vàng em đang mặc trên người còn đây màu hồng. Cứ 40 cân đến các chị 65 cân các chị đều mặc cho em ok hết. Đấy các chị lấy hai cái hai màu các chị em mình mặc cho em thay đổi. Màu hồng em còn có hai chiếc, màu vàng em còn mấy cái là hết hàng. Xả 58 màu vàng các chị Như Quỳnh một cái. Ok, chị Như Quỳnh có luôn này. Chị nào chưa được các chị lên nốt cho em luôn nha các bác. Lên cho em là xả 58 kèm theo màu cho em ạ. 58.000 đồng một cái cho các bác. Lên giúp em xả 58 kèm màu. Lấy cho chị chip nhăn em còn hàng. À chống tụt đi, chuẩn bị cho chị chống tụt vào nhé. À chân váy chị mặc lên luôn đi. Chân váy em mặc thì em nói luôn, chị nào chốt nhanh thì được, hôm sau các chị không vào các chị hỏi nữa nhé. Em nói luôn là chân váy này đúng thật sự luôn. Nếu như mà là đăng lên thì chắc chắn là các chị sẽ không thể nào mà đến lượt các bác được luôn. Nó có nhiều đâu. Có được 100 cái chân váy cho các chị em mình luôn. Ok, màu hồng chị Hoàng Thảo vừa nãy có màu gì rồi ta? Hoàng Thảo lấy cả màu hồng nữa luôn kìa. Ok chị Hoàng Thảo. Rồi còn chị nào chưa được xả 58 các chị lên cho em xả 58. Q31 là quần đũi chị ơi. Q31 là quần đũi 31.000 nhá. Lên chân váy như em đang mặc cho các chị em mình luôn này. Chân váy này có quần trong cho các chị em mình nhá. Nó có quần, một cái quần, một lớp quần bảo hộ bên trong cho các chị luôn. Đây lên cho các chị em mình nhớ cho em hàng VIP cho các bác mình luôn này. Lớp quần bảo hộ bên trong luôn. Đẹp. Cái này thì em nói luôn hàng đắt. Em cái này các chị em nào mình muốn mua thì các chị lên comment cho em thôi. Nhớ nhìn cho em hàng 2 tang mát chuẩn xịn hàng Quảng Châu này. Hàng này thì em nói luôn các chị mua toàn 160 thôi. Em bán cho các chị em mình 110.000 một chân nhá. Chị nào lấy các chị lên cho em tầm 100.000 luôn đi, 100.000 đồng. Lên comment cho em là CV100 kèm theo size SML đúng không? Lên cho em CV100 đi, định bán 110 em nói luôn. Nhưng mà thôi coi như bán cho các chị em mình kỷ niệm luôn 100.000 một chân luôn. Lên cho em luôn là CV100 kèm theo SML.
S cho các chị em mình từ 38 cân đến 47 cân, M các chị từ trên 47 đến 52 cân, L các chị từ trên 52 đến 58, 59 cân cho em. Vẫn đang mặc được cho em con này luôn nhá. Bên trong nó có một cái lớp gọi là lớp quần bảo hộ cho các chị em mình như này nữa luôn. Đấy, cái viền quần của nó như này, cái này nó lớp bảo hộ nhá các chị nhá, đẹp lắm luôn. Cạp của nó cạp co giãn. Con này các chị mặc cho em thì siêu đẹp luôn rồi, mặc cả 4 mùa. Con này mà mùa đông các chị mặc với áo len, những cái mã len ướt nhà em thì em nó thật chấm hết. Em là em định gom từ bây giờ để đến mùa đông em mới bán con này đấy. Con này mặc cả 4 mùa luôn, đi với bốp biết cho em đẹp luôn. Em định gom để đến mùa đông mới bán, vì mùa đông em bán áo len ướt rất cần chân váy này luôn. Rất cần luôn đấy các chị. Như năm ngoái có một lần gọi là góp đến cả 2 tháng. Em góp từ ngày tháng 8 đến tận tháng 10 âm em mới có chân váy này bán. Tất cả tổng cộng được đâu có 600 chiếc mà bán trong vòng hết một nốt nhạc luôn. Đây nó có 100 cái thôi. Bây giờ góp từ giờ đến mùa đông thì may ra chắc được tầm khoảng 1000 cái chân váy. Là bán là gọi là một lúc là hết. Nên thôi bán cho các chị tri ân luôn. CV 100 kèm theo size không chuẩn cú pháp em không lên đơn được đâu ạ. CV 100 kèm theo size SML cho em này. Rồi CV 100 này. Size M cho chị Linh Giang. Size M cho chị Mai Nguyễn. Size L cho Đào Hiền. CV 100 kèm size. Ôi mẹ đây, S cho chị Thu Sương. S cho Thu Sương này. Lên chuẩn cho em CV 100 kèm size. Không có CV 100 đằng trước em không chốt đơn. S cho chị Hà Nguyễn không giấu. Size L cho chị Thúy Kem. Size L cho chị Lệ Quyên. Lệ Quyên có luôn này. Lên cho em hết rong biển rồi. Đừng hỏi rong biển nữa chị ơi. Xem không xem cái video chiều nay à. Lên cho em là CV 100 kèm theo size SML. Em đã luôn em bao cả giá nhập. Các chị em mình yên tâm đi. Hai cái size L cho chị Tuyên Ngô. Size S cho chị Trịnh Nguyệt. Size M cho chị Hạnh Nguyễn. S cho Bích Ngọc không giấu. Size L cho chị Thùy Dung Vũ. L cho chị Thùy Dung Vũ có luôn. L cho chị Thu Trần. L cho chị Thu Trần. Lên cho em là CV 100 kèm theo size giúp em nha các chị nhé. CV 100 kèm theo size S, M, L cho em nha các chị. 3 size cho các bác mình chốt. Chị nào chưa được các chị lên. Hai cái size M cho chị Thái Lê Khương Thảo. Hai cái size L cho chị Nguyễn Thị Thu Uyên. Một cái size L cho chị Na Nguyễn. 1S 1M cho chị Hòa. 1S 1M cho chị Hòa này. Lên giúp em là CV 100 M cho chị Thành Hiệp. Hết luôn size L. Rồi em hết luôn size L, em không còn. Chị ơi 52 cân chân váy này chỉ cần mặc M thôi chị nhá. Từ 39 đến 47 cân mặc cho em size S. Trên 47 đến 52 cân mặc cho em thoải mái size M. 52, 53 cân vẫn mặc được M cho em. Em hết L rồi em không còn đâu. Lên cho em là CV 100 kèm theo size S, M cho em nữa là hết nha các bác. Chị Thái Lê Khương Thảo có hai cái size M rồi chị ơi. Chị nào chưa được các chị lên cho em luôn. CV 100 kèm theo size. CV 100 kèm theo size S với cả M cho em nha các chị nhá. Size M cho chị Chi Trần một cái. M chị Chi Trần có luôn này. Chị nào chưa được lên cho em CV 100 kèm size. CV 100 kèm size S với cả M cho em nha mọi người. Qua mã cho các chị luôn này. Em thật luôn, hôm nay không hiểu là kiểu gì luôn. Chả hiểu nó do mạng hay nó do cái của nợ gì nữa luôn. Điên thật luôn ấy. Các chị mới vào các chị nhấn chia sẻ lên cho em nha các bác. Bác nào mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ, đẹp quá luôn này. Chuẩn hàng 2 tang mác, hàng xịn đét đẹp, đẹp cho các chị luôn. Comment vào đấy cho em là CV 100 kèm theo size S với M cho em. CV 100 kèm theo size S M này. Xả 58 hết màu trắng rồi chị ơi. Xả 58 còn mỗi một cái màu hồng, ba cái màu, bốn mấy cái màu vàng thôi. Xả 58 là 58.000 đấy. Còn có mỗi hồng với cả vàng thôi nha các chị. Lên vào đấy xả 58 đến 40 đến 65 cân các chị mặc ok u đẹp đã. Cứ bóc con áo này ra cái là muốn. Thật sự luôn, cứ bóc con áo này ra là muốn mặc luôn nó vào người. Đấy, đó là mã xả 58 thì em chỉ còn mỗi vàng hồng thôi, em không còn màu trắng đâu. Màu hồng còn có mỗi một cái thôi đây này. Màu hồng còn có duy nhất một chiếc thôi nha các chị. Lên vào đấy cho em xả 58 kèm theo vàng hồng cho em. Này cho túi này. Qua mã cho các chị luôn. Nay răng lên là ngắn. Em chưa biết được, cho chị quần chip xịn em ơi. Cho chị chip xịn luôn. Đắp đây chị luôn này. Cái này em lên cho các chị em mình chỉ cần bóc ra thôi là khách sướng luôn. Em này từ 38 đến 55 cân cho em ạ. 38, 39 đến 55, nhìn con quần tôi đã thấy chán luôn rồi các chị em nói luôn đấy, các chị nhìn này. Ba cái tàng mác luôn, em nói luôn ạ, quần này các chị em mình đã mua của em, nếu như quần này các chị em mình tìm hiểu cho em. Đúng của nó nhá, đúng của nó là bằng gọi là như kiểu than tre hoạt tính đấy, các chị nhìn cho em này, tăm, gọi là tăm kháng khuẩn cho các chị luôn, các chị nhìn cái đũng này. Sướng kinh khủng luôn ạ, nhìn không phải hàng VIP thì em nói thật luôn. Đây các chị nhìn cái đũng của nó này. Chuẩn cho các chị em mình lớp tăm kháng khuẩn và các chị nhìn cái đường kim mũi chỉ của nó. Em nói thật các chị nhìn thấy xuất sắc chưa, chuẩn hàng VIP cho các bác chưa gen này.
em nói luôn, quần này các chị em mình mua không bao giờ có giá gọi là dưới 60.000 một quần. Kể cả các chị em mình xem cho em trên Shopee, các chị chụp luôn lại cho em con này, chuẩn hàng 3 tang mác này luôn cho em xem là giá bao nhiêu nha các chị nhá. Mê mẩn luôn các chị ơi, ui dồi ôi đẹp ghê nhở. Cái này các chị lên cho em là chip xịn 1 1 3 8. Em bán 138.000 5 quần. Em nói luôn cái này CV100 size M cho Lan Anh. Ok Lan Anh này, lên cho em là chip xịn 138, 138.000 5 chiếc nha các chị nhá. Lưu ý ạ, cái này em bán em phải bán 165 đến 170.000 5 cái, 330 cái các chị nhá. Mà đây em bán kỷ niệm cho các chị giá này là thôi rồi, eo ơi đẹp lắm. Em lại để một set các chị ơi. Hàng này chắc chắn các chị hỏi nhập vào cho em nếu như các chị nhập số lượng lớn đúng không? Nó đang rơi vào tầm khoảng 295 đến tầm khoảng 31. Bán lẻ cho các chị em mình tầm khoảng 330. Đây em bán cho các chị giá này, hôm sau nhớ cho em xin cái feedback đẹp lắm. Lên cho em là chip xịn 138, các chị phải nhìn trên cái màu đỏ, các chị nhìn kỹ cho em luôn này. Đẹp không ạ? Mê cho các chị em mình chưa? Ba cái tang mác luôn, và nhớ nhìn hàng này mới là hàng chuẩn nhớ các chị nhá. Đấy các chị nhìn cho em luôn, nhìn có nguyên con quần này. Thường là quần này người ta ba không bán theo chục đâu, em nói thật. Quần này thường người ta sẽ để treo xốp, người ta cứ kẹp lên người ta bán cho các chị 65.000 một quần. Đấy đây các chị nhìn cho em đẹp không? Eo ơi mê lắm các chị ơi, sướng cực kỳ luôn. Lên cho em là chip xịn 138 nhá các chị nhá. Em chốt nhanh cho các chị luôn 138.000 5 chiếc. Chip xịn 138 mà chị Thu Hương này, cho chị An luôn này, cho chị Mai Nguyễn có luôn này. Mai Nguyễn có luôn này. Ok chị Hương Hiếu có này. Lên cho em là chip xịn 138 cho em các chị 138.000 5 quần. Lên nếu như chị lấy 10 cái chị lên cho em là chip xịn 10 cái là bao nhiêu tiền em? Chip xịn 138 mà chị Vân Anh Trần cho chị nội thất Thắng Luyến. 50 cân mặc đẹp lắm, chị Hạ Thu Hà Nguyễn có luôn một set. Là bao nhiêu em? 276. Chị lấy 10 cái thì là 275.000 chị nhá. 275.000 10 cái. Chip xịn 138 mà chị Tấn Ngọc cho chị Oanh NK. Oanh NK có luôn 138.000 5 cái, cho chị Mây Phúc có luôn chip xịn 138. 138.000 5 chiếc, lấy 10 cái là 275.000. Còn lấy ok cho chị Học Đình có chip xịn 138, cho chị Hiếu Yến có chip xịn 138. Yên tâm luôn đi, hàng này thì em nói thật luôn, bao cả giá nhập. Em nói thật em tự tin luôn cho các chị. Và em nói thật luôn, không phải là các chị em mình bỏ ra 280, 290 các chị đã nhập được vào đâu, nó còn không có hàng đâu. Nó còn không có hàng luôn ý. Ok cho chị Hoàng Thị Thơm có chip xịn 138. Em chào chị Dèm Thanh Tâm nhá. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên cho em là chip xịn 138 cho em. Ok chị Nhung Đoàn có luôn chip xịn 138, 138.000 5 cái. Hàng này ok cho chị Nguyễn Tiếp có luôn chip xịn 138. Có rồi chị An luôn có rồi, mình ơi đẹp lắm. Đây các chị nhìn cho em này, em nói thật luôn. Ok hai set cho chị Lê Hiếu, một set cho chị Thành Nghiệp. Thành Nghiệp có luôn, chị Thu Hương có rồi. Đây các chị nhìn này, em nói thật, em đã nói chip xịn là các bác mình yên tâm đi. Vì em bán kể cả mấy chục nghìn một set 10 quần em còn có. Còn đã nói là chip xịn thì các chị em mình đã là khách VIP bên em các bác biết. Đẹp lắm, 138.000 chip xịt 10 chiếc cho chị Hiền Gấu, mở ngoặc 275 luôn em nhé. Ok Hiền Gấu. Thêm một set nữa cho chị Tấn Ngọc là 2 set. Ok chị. Đẹp lắm luôn ạ. Yên tâm đi, hàng này các chị chụp luôn lại cho em. Nhưng nhớ của em phải chuẩn là hàng 3 tang mác, và mác của nó là mác hồng xanh nhé. Đấy, mác của nó là mác ánh hồng xanh luôn nha các chị em mình. Xịn đét luôn cho các bác luôn. Đấy, chị nào mà mình chưa được nữa các chị ok cho chị Thúy Kem có chip xịn 138. Chị Phương Quỳnh có chip xịn 138. 45 cân thì không cần phải nghĩ ngợi. Ok chị Lê Trang có 5 cái luôn rồi. Lê Trang có luôn này. Chị nào chưa được nữa các chị lên comment em qua mã nhá. Em nói thật cái này không phải các chị bỏ ra 280, 290 nghìn các chị đã nhập vào được đâu ạ. Cái này mà các chị em mình không có mối hoặc các chị em mình không có quan hệ thì các chị cũng không nhập được. Vì hàng này người ta cũng các chị bảo rằng là hàng này gọi là hàng VIP, hàng cao cấp. Nếu như mà về liên tục người ta còn yêu cầu cả hóa đơn đỏ các thứ. Mà các chị bảo vốn nó vào cao như thế người ta cũng không có ôm nhiều đâu, em nói luôn. Các chị bảo cứ toàn 300.000 một set. Một set quần chip này. Các chị em mình ôm 1.000 set là bao nhiêu tiền rồi. 1.000 set là mấy trăm triệu rồi các chị. Nó không có nhiều để các chị em mình. Ok cho chị Hương Đào có 10 quần. Chip xịn 10 chiếc cho chị Phạm Phương Mơ. Chip xịn 138 mà chị Phúc Trần có. Chip xịn 10 cái cho chị Hoa Đá. Chip xịn 138 mà chị Phạm Phượng. Chip xịn cho chị Kiều Oanh Trâm Anh. Chip xịn 138 mà chị Hoa Tuy Lít. Chị Hoa Đá có 10 cái rồi. Chị ơi 138.000 được 5 cái rồi nhá các chị nhá. Còn lấy các chị em mình lấy 10 cái là 275.000. 275.000 10 cái. Ui dồi ôi đẹp ghê. Nay thì chịu sao nổi các chị. Dạ chị Tấn Ngọc được rồi chị ơi. 138.000 các chị được 5 cái. Năm khi bao hỏa mới có chuyến cho các chị em mình. Nó gọi là chân ái cho các bác mình luôn. Em nói thật khách VIP thì các chị em mình cũng yêu cầu những hàng này. Đây cho các chị nhìn cái đũng của nó.
em nói luôn chuẩn cho nó, đúng của nó là đúng tăm, gọi là nó gọi là tăm kháng khuẩn cho các chị em mình đây này. Đấy các chị nhìn cho em, mê mẩn đúng không ạ? Và các chị nhìn cho em từng cái đường kim mũi chỉ của nó, các chị nhìn đây này. Cho em không điêu mọi người, gen của nó các chị nhìn này, gen của nó mềm như da mông em bé luôn, các chị nhìn cho em nha, sướng không chất này. Lì cho các chị em mình không? Và mác của nó là ba tang mác như thế này cho các chị em mình nhìn đây này. Chứ không phải là không đâu các bác ơi. Em đã bán chip xịn thì các chị yên tâm, chị nào mình có điều kiện thì các chị mua. Còn các chị em mình không thì các chị em mình có thể mua chip thường cũng được. Rồi chip xịn 138 mà chị Na Nguyễn có luôn này. Chị nào chưa được các chị lên giúp em là chip xịn 138 nhé. Úi dồi ôi mấy thằng. Kệ nó em ạ, thằng bom nào về đấy ạ. Đẹp quá luôn. Em để một set để em mặc đây này mà em lại à, chip xịn 138 mà chị Hương Giang Trần. Chip xịn thêm một set nữa cho chị Phúc Trần. Ok chị Phúc Trần này. Còn chị nào chưa được các chị lên giúp em là chip xịn 138 cho em nhé. 138.000 5 cái cho các bác mình. Đấy các bác mình mua thử. Chip xịn 138 mà chị Huế Điệp Nhung. Các chị mua thử 5 cái. Ok 2 set cho chị Lina Hoàng. 2 set chị Lina Hoàng. 20 chiếc cho chị Lệ Quyên. Xem chị Lệ Quyên cho chị Lệ Quyên cọc cho chị em ơi. 20 chiếc đó là mấy luôn. Chip xịn 138 cho bác Kem Bông. Ok 10 cái cho chị Nông Việt, chị Chuyển Quả. Em chưa lên được áo rú đây chị ơi. Em thì em bán rất nhiều loại chip nên các chị yên tâm. Còn riêng cái chip xịn này các chị em mình mua về, các chị có thể đi tham khảo giá tất cả mọi chỗ mọi nơi luôn. Xem có phải 65-68.000 một quần không ạ? Đây em bán cho các chị em mình là 138.000 5 chiếc nha các chị nhá. Ok cho chị Mỹ Hoa Trương có chip xịn 138. 138.000 5 cái. Em khẳng định các chị em mình không thể nào nhập vào được đâu em nói thật. Chứ đừng bảo ui dồi ôi, tao cầm 280.000 tao ra chợ tao mua được 10 cái ngay. Em nói thật 280.000 ra chợ các chị cũng không mua được 10 cái. Ơi. Ừ ok, cách cũ luôn rồi gì. Rồi còn chị nào chưa được nữa các chị lên cho em nhìn con quần xuống thật sự luôn. Rồi chị nào chưa được nữa các chị lên giúp em chip xịn 138 nhá. À, Tấn Ngọc được chị, dạ chị Tấn Ngọc được rồi bác Kem Bông ơi. Chị Tấn Ngọc được 2 set chip xịn 138 à, chip xịn 10 cái cho chị Hồng Thúy. Ok chị Hồng Thúy, hôm sau vào nhớ cho em xin cái feedback của con quần này nhá. Và nếu như các chị bảo ôi em ơi xấu, nó không xứng đáng với giá tiền là 138.000 5 chiếc, tức là chia ra là em cứ gọi là 28.000 một cái. Nếu như các chị thấy nó không xứng đáng, các chị có thể gọi điện cho em nhận lại hàng luôn. Vì em quá tự tin về cái hàng, cái chất này luôn các chị. Bao giá bao chất cho các chị luôn rồi. 10, chị lên cho em là chip xịn đi chị ơi. Chị lấy 10 cái chị phải lên cho em là chip xịn nhá. 10 cái là 275.000. Đẹp lắm. Nếu như các chị em mình không muốn mặc hàng đắt thì các chị em mình có thể mặc hàng bình dân em cũng có luôn. Còn riêng cái này thì xuất sắc luôn à. Cho chị xem lại quần đũi chờ em chút xíu bác ơi. Bác chờ em một chút xíu nhá. Đẹp lắm các chị. Sướng thật sự luôn con quần này em ơi, nhìn cái quần này. Đẹp kinh khủng luôn. Chị coi chị nào mình chưa được lên vào đấy cho em luôn là chip xịn 138 em qua mã luôn này. Em qua mã luôn nhé mọi người nhá, đẹp thật sự mê. Ok chip xịn 10 cái cho chị Phạm Nga. 10 cái cho chị Phạm Nga, 10 cái chị nào 10 cái, chị Vũ An Nhiên 10 cái em mở ngoặc 275 luôn nhá. Ok chị Vũ An Nhiên có, chị Phạm Nga cũng có luôn 10 cái. Sắp hết rồi. Em nói thật ôm cái này ôm liều đấy. Chứ còn em nói thật chị nào mới bán chỉ dám đi lấy một set, hai set. Hoặc kể cả các chị một cái cửa hàng, một cái shop to tướng các chị cũng lấy căng là 5 set khách nhà em đây này. Lấy căng là 5 set thôi các chị. Cách của em bình thường những cái này em buôn cứ 5 set là 1 triệu rưỡi, 5 set là 1 triệu rưỡi đấy các chị. Ok chị Thanh Hương đuôi 437. Chị nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn chị ơi. Dây chuyền đẹp quá, dây chuyền em đeo hình như còn mấy cái, em chả biết còn mấy cái ấy chị ạ. Cái này em cứ chip xịn 138 mà chị Phạm Hồng 60 cân các chị vẫn mặc được cho em đấy chị Lệ Quyên ơi. Cái này nhá các bác nhá. Tức là khách của em lấy bán shop ấy, kể cả các chị cái cửa hàng to tướng ở Châu Quỳ này luôn, các chị cũng chỉ dám lấy căng là 5 set một lần thôi. Vì các chị về các chị treo lên ở cửa hàng chuyên đồ lót là các chị bán ví dụ như bán 65.000 một chiếc là khách vào mua tầm độ 3 cái. Các chị bảo rằng là ở đây bình thường như ở đây này sinh nhật sinh nhất là các bạn ấy cũng, rồi là các chị em cũng hay đi mua quần lót để tặng mẹ. Hoặc là bình thường như em ở đây ngày 20 tháng 10 hay tặng giáo viên các thứ là cũng toàn tặng quần chip này thôi. Cứ 65.000 đồng một chiếc. Chip xịn 10 quần cho Milu. Rồi còn chị nào chưa được nữa các chị lên vào đấy cho em luôn là chip xịn 138 cho em nhá. Em qua mã cho các bác mình luôn này. Ok chip xịn 138 mà chị Ngọc Trần. 138.000 5 chiếc thôi các chị. Giá này là giá đã sale tốt cho các chị em mình rồi. Chứ không là em bán 330.000 10 quần cơ. Thật sự bán 330.000 10 quần. Áo ngực chờ em chút xíu, nhân viên đang phân sai số rồi chị ơi. Đây quần đũi đây.
chip nhăn hôm qua em còn chip nhăn, em mới lấy cho chị. Chip nhăn 40 đến 62 cân cho em. Chip nhăn 40 đến 62 cân lên cho em là chip 110. Chip 110 nghìn 10 cái luôn. Đây là chip em bán 169 nghìn 10 cái đấy. Chứ các chị yên tâm vì chip nhà em nó đủ hết tất cả các thể loại mà. Đây bình thường Ngọc Trần có chip 138 rồi, chip xịn 138 rồi. Cái này lên vào đây cho em luôn là chip 110. 110 nghìn này là 10 cái luôn cho các chị luôn này. Hàng này là hàng các chị em mình cứ mua tầm 107, 108. Gọi là 169 nghìn 10 cái đấy. Đây ạ, co giãn 8 chiều cho các chị, đúng thêm cho các chị em mình lớp kháng khuẩn. Em này thì 62 cân vẫn mặc được cho em luôn nhá. 40 đến 62 cân cho em ạ. Hàng này thì bao cho các chị em mình yên tâm rồi. Vì bán quá trời là nhiều rồi các chị ơi. Màu miếc cũng đẹp lắm. Đấy, lên cho em luôn là chip 110 nhá. 110 chả phải chị nào mình cũng bỏ ra tận 138 nghìn. Các chị mua 5 cái quần chip đâu. Thì các chị em mình có thể mua cho em này. Đấy, 38, 39 đến 62 cân muốn bon chen cũng vẫn được luôn cho các chị luôn. Comment giúp em là chip 110 cho em ạ. 110 nghìn là 10 cái cho các bác mình luôn em này nhá. Lên giúp em chip 110. Có quần bò cao cấp, bò cao cấp em còn hàng đấy chị ơi. Đó, chị nào chưa được các chị lên cho em là chip 110 em qua mã luôn này. Qua mã cho các chị em mình luôn nhá. Còn đây là quần đũi này, lên cho em là Q31 đây. Chị nào vừa xem lại mã quần đũi, quần đũi này thì đẹp xuất sắc rồi. Rồi ơi, bán tặng chip 110 cho chị Nguyễn Đượng, cho chị Lina Hoàng. Chip này dùng thích lắm, em cảm ơn chị Vũ An Nhiên ạ. Chị nào chưa được các chị lên cho em chip 110. Quần này các chị lên cho em là Q31 nha. Q31 nhớ đây, quần của em các chị nhìn sát cho em luôn. Cái trần chun trần cạp của nó các chị nhìn đây. Hai trần chun trần cạp hai đường luôn cho các bác mình. 37, 38 đến 60 cân các chị vẫn mặc được, nó co giãn đỉnh cho các chị em mình luôn, sướng lắm. Và ống của nó không bị ôm, kể cả đùi to các chị vẫn mặc được cho em luôn nhá. Chuẩn cho các bác mình, đũi Nhật cho các chị em mình chưa ạ? Mê cho các chị em mình chưa? Đấy, nó có thêm cái miếng chỗ này cho các chị em mình. Comment cho em luôn là mã Q31 nha các bác mình. 31.000 đồng một cái, mã cho em là Q31 cho em. Chip mặc sướng, bác nào cũng khen quần chip luôn nhỉ. Bác nào cũng chip 110 cho chị Thủy Ngọc. Ok chị Thủy Ngọc, cho chị Hạnh Nguyễn có chip 110. Chip xịn 138 mà chị Tuyên Ngô. Ok chị Tuyên Ngô này, thêm chip xịn 10 chiếc. À, cho chị Hương Đào thêm một set chip xịn nữa, các em kia thêm 10 cái. Chip 110 chị Trang Thùy, nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn. Q31 hai cái cho chị Mây Phúc, một cái cho bác Nguyễn Đỏ. Chip xịn 65 cân không vừa đâu chị ơi. Chip xịn 65 cân là không vừa đâu nha chị gái. 60 cân trở lại cho em thôi ạ. 138.000 chip xịn là chip xịn 138.000 là 5 chiếc chị nhá. Chip xịn là 138 5 cái. Rồi cái này các chị em mình có đơn các chị nhắn hết cho em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn. Quần này lên cho em là Q31, eo ơi 31.000 một con quần. Xuất sắc. Xuất sắc cho các chị luôn. Ôi ngon thế bà. Thank you. Hơi ngọt nhưng chắc một tí đá nó tan ra là vừa bạn. Em ơi chip xịn đâu, lướt lại cho các chị nhìn này. À đây quần chip, chị lấy chip 110 hay là lướt lại chip xịn chị? Chip 110 là chip nhăn 40 đến 62. Q31 và CV100 size M. Ok bác Đỗ Thùy Liêm. Ok bác Đỗ Thùy Liêm luôn này. Rồi còn chị nào mình chưa được nữa các chị lên comment cho em qua mã nha mọi người. Lên cho chị mã gì tao cũng nhiều mã quá chẳng biết. Em ăn tí dưa bở các bác. Cho chị một cách ăn lan năng, chị lau cái này với. Chip xịn đợi em lát nào, cho chị một set để chị lau cái này. Chị xịn lát em lướt lại sau cho mọi người nhé. Em mặc là chân váy đấy, chân váy này mới có hàng cho các chị em mình thì đẹp lắm. Q31 cho chị Nguyễn Đượm một quần. Ok bác Nguyễn Đượm luôn này. Bộ cốt tông chữ như chiều chị mặc còn hàng không, còn ăn luôn ơi. Bộ đấy lên là xả bộ một xả lỗ 118. Đưa đây chị em ơi. Nhất hết là chị màu đen. Áo nam em còn cả cổ tròn cả cổ bẻ, nhưng chắc tối nay chưa chắc đã lên được. Vì em còn chưa lên được chống tụt kia kìa các chị. Bữa tối nay chủ yếu là chống cụt cho các chị em mình mà còn chưa lên được. Bộ chiều nay em mặc nhá, lên trên là xả lỗ 118.000. Không so sánh giá đâu mọi người. Ơ còn bao nhiêu nữa là hết hả? Đấy ui dồi ôi, các chị nào nhanh tay thì được. Xả lỗ 118 nha mọi người ơi. Từ 38 cân đến 60 cân chiến hết được luôn cho em luôn. Chất thì phải gọi là xuất sắc luôn. Hôm sau vào mua được bộ này của em 118.000. Hôm sau vào cho em Giang xin cái nhận xét luôn nha các bác nhá. Xem Giang Doãn có lừa đảo không, xem phải bộ này xịn đét luôn không.
Em không còn nhiều đâu, lên cho em là xả lỗ 118 cho em ạ. Để đây chị em ơi. Đẹp lắm, bộ chiều nay em mặc đấy, các chị em mình có thể xem lại livestream chiều nay. Lên cho em là xả lỗ 118, hàng túi cứng nhá. 118.000 đồng một bộ cho mọi người luôn. Comment rõ cho em là xả lỗ 118 cho em. Trời ơi, xuất sắc cho các chị luôn. Trời ơi, thật sự luôn, cho các chị bảo rằng là 118.000 đồng một bộ này thì không phải nghĩ ngợi gì luôn. Bộ này mình có rồi, chất đẹp lắm. Em cảm ơn chị Thanh Hải nhá. Em cảm ơn chị Thanh Hải nha chị ơi. Chị nào mình chưa được mình lên cho em là xả lỗ 118 cho em ạ. 118.000 Q31 cộng xả lỗ 118. Ok chị gái Đinh Ngọ. Ok cho chị Bình Yến một bộ. Cho chị Tuyết Đỗ một bộ. Chị Tuyết Đỗ có, cho chị Linh Nga một bộ. Chị Linh Nga có luôn này. Hai bộ thì chắc được hai chữ đấy các chị. Chị nào mà mình chưa được các chị lên vào đấy cho em xả lỗ 118 cho em. Eo ơi, 118.000 đồng bộ này. Nói thật luôn là không bao giờ các chị phải nghĩ ngợi luôn. 145, 146.000. Hoặc khi em xả cho các chị 136, 138. Các chị em mình đã mua, các chị biết Q31 một màu, đừng hỏi Q31 màu đen. Làm gì có Q31 được màu đen hả chị. À, chị Tuyết Đỗ có xả một xả lỗ 118 rồi chị ơi. Chị nào chưa được các chị lên cho em là xả lỗ 118. Cho chị Vu Phương một bộ. Cho chị Sao Dương một bộ. Sao Dương có, chị Hoa Đinh một bộ. Chip 110 cho chị Nguyễn Minh Lý. Xả lỗ 118 và chị Vũ Miên một bộ. Vũ Miên có luôn hết cho em. Hai bộ dưới đấy đúng không? Một bộ với hai bộ này nữa là em còn ba bộ cuối cùng là em hết. Hôm sau có bảo hỏi màu này không có còn đâu, các chị còn ba bộ cuối cùng nhá. Lên cho em xả lỗ 118. Đẹp quá nhỉ. Không xả thì còn hàng mà xả thì cũng tiếc. Đấy, em còn ba bộ nữa là em hết hàng. Chị gái nào chưa được lên vào đấy cho em xả lỗ 118 cộng 2 cái Q31 cho chị Nguyễn Tuyết. Ok bác Nguyễn Tuyết này. Rồi còn chị nào chưa được nữa các chị lên cho em còn hai bộ nữa là em hết. Em còn hai bộ nữa là em hết luôn, má xả lỗ 118 nhá các chị nhá. Em còn hai bộ nữa là em hết rồi. Ok cho Tí Xíu một bộ. Tí Xíu có luôn một bộ này. Rồi còn một bộ nữa là hết. Chị nào chưa được các chị lên comment nha. Tiếp này cho chị xả lỗ 118 53 cân thoải mái. Ok chị Trần Hạnh. Ok bác Trần Hạnh có luôn này. Cho chị cái áo làm mát đi, cho chị màu vàng, màu hồng với màu nâu luôn. Vàng hồng nâu xanh luôn, vàng hồng nâu xanh đen. Đấy, lên cho các chị luôn. À, CV 150 cân chị mặc mờ cho em thoải mái đẹp chị ơi. Em lên cho các chị em mình áo làm mát này nha, các chị chốt nhanh cho em luôn này. À, chip 110. Ok, chip 110 cho chị Vũ Miên. Sao đây con? Ôi giời, áo rồi bà công em về à? Xả lỗ 110 thêm thì liệu còn không? Ok thêm một bộ xem còn cho chị Linh Nga một bộ nhá. Dạ chị Linh Nga thêm một bộ em hết luôn, em không còn hàng ạ. Đây cái này thì các chị chốt nhanh cho em. Áo này thì các chị em mình ok xả CV 110 size M cho chị Nga Nguyễn. CV à, CV 100 em không còn L đâu. CV em chỉ còn mỗi size S với cả size M thôi, cho chị cái kéo em. Cái này các chị lên vào đây cho em luôn là A. Lên cho em luôn là A36, A35 kèm màu đi. Hoan hỉ nhá, tối nay bán tặng cho 35.000 đây này. A35 kèm màu luôn cho em này. A35 40 đến 62 cân, màu vàng, màu nâu, màu xanh, màu hồng và màu đen cho em ạ. Chốt nhanh cho em A35 kèm màu cho em các bác ơi. 40 cân thì các chị 62 cân đều mặc được áo làm mát. Các chị làm 2 cái, 3 cái về mà mặc cho em này. Kể cả đang mặc hàng hiệu rồi cứ mua em này về mà mặc. Chữ chỗ này là thêu luôn nhá. A35 kèm theo màu vàng, màu đen, màu hồng, màu xanh, xanh xịn nhỉ. Và màu nâu cho em nha các chị. Lên vào đấy cho em A35 kèm màu cho em các bác ơi. A35 kèm theo màu cho em, cứ 40 cân đến các chị em mình 62 cân. Các chị vẫn đang mặc cho em thoải mái luôn nha các bác. Các chị em mình mới vào các chị nhấn chia sẻ lên giúp em nha các bác ơi. Cho em xin một lần về trang cá nhân, hai lần, ba lần lên các trang hội nhóm. Comment vào đấy cho em luôn là A35 kèm theo màu cho em ạ. Rồi ok, A35 màu vàng cho Lily, màu đen cho chị Lệ Quyên, màu xanh và màu nâu cho chị Phạm Huyền Trang. Xanh nâu cho Phạm Huyền Trang này, nâu và đen cho chị Vu Phương. Hai cái màu vàng, hai cái màu vàng và màu hồng. Ok chị Lại Thị Lan, một vàng một hồng.
Màu xanh cho chị Mây Phúc. Xanh và đen cho chị Phạm Toàn. Màu xanh cho chị Vân Anh Trần. Xả lỗ 118 em hết hàng rồi chị ơi. Xả lỗ 118 em không còn hàng ở đâu các chị. Hết xả lỗ 118 rồi. À, 4 cái 4 màu. Ô, chị Vân Anh, chị ơi nó có 5 màu cơ nên chị kèm màu đi. Đen, đen xanh và hồng cho chị Nguyễn Thị Hồng Thương. Màu xanh cho chị Lê Trang. Lên là A35 kèm theo màu, nó có 5 màu cơ chị ạ. A58 là cái mã nào nhỉ chị nhỉ? Ui em chịu luôn. Màu vàng cộng màu xanh cho chị Thanh Mai Đặng. Ok chị Thanh Mai Đặng, lên là A35 kèm theo màu nâu, màu xanh, màu hồng và màu đen cho em, với cả là màu vàng nữa nhá các chị nhá. Xanh 35 là chị Ngân Kim, đen và vàng là chị Sao Dương. Ok chị Sao Dương. Màu xanh và màu đen cho chị Khánh Bình. Bác Khánh Bình có xanh và đen luôn. Lên cho em là A35 kèm theo màu cho em ạ. A35 5 cái 5 màu của chị Vân Vũ. Ok bác Vân Vũ luôn này. Chị Ngân Kim có xanh rồi. Còn chị nào 5 cái 5 màu. Đấy còn chị nào mình chưa được nữa các chị lên. Cái này em nghĩ là các chị cứ làm vài cái về mà các chị mà 35.000 một cái thôi mà. 40 đến 62 cân cho em thoải mái luôn. 4 cái A35 màu vàng, màu xanh, màu đen à. Vàng, xanh, đen mới là 3 màu mà chị Phạm Nga. Chị lên lại cho em đi. A35 màu vàng, màu đen, màu hồng, màu xanh với cả là màu nâu. Các chị cứ lên từ từ lên A35 kèm màu vào đấy cho em nhá. A35 kèm màu. 35.000 đồng một chiếc cho các chị. Đẹp nhức nách luôn cho các bác mình. Áo cổ bẻ A79, áo cổ bẻ A79 đợi em, áo cổ bẻ A79 là áo cá sấu đúng không? Treo treo sau luôn cho chị luôn em ơi, con kia treo sau cho chị luôn. A35 màu vàng cho chị Trần Hương một cái. Ok chị Trần Hương có luôn vàng này. Còn chị nào chưa được các chị lên cho em là A35 kèm màu cho em nhá. A35 kèm màu. Tomboy lấy đâu ra hàng đã nhắc rồi, đừng có hỏi Tomboy nữa các chị. Tomboy lúc nào có hàng về là em đã đăng thông báo trước rồi nhá. Rồi em qua mã cho các chị luôn, chị nào chưa được lên cho em A35 kèm theo màu. Đấy màu đen, màu hồng, màu vàng với cả màu xanh. Đen, hồng, vàng, xanh cho chị cái túi. À đây, cái đầu túi cho chị một cái túi lên em ơi. Cái này mặc thì siêu sướng luôn cho các bác. Kể cả các chị em mình mặc toàn mặc hàng hiệu rồi, các chị em mình mặc cho em con này vẫn cứ gây nghiện luôn. Mặc cho em này vẫn cứ là gây nghiện luôn nha các chị. Chuẩn bị cho chị chống tụt nào. Đếm cho chị xem size số như nào rồi. Chị nào chưa được các chị lên cho em là A35 kèm màu. Size số chống tụt như nào em? 34, 80 ạ. 36, 116, 38, 44. Rồi ok. Hết rong biển chị ơi, lấy đâu ra rong biển nữa. Rong biển đã báo hết từ chiều rồi. Cổng cảnh em bán phát cho nó gọn luôn này. A35 màu đen với màu xanh cho chị Thắm Nguyễn. Màu đen với màu vàng cho chị Hòa Lương. Ok bác Hòa Lương. 5 cái 5 màu cho chị Nguyễn Kiều Phương. Ok bác Nguyễn Kiều Phương này. Áo ba lỗ 45 mình như em còn hàng đấy chị ạ. Như em còn hàng, đợi em chút xíu. Chị nào mình chưa chia sẻ các chị nhấn chia sẻ lên. Em tặng quà xong không bắt đầu em mới lên. Mới bắt đầu lên áo chống tụt cho các chị em mình nhá. Ok chị Nguyễn Kiều Phương có 5 cái 5 màu rồi. Chị nào chưa chia sẻ các chị nhấn chia sẻ lên để bắt đầu tặng quà. Tặng quà xong em mới bắt đầu lên chống tụt nha mọi người. Chị Hòa Lương có đen với vàng rồi chị ạ. Hòa Lương là có đen vàng rồi. Mọi người chưa chia sẻ, mọi người nhấn chia sẻ lên cho em nào. Cái bộ kia như có mỗi một bộ lẫn thôi đúng không? Đấy cho chị bộ đấy đi chị tặng. Có duy nhất một bộ thôi. Cái này có duy nhất một bộ hàng VIP luôn. Đặt cho chị cái khăn này ra nữa. Còn lên quần bò cạp cao không em? Chị chưa biết mình ơi, chưa biết. Rồi bác nào chưa chia sẻ các bác nhấn chia sẻ lên. Tặng một mã bộ VIP luôn, đúng thật sự luôn. Tặng 10.000 cho các chị em mình bộ này luôn nha. Xuất sắc. Bác nào chưa chia sẻ các bác nhấn chia sẻ lên cho em nha. Em kiểm tra lượt chia sẻ xong em quay số. Kiểm tra lượt chia sẻ và quay số nha các bác ơi. Cho em một lần về trang cá nhân, bộ này không có hàng đâu nha các chị nhá. Có duy nhất một bộ em để 10.000. Đấy, ui dồi ôi, mới có 96 người chia sẻ. Bảo sao không lên, không có tương tác. Toàn mấy bà chưa chia sẻ livestream thôi. Chia sẻ livestream rồi, các chị em mình lên comment vào đây cho em luôn là tặng bộ 10k. Lên cho em là tặng bộ 10k cho em ạ. Chị nào chưa chia sẻ, các chị nhấn chia sẻ lên cho em nha các bác. Đấy, 40 cân, 38, 39 đến 62 cân cho em, các chị vẫn đang mặc được. Lên cho em là tặng bộ 10k. Em cho một bác luôn này. Yên tâm, cái này thì các chị em mình không có sợ thiên vị luôn. Kiểm tra trên máy móc luôn các bác ơi.
kiểm tra trên máy móc, bác nào chưa chia sẻ nhấn chia sẻ. Bắt buộc các chị phải chia sẻ livestream rồi thì các chị mới có logo người chia sẻ và vào danh sách người chia sẻ. À, các chị em mình được mới được vào. Đấy, 110 người đã chia sẻ livestream. Hiện tại mới có 110 người đã chia sẻ livestream nha các chị. Mới có 110 chị đã chia sẻ livestream. Bác nào mà mình chưa chia sẻ, các chị nhấn chia sẻ lên cho em. Đã chia sẻ rồi lên comment cho em luôn là tặng bộ 10k. Rồi, thống kê lượt chia sẻ nha các bác ơi. Em kiểm tra lượt chia sẻ những chị nào có logo người chia sẻ rồi là em đều biết hết. Thứ nhất là các chị em mình cho em một lần về trang cá nhân ạ. Hai lần, ba lần lên các trang hội nhóm cho em nha các bác nhá. Kiểm tra mới có 116 người đã chia sẻ livestream rồi đây các bác nhìn cho em. Này. Đấy đây, những chị mà đã chia sẻ livestream là đều có danh sách hết đây các chị nhìn cho em này. Đấy các chị nhìn cho em nhá. Danh sách người chia sẻ livestream kể cả các chị chia sẻ một lần cho em. Miễn là đã chia sẻ thôi là đều có vào trong danh sách người chia sẻ luôn này. Đấy, em thống kê lại một lần nữa nha các chị. Thống kê lại một lần nữa này. Bác nào chưa chia sẻ các bác nhấn chia sẻ lên cho em ạ. Chia sẻ rồi lên comment cho em là tặng bộ 10k. Xong em bắt đầu em quay số nha mọi người. Quay số cho các chị em mình đấy. Đấy, 136 người đã chia sẻ này. Mới có 136 người đã chia sẻ. Em quay số luôn nhá, để lát nữa em còn tặng nữa. Đấy, bắt đầu quay số cho các chị. Cái này thì các đây là danh sách người chia sẻ. 136 người đã chia sẻ này. Quay cho các chị em mình luôn ạ. Comment cho em là tặng bộ 10k đi. Quay được chị nào em xem chị đấy đã lên comment tặng bộ 10k là được luôn nha các chị nhá. Bác nào mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ lên cho em ạ. Rồi chị nào đây. Rồi rồi đấy, Nguyễn Trang là người chia sẻ nhiều nhất luôn thì phải. Chúc mừng Nguyễn Trang luôn nhá. Em ơi tìm kiểm tra Nguyễn Trang ảnh bé đây này. Chúc mừng Nguyễn Trang có luôn được tặng bộ 10k nha. Nguyễn Trang được luôn tặng bộ 10k rồi. Bác nào chưa chia sẻ các bác nhấn chia sẻ lên cho em mọi người ơi. Đấy, chia sẻ lên cho em để lát nữa em tiếp tục cho các chị em mình nha. Các bác mình nó không mất cái gì đâu nên các chị em mình chia sẻ lên cho em. Có mất cái gì đâu. Em ơi Nguyễn Trang thấy comment chưa? Chưa. Nguyễn Trang lên comment chưa Nguyễn Trang ơi? Chưa lên comment là em lại quay cho người khác đây nè. Lên comment cho em là tặng bộ 10k đi Nguyễn Trang ơi. Ô Nguyễn Trang mà chưa lên comment là em lại tặng người khác đây. Chưa thấy Nguyễn Trang ở lên comment luôn. Chị này vào hôm nào cũng chia sẻ luôn. Không phải hôm nào cũng mua hàng đâu, nhưng hôm nào chị cũng chia sẻ luôn nhá các chị. Đây Nguyễn Trang chưa có lên comment luôn, em quay cho người khác nhá. Nguyễn Trang mà chưa lên comment là em quay cho người khác luôn đây này. Không thấy Nguyễn Trang lên comment luôn. Nguyễn Trang mà không lên comment là em cho người khác nha chị ơi. Đi làm về nhà mới. Nhân viên viên bảo xả đơn. Cái gì đây đúng, xả đơn. Đừng xả đơn, xả đã. Nếu như mà chị không nhắn tin địa chỉ số điện thoại là xả luôn, em không chờ ai hết. Chị ơi, đặt hàng thì đặt từ bao giờ rồi? Đặt hàng cái được một sản phẩm cái là đã phải nhắn tin địa chỉ số điện thoại luôn rồi. Mà chị để đến lúc nhân viên xả đơn rồi đấy chị mới nói thì em chịu thôi chị nhá. Nguyễn Trang không lên comment thì em quay cho người khác đây. Buồn ghê cơ, cái bà Nguyễn Trang này lại không lên comment. Em quay cho người khác nhá các chị, thống kê chia sẻ này quay cho chị khác luôn. Đấy nên các chị em mình phải lên comment lên cho em chứ không lên comment. Đấy lên 145 người đã chia sẻ. Em quay cho người khác này. Để xem chị nào đây ạ. Tặng bộ 10k cho em nha các chị nhá. Áp dụng cho người chia sẻ livestream rồi. Để em quay số tặng bộ 10k. Tặng bộ 10k cho em. Các chị lên comment liên tục lên cho em ạ. Comment liên tục rồi. Ok em xin chúc mừng chị Dự Bự. Em ơi tìm cho chị Dự Bự ảnh hai mẹ con. Dự Bự. Chúc mừng chị Dự Bự nha. Có lên comment không em? Ôi giời ơi, sao toàn không lên comment thế thì em lại quay người khác à? Đây để em tìm Dự Bự nha các chị. Tìm comment của Dự Bự này. Dự Bự chưa lên comment luôn các chị ơi. Chưa có comment luôn, em quay cho người khác eo như thế này mất thời gian thật sự luôn đấy các chị. Các chị em mình không lên comment thì làm sao mà em bấm được cho các chị em mình được. Phải có comment trên này thì em mới bấm tạo đơn được tiếp. 156 người đã chia sẻ em quay này. Thật sự luôn tặng cho các chị em mình vào. Nó công bằng như thế này. Tự nhiên em đọc một người thì sợ các chị lại kêu thiên vị. Quay như thế này thì các chị lại trả lên comment như thế này thì làm sao mà em mất thời gian quá. Rồi cho chị nào đây ạ? Chị Lê Liễu. Ok tìm cho chị Lê Liễu ảnh gia đình này này em ơi.
Lê Liễu ok. Lê Liễu ảnh gia đình rồi đúng không? Rồi ok, chị Lê Liễu ảnh gia đình được luôn bộ 10k nha các chị nhá. Xong luôn cho các bác. Đấy, như thế nó công bằng. Vì cái này gọi là em không thể nào mà em can thiệp được vào. Chúc mừng chị Lê Liễu nha. Xong luôn các bác ơi. Xong cho các chị em mình luôn này. Chống tụt nhá. Lên chống tụt nha mọi người. Chân lái của các chị em mình luôn. Đã chống tụt nhà em Giang thì em nói thật luôn, xuất sắc. Sướng kinh khủng luôn. Chuẩn hàng VIP cho các chị em mình. Đây các chị nhìn cho em này. Dây này các chị có thể tháo ra, vì nó đã có cái lớp hít này rồi. Lớp em đang mặc trong người luôn. Nó đã có lớp hít này rồi thì không bao giờ các chị sợ tụt luôn. Và các chị nhớ lưu ý cho em hàng này. Thứ nhất nhá, các chị em mình mua hàng này dễ dính hàng loại 2, loại 3 lắm. Để cho các chị em mình cách phân biệt, cái thứ nhất này, ba tang mác kèm mác lụa, có tên của hãng luôn. Đây các chị nhìn cho em cái tên này, cái tên ở trên mác này, so với cái tên thông số ở đây, và so với cái tên của nó, cái chữ ở trên dây này này, chữ ở trên dây này giống nhau, thì nó mới là hàng chuẩn cho các chị em mình. Và cái chỗ này của nó có dập logo của hãng luôn. Đấy, dập tên hãng luôn, chỗ này là dập luôn nha các chị nhá, chuẩn loại 1 cho các chị em mình. Đấy các bác nhìn cho em luôn này. Đỉnh luôn ạ, à, bên trong của em, cái bên trong của nó các chị nhìn này. Nó nâng ngực đẩy ngực tạo khe 3D, con này ngực to ngực nhỏ đều mặc được. Đấy các chị nhìn cho em, mềm lắm các bác ơi. Sướng kinh khủng đây các chị nhìn này. Đã không ạ? À? Một con áo xuất sắc luôn. Cái này nhá các chị không tin, các chị em mình sang bảo Phương ấy. Phương ơi em vạch ra cho chị nhìn xem có phải em đang mặc cái áo chống tụt như Giang bán không? Nhá các chị. Các chị sang hỏi Lan với hỏi Thảo cho em nữa xem. Nhà em toàn bộ mấy chị em toàn mặc dòng này thôi. Comment vào đây cho em luôn này. Áo treo sau bao nhiêu? Áo treo sau 79.000 chị ạ. Đợi em lát em lên cho. Cái này các chị em mình về các chị có thể tháo dây nhá. Em không có mặc dây đâu đây này. Em toàn mặc không dây luôn. Comment cho em luôn là mã A75. Em bán kỷ niệm các chị 75.000 đồng một cái. Không chọn màu, chị nào chọn màu là 99.000. A75 kèm size, kèm theo số lượng cho em ạ. Size 34, 36 và 38. Đẹp lắm. Mà con này mặc nó không có bị nóng. Nó sướng cực kỳ cho các chị luôn. Thông số của nó trên này cho các chị này. Mê cho các chị em mình luôn ạ. Kể cả các chị mặc đi biển, đi biết, đi bơi cho em. Mặc với váy đầm cho em nhé. Quả của nó cũng đẹp luôn các chị ơi. Comment vào đây cho em là A75 kèm theo size. Áo này mặc thích lắm. Năm ngoái mua 5 cái liền đấy chị Kem Bông. Em cảm ơn chị Kem Bông nha. Các bác mình nhìn comment của chị Kem Bông luôn, chứ em không có điêu các chị đâu. Vì hàng này em bán gọi là lúc nào cũng cháy hàng. Ngày nào cũng có người hỏi Giang ơi về chống tụt chưa, 75.000 đồng một chiếc. Mã cho em là A75 kèm size kèm số lượng. Hai cái các chị được hai màu, nó có size 34, 36 và 38 cho em ạ. Size 34, 36 và 38 nha mọi người. Em chốt nhanh này. A75 kèm size kèm số lượng ạ. Hai cái size 36 á chị Nguyễn Thu. Hai cái size 38 á chị Lại Thị Lan. Rồi, áo ngực làm gì có size 37. Áo ngực không có size 37, 34, 36, 38. 3 chiếc 34 á chị Thu Sương. Mình đã có 5 cái này mặc thích thật đấy chị Nguyễn Mai nữa luôn này. Em ơi các chị nhìn cho em cho các chị nhìn comment feedback của khách luôn. Chứ không mọi người lại bảo em điêu này. Đây bác này, bác Kem Bông feedback này, 5 cái năm ngoái này, tiếp tục chị này. Mình đã có 5 cái này mặc thích thật đấy các chị nhìn cho em nhá. Chứ em không hề điêu mọi người luôn, khách feedback quá nhiều luôn. Hai cái size 38 chị Lệ Quyên có rồi ạ. Hai cái size 36 á chị Nguyễn Tâm. Một cái 36 á chị Dương Phượng. Ba cái 38 á chị Hiếu Kiều. Một cái 38 á chị Phúc Trúc. A75 size 34 chị Phạm Huyền Trang. Một cái 36 chị Đinh Hòe. Ba chiếc 36 chị Yến Phạm Thị. Hai cái 36 cho Thúy Phạm. Hai cái 36 cho Ngọc Trần. Một thêm một cái 36 nữa cho Dương Phượng là hai cái. 38 cho Hằng Thị một cái. Hai cái 36 cho Sinh Khánh Vi. Một cái 36 cho Hằng Nguyễn. Hai cái 38 cho Phạm Thúy Vân. Ba cái size 36 chị Phạm Hoàn. Ba cái size 36 chị Trịnh Hòa. Hai cái 36 cho Lê Thị Cúc Cúc. Hai cái 34 chị Hoa Hướng Dương. Hai cái 38 chị Thanh Huyền. Thanh Huyền có luôn này. Hai cái 36 chị Dương Phượng có rồi chị ơi. Hai cái 36 chị Nhung Đoàn. Hai cái 38 chị Duyên Nguyễn. Hai cái 36 cho Huyền Trang. Hai cái 36 cho Phạm Nga. Hai cái 36 cho Duy Phi. Em à, chị mua ba cái này mặc thích, em cảm ơn chị Vũ Tâm ạ. Lại khách feedback tiếp. Một cái 38 cho Cẩm Ly. Cẩm Ly có luôn này, chị nào chưa được lên cho em là A75 kèm size kèm số lượng cho em ạ. 75.000 đồng một cái chị ơi, lên rõ là A75 nhá. Có mà A75 đằng trước giúp em ạ. Hai cái 38 cho Đặng Yến Nhi. Hai cái 36 cho chị Linh Giang. Một cái 36 và hai cái, một cái 34. 36 hai cái và một cái 34 cho chị Von Hoàng. Hai cái 36 chị Loan Dương. Một cái 38 chị Tuyên Ngô. Hai cái 36 chị Xuân Thảo. Hai cái 38 chị Vũ Miên. Chị Hằng Thị thêm một cái 38 là 2.
Linh Giang có rồi, một cái size 38 mà chị Sao Dương, hai cái size 36 của chị Tâm Ngô. Có những chị comment 236 này đều là chống tụt hết nhá. Hôm nay chỉ lên một mã này thôi. Comment vào đấy cho em luôn là A75 kèm size ạ. Hai cái 38 mà chị Phùng Mai. Chị Phùng Mai có luôn hai cái. Hai cái size 34 cho chị Nguyễn Nga. Ok chị Nguyễn Nga luôn này. A75 một cái 36 cộng một cái 38. Ok chị Vân Nguyễn. Hai cái 36 của chị Nông Hiếu. Chị Linh Giang có hai chiếc 36 rồi chị ơi. Chị nào chưa được lên vào đấy cho em. Ba cái 38 mà chị Nông Việt. Ba cái 36 chị Lê Hiếu có. Hai cái 36 Xuân Thảo có rồi. Còn chị nào mình chưa được nữa các chị lên comment vào đấy cho em luôn. Là A75 kèm theo size giúp em ạ. 34, 36, 38 và kèm theo số lượng cho em. Eo đẹp dã man luôn. Xuất sắc cho các chị luôn, em nói thật luôn. Mặc cái này là mê mẩn luôn. 75.000 một chiếc nha chị ơi. Chuẩn cho các chị em mình chống tụt hàng xịn sò cho các bác luôn. Nhìn cho em đúng các chị em mình nhìn cho em cái bên trong của nó này. Tức là các chị nhìn cái mặt trong của nó. Đệm của nó không quá dày nhưng nâng ngực đẩy ngực tạo khe 3D đây các chị nhìn này. Sướng không ạ? Xuất sắc hàng đỉnh cho các chị em mình chưa? Đã không? Đấy, cái nếu như mà hàng rẻ là khi các chị bóp như này này là thả ra cái là cái chỗ này nó vẫn cứ nhăn, nhưng đây các chị nhìn cho em. Không hề nhăn luôn ạ, các chị nhìn cho em nha. Mê cho các bác mình chưa? Sướng lắm luôn cho các chị em mình. Đấy, và hàng chuẩn của em, hàng loại 1 là nó có cái thông số dập hàng hãng của nó đây này. Chữ đây nhá. Và cái chữ trên dây của nó là cùng chữ với nhau đây các chị nhìn đây này. Chữ trên dây này, chữ này giống nhau ạ, thông số ở đây cùng tên hãng luôn ạ. Và tiếp tục cho em ba cái tang mác cho các chị em mình nhìn cái cam đằng sau cho các chị em mình nhìn luôn cho em này. Đấy đây các chị nhìn cho em ba cái tang mác này cùng tên hãng này. Đấy các chị nhìn cho em nha. Cái này kể cả ngực các chị lệch các chị mặc lên cũng đẹp luôn đây này. Đấy các chị thấy cấu tạo của con áo chưa? Đẹp lắm luôn. Comment vào đấy cho em luôn là A75 nhá, kèm theo size, xong các chị kèm theo số lượng vào giúp em nha mọi người. 75.000 một chiếc ạ. À, A75 kèm size kèm số lượng. Một cái 38 chị Nguyễn Minh Lý. Thêm một cái 38 chị Đặng Yến Nhi. Thêm một cái size 36 ok chị Hằng Nguyễn. Hai cái size 36 chị Quyền Hảo. Lên giúp em luôn là A75 kèm size. Hai cái size 36 cho Thu Crazy. Một cái 38 cho Lê Nhung. Lê Nhung có luôn này, lên cho em là A75 kèm size kèm số lượng nha các chị nhá. 75.000 đồng một cái này các chị không cần nghĩ đâu, em nói thật. Rồi em bán 88.000 các chị còn không phải nghĩ luôn. Một cái size 36 chị Kim Anh. Chị Kim Anh có luôn. Một cái 38 chị Vân Anh Trần. A75 kèm size cho em các chị thật sự luôn cái này. Kể cả các chị em mình có mỗi cái núm không, các chị mặc cho em con này vẫn cứ đẹp luôn. Một cái 38 chị Hạnh Nguyễn. Hai cái 34 chị Oanh Pro Cao. Oanh Pro Cao có luôn, kể cả ngực phẳng lì các chị mặc cho em cũng ok hàng này luôn. Ba cái size 38 chị Vân Vũ. Vì nó nâng ngực đẩy ngực nó tạo khe 3D, chứ không phải các chị em mình cứ đệm dày là đẩy ngực đâu, em nói luôn. Hàng rẻ mà cái đệm nó dày cộp lên các chị mặc có thấy ngực đâu đâu, toàn bị tượt lên bên trên này này. Nó toàn bị trượt, nó bị kênh bên dưới, nó không có ôm đây như em mặc đây các chị nhìn này, chả bao giờ bị phè xuống bên dưới đâu. Kể cả ngực to ngực nhỏ các chị đều mặc được hết luôn. Hai cái size 36, hai cái 38 chị Phong Lan. Hai cái 36 chị Hương Còi. Hai cái 36 cho Luyên Lớp Ly Đặng. Chị Hương Hiếu có hai cái 36. Chị Hạnh Nguyễn có một cái 38 rồi, còn chị nào chưa được lên cho em A75 kèm size kèm số lượng cho em nhá. Cộng chuẩn mà chị nhá. 36 còn nhiều nữa. 38 rồi, 34. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em luôn ạ. A75 kèm size kèm số lượng cho em. Đấy, mỗi size mỗi số còn mấy chục cái. Size 34 là còn nhiều nhất thôi đúng không? Size 34 em còn nhiều nhất, em còn được 70 cái là hết hàng. Ba cái size 36 á chị Nguyễn Thị Hoa. Ok, bác Nguyễn Thị Hoa luôn này. Chị nào chưa được các chị lên comment cho em này. Ui dồi ôi, xuất sắc các chị. Bọn em đừng bấm cộng mà sao bọn em cứ bấm trừ, ví dụ đấy bao nhiêu cái là bấm trừ ấy. Đúng không? Ừ đấy, trừ nó dễ. À, Lê Nhung thêm một cái 36 á. Cái này các chị em mình, cái gì sao 44 cân mặc 38. Chị ơi, mình bình thường chị mặc áo ngực size bao nhiêu chứ? Áo ngực sau các chị em mình lại đi mua theo cân nặng làm gì các chị em mình? Cái này các chị em mình bình thường các chị mặc áo ngực size bao nhiêu? Thêm một cái 38 mà chị Hạnh Nguyễn, hai cái 38 mà chị Bùi Thị Thoa. Thêm một cái 38 cho Đặng Yến Nhi có rồi. Bùi Thị Thoa đuôi 374 nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn ạ. Một cái 36 cho bác Lý Thị Hoài. Hai cái 36 chị Quỳnh Ngô. Hai cái 36 chị Ánh Tuyết Phạm. Ba chiếc size 38 cho bác Ngát Nguyễn. Lên cho em. Lên giúp em. A75 kèm theo size ạ. Ba chiếc 38 chị Thu Hoài. Lên giúp em là A75 kèm size kèm số lượng nha mọi người. 75.000 một cái, yên tâm đi các chị ơi, cháy hàng bao nhiêu lâu nay mới lại có hàng. Bao nhiêu khách dặn luôn. Cái này chị nào dặn đấy nhỉ? Có chị nào dặn? Comment cho em là A75 kèm size cho em ạ. Xong kèm theo số lượng giúp em nha các bác. 75.000 một cái cho các bác mình. Em bán 88.000 cho các bác mình kia.
88.000 các chị còn chả phải nghĩ ngợi nữa, có 75.000. Một cái 36 cho chị Ngọc Minh Anh, hai cái 34 cho chị Thảo Hoàng, một cái 36 cho chị Nhung Thị, một cái 36 cho Thảo Thảo. Mình đổi sang 34 được không? Dạ được chị Hương Còi ơi. Hai cái 38 cho chị Kiều Anh. Em xem của chị Hương Còi. Đổi cho chị 38 sang hai cái 36 Lê Nhung với Hương Còi nhá, xem lại ghi tên đi xong rồi em sửa. Lê Nhung với cả Hương Còi xem cho chị. Rồi, chị Thu Hoài có rồi ạ, à, Thảo Thảo có rồi. Ok, bác Thảo Thảo chuyển khoản. Chị nào chưa được nữa các chị lên comment nhá. Chị Vũ Miên hai cái 38 không chọn màu chị ơi. Em không chọn màu đâu, chọn màu các chị lên cho em 99.000 kèm size kèm số lượng cho em nhá. Chứ em ba chiếc size 38 cho bác Tĩnh Nguyễn, hai cái 36 cho Thương Thương Nguyễn, hai cái 36 cho chị người xa quê. Ok bác, cái này mặc mềm lắm, từ nãy đến giờ bao nhiêu khách feedback luôn. Em mải đọc chốt đơn em còn chưa đọc được. Em ơi chị người xa quê này làm sao đây, xả đơn à? Hai cái 36 cho chị Hà Nguyễn. Một cái 38 cho chị Lê Thắm, Lê Thắm đây này. Đang trong danh sách xả đơn là sao? Cái này hôm nay cứ bấm lên rồi nó mới hiện lên là sao? Ok Thảo Thảo chuyển khoản. Xem đi đây này, người xa quê này xả đơn thì chốt làm cái gì nữa. Xóa luôn bill. Em nói luôn đã xả đơn rồi thì không mua được hàng bên em đâu nhá, em nói luôn. Xả đơn rồi thì đừng có mua nữa. Xóa bill luôn. Và em nói luôn hàng này hàng độc quyền, em đố các chị mua được ở đâu luôn. Đấy, mua kem chống nắng mà cũng xả đơn thì mua cái gì? Phụ nữ mà mua kem chống nắng mà xả đơn thì em nói thật là vứt. Ok, Nhung Thị cũng chuyển khoản. 75.000 một cái mình ơi. 75.000 một cái, áo này mặc thích em, cảm ơn chị Lê Thảo Nhi ạ. Áo này là A75 kèm size 34, 36, 38 và kèm số lượng nha các chị nhá. Rồi còn chị nào mình chưa được nữa các chị lên comment cho em. Chị Hà Nguyễn có rồi ạ. Mình mua áo này rồi mặc thích lắm nên mua thêm đấy. Chị Thu Hoài lại hôm nay lại mua thêm 3 cái ạ. Chứ em không điêu mọi người vì con này mặc nó sướng lắm luôn ấy. Quần đùi 58 hết hàng chị ơi, không còn. Hai cái size 38 mà chị Bích Nụ, hai cái 38 mà chị Thanh Hà, hai cái 36 cho chị Lê Thị Thanh Thúy. Lê Thị Thanh Thúy. Chứ toàn các chị đã mua rồi, đã mua cái mặc cái này không muốn mặc sang cái khác đâu. Sướng lắm, một tuýp kem chống nắng ok chị Anh Tuyết Phạm. Một tuýp kem chống nắng cho Nguyễn Trang. Đúng rồi, chống tụt đấy hàng mon. Rồi, chống tụt. Vì sao nó chống tụt được thì đây cho các chị nhìn cái lớp đây này. Cái lớp này nó gọi là lớp hít. Lớp này nó gọi là cái lớp hít nhá các chị nhá. Các chị mặc là nó hít vào người các chị em mình luôn. Cực kỳ là thích đây các chị nhìn này. Đấy các chị thấy không, nghe em cào này. Đấy nó là cái lớp hít nhá các chị nhá. Nó hít vào người không có sợ tụt nhá các chị. Như bản thân em đang mặc trong người luôn đây các bác này. Bản thân em đang mặc trong người luôn. Nếu như em mà không mặc con này là ngực em phẳng lì luôn các chị, em nói thật. Các chị nào đã mua hàng bên em các chị biết rồi. Em các chị bảo hai đứa con mà con em toàn hơn 20 tháng mới cai sữa, ti hoàn toàn sữa mẹ luôn mà không ti bình luôn, ti trực tiếp luôn. Nên là giờ ngực em có còn cái gì đâu, hai quả cau điếc. Muốn đi độ ngực nhưng mà cơ thể em nó yếu. Lại sẹo lồi nên em sợ, em có dám đi đâu các bác. Em mà không mặc áo này em chả có tí ngực nào luôn nên các chị chán lắm. Rồi chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Đúng rồi, đúc mà nó lại còn là đúc VIP luôn cơ. Một cái 36 cho chị Thùy Linh Nguyễn, 032 à 34 là nhỏ nhất. Hai cái 36 cho chị Khổng Bích Nụ, hai cái 38 chị Hạnh Nguyễn có, một cái 38 cho chị Nguyễn Thu Hà. Ok bác Nguyễn Thu Hà có luôn. A75 kèm size kèm số lượng Thùy Linh Nguyễn có rồi mình ơi. Cho mình 3 chống nắng cho chị Phùng Mai, 3 kem chống nắng. Thêm một cái size 34 cho chị Đinh Hòe, hai cái size 38 cho bác Quỳnh Trang Lam, một cái size 38 cho bác Mai Ngoan. Bác Nguyễn Thị Thu Huyên có hai cái 38, 34 chị Hồng Thủy một cái. 34 chị Hồng Thủy có luôn này. Thật sự mua cái này về mà không muốn mặc cái khác đâu vì nó mềm mại, nó sướng. Không gọng đâu chị ơi. Không gọng mà nâng ngực đẩy ngực cho các bác mình nó mới sướng chứ. Không gọng luôn, chống tụt luôn ạ. À. Mặc đâu nó cố định ở đấy cho các chị luôn. Chị nào chưa được các chị lên comment cho em. Ba chiếc size 34 cho hàng mon. Ok hàng mon. Mới lớn cũng mặc được cho em luôn. Không không, đệm của nó không gầy đâu, bình thường thôi chị ơi. Vì nó là nâng ngực đẩy ngực tạo khe 3D cơ. 36 cộng 34 cho Huế Triệu. Size 34 cho chị Liên Vũ. Một cái 36, một cái 38 mà chị Mai Thêm Tông. Chị Mai Thêm Tông em mở ngoặc chữ mà A75 vào đấy. Cái này nha các chị không mặc dây được thoải mái. Em có mặc dây đâu, em có cần mặc dây đâu. Ok chị Thùy Linh Nguyễn chuyển khoản. Nếu như chị em nào hai cái size 36 ok chị Phong Nguyễn lên giúp em là A75 kèm theo size và kèm theo số lượng luôn giúp em ạ. À. Em có cần mặc dây đâu, nếu như bình thường ấy, như mọi khi mà em mặc những cái áo ngực khác ấy là thường các chị thấy em hay phải kéo lên này này vì nó hay bị tụt xuống. Nhưng riêng mã này thì không đâu các bác, đấy kéo lên nó còn bị thượt lên trên nên em phải đẩy xuống đây các chị này. Nó cố định luôn các chị ơi. Sướng lắm luôn đấy các bác, nhảy thoải mái. Size 38 mà chị Biên Bùi một cái. Ok chị Biên Bùi này, sữa rửa mặt em không còn hàng đâu chị ơi. Sữa rửa mặt em không còn hàng đâu các chị. Em hết sữa rửa mặt em không còn hàng đâu nha các bác mình.
size 36 cho Xuyến Nguyễn một cái. Ok, Xuyến Nguyễn có luôn này. À, Giang ơi, năm nay chưa có, chưa bán. Bộ ba lỗ chưa luôn bác ạ. Thêm một cái 36 cho Cẩm Ly. Hai cái 36 và ba cái 38 mà chị Vi Le. Ok, bác Vi Le luôn này. Chị nào chưa được nữa các chị lên comment vào đấy cho em luôn nha. Thật sự là mê mẩn cho các chị luôn này. Quần đùi đợi em chút xíu đi các bác, quần đùi đây, quần đùi đùi đây chờ em. Bàn chải người lớn ok, chị Huế Triệu một set. Ok, bác Huế Triệu luôn này. Rồi các chị chưa được các chị lên comment em qua mã nhé. 36 còn bao nhiêu cái? 36 còn 21. 34. 36 em còn có 21 cái là em hết. Áo 2 dây á, áo 2 dây em chả em có, chả biết còn mà áo 2 dây nào chị. Thêm một cái 38 mà chị Mai Ngoan. Hai cái 38 mà chị Hoàng Thị Thông. Hai cái 36 cho bác Đặng Hằng. Lên giúp em là A75 xong mới kèm size chị ơi. A75 xong mới kèm size kèm số lượng nhá. Lên giúp em là A75 xong mới kèm size kèm số lượng. Hai cái size 36 cho chị TB Gobon. Ok bác luôn này. Thế là 36 còn có mười mấy cái thôi đúng không? 36 còn mười mấy nữa. 36 em còn có 18 cái. 75.000 một chiếc chị ơi. Em còn cuộn chip chị nhá. Hai cái 36 cho chị Phạm Thị Thu Thảo. 34 còn mấy? Còn 55 ạ. 34 em còn 55 cái. 38 còn mười mấy? À 38 còn 26 ạ. 38 còn 26. 36 còn mười mấy? Còn 16. Đấy, mỗi size 36 là còn ít nhất 36 còn có 16 cái thôi. Size 36 cho chị Bích Ngọc một cái. Hai cái 36 cho chị Mẫn Đoàn. Một set bàn chải người lớn ok Lê Nhung. Size 38 mà chị Trần Loan một cái. Lên giúp em A75 kèm size. Thêm một chị A75 size 36 ok chị Nguyễn Nga. Em thì em vẫn mặc 34 chị ơi. Em thì em vẫn mặc 34 từ trước. Tùy các chị em mình. Hai cái 36 cho chị Quyên Luyện. Ok chị Quyên Luyện không chọn màu mình ơi. Chọn màu là 99. Em muốn chọn màu thì em lên là áo A99 kèm size kèm màu kèm số lượng nhá. Quyên Luyện có rồi, chọn màu thì là 99.000. Hai cái 34 cho chị Hiền Thu. Ok chị Hiền Thu hai cái 34 này. Chuẩn bị hết hàng nha các chị, 36 là chuẩn bị hết rồi. Hai cái size 38 mà chị Nguyễn Lý. Ok chị Nguyễn Lý hai cái 38. Có đầm đi cười, có đâm đi cười. Ui giời. Chết rồi, comment em không đọc. Đổi cho mình sang 34, chị Thúy Phạm cho sang 34 và em kìa xem bao nhiêu cái sang 34. Rồi em qua mã nha mọi người ơi, thế thôi lên thế thôi. Thật sự luôn lên chống tụt. Thêm một cái size 36 á chị Huyền Trang. A75 chị kèm size giúp em mọi người ơi. 75.000 đồng một cái. Giang còn áo mặc quay TikTok không? Áo đấy thì chỉ bán trên TikTok bác ơi. Thêm hai cái 34 cho chị Vi Lê. Hai cái 38 mà chị Ngọc Anh. A75 kèm size kèm số lượng. Khách đã xả đơn em không chốt đơn nữa đâu ạ. Thông cảm giúp em nhá. Chứ em nói luôn đã xả đơn rồi mọi người còn chốt đơn làm gì. Mọi người không tôn trọng cái mồ hôi công sức của em thì em cũng không bán hàng cho người đó nữa đâu. Đổi cho mình 38 sang 36 dạ được. Chị Vân Nguyễn em ơi xem luôn chị Vân Nguyễn. Cho chị 38 sang 36 được luôn bác ơi, không vấn đề gì. Nhưng mà phải báo luôn cho em chứ tí nữa báo là chịu luôn. Tí nữa báo em không kiểm soát được số lượng còn lại ấy, nó tội em ra. Thế là 36 còn mấy em? 9 cái 36 nữa là hết rồi. Đấy, 36 còn có 9 cái thôi. Chị nào chưa được các chị chốt luôn. Hai cái 36 cho Thảo Vi. Đấy, là còn 7 cái 36. 7 chiếc 36 nữa là hết hàng rồi. Lúc nào 36 cũng hết trước. Chị nào chưa được các chị em mình chốt nốt nhá. Để em qua mã vì hôm nay rất là nhiều mã luôn. Áo màu vàng trên bàn này là áo làm mát em lên rồi. Đầm đi tiệc dạ không. Sang 36. Đổi cho mình một cái 36, một cái 38. Dạ được chị ơi, 36 chị Orenka một cái. Em một cái 34 A75. Ok cho Hiền Thu một cái size 34. Ơ Hiền Thu này, ơ thì Hiền Thu này vừa nãy là lấy mấy cái rồi. Các chị ơi đừng có cân nặng, các chị em mình bình thường các chị mặc size nào các chị em mình cứ mặc size đấy cho em thôi. Xem của Hiền Thu đây em ơi. Hai cái 34 sao bây giờ lấy một cái 34. Hiền Thu vừa nãy là lấy một cái hay là hai cái đây Hiền Thu ơi. Em thấy chị lên A75 hai cái size 34 đấy. Tóm lại là không biết chị lấy một cái hay hai cái, nhanh để em còn qua mã đây chị ơi. Hai cái size 36 á chị Huyền Trang Vũ Thị kìa. Thêm mà A75 mà xem của chị. Ôi thầy Huyền Trang Vũ Thị này là khách xả đơn mà. Sao mà hôm nay cái máy này lại không hiện là như thế nào nhỉ? Xóa con mẹ nó bill đi. Nó làm tao sôi máu rồi nữa. Em nói luôn, em nhắc lại một lần nữa, đã xả đơn một lần đừng có vào đặt hàng.
Không, đến lúc em chửi cho lại bảo em là em ơi sao em ghê gớm thế, em không nể mặt chị một tí. Những cái con người mà đã xả đơn với cả bom hàng ấy thì em nó luôn không đáng được tôn trọng đâu. Nhớ. Đấy. Mẹ ý thức thì như con ruồi, mẹ cút ngay cho tao, con Huyền Trang Vũ Thị, đừng để tao ghim tên lên tao chửi cho mày chết cha mày luôn đấy. Điên người, xem của Hiền Thu cho Hiền Thu một cái 34 đây em ơi. Sao mà tao ghét mấy cái thành phần đấy thế không biết được. Không biết xấu hổ hay sao vẫn vào chấm mấy mút với vào đặt hàng làm gì không biết. Xóa bill đi. Xóa lên bill Huyền Trang Vũ Thị đi. Qua mã nha các chị nhá, không đổi size ra đổi size vào nữa, qua mã luôn cho các chị em mình luôn. Đổi size này đến lúc là nhà em lại phải đếm lại size nọ kiểm lại size kia, qua mã luôn. Rồi. Ok, ba cái size 36 cho chị Phạm Bích. Ba cái ba màu ok chị Phạm Bích. Thế là hết 36 chưa em? Hai cái. Rồi em còn hai cái 36. Ê, não cá vàng à? Đặt hàng để mua vui à? Con người sống thì phải có ý thức chứ. Đặt hàng xong không nhắn tin địa chỉ điện thoại đấy, tao gửi mày là người âm à? Để tao gửi cho 75.000 một cái đấy chị gái võ ơi. Đặt hàng thì phải nhắn tin địa chỉ số điện thoại để cho người ta còn gửi hàng chứ. Đặt hàng cho nó sang cái mồm xong không nhắn tin địa chỉ số điện thoại. Nhân viên nhắn tin xem xong cũng không trả lời. Thế thì đặt làm cái gì? Hay là người âm? Chưa đến tháng 7 mà đã có cô hồn vất vưởng. Rồi em qua mã nha mọi người, qua mã cho các chị nhặt cho chị cái màu vàng mã này lên em ơi. Chưa đến tháng 7 mà đã cô hồn vất vưởng. Đặt hàng không gửi địa chỉ thì đúng chỉ có hóa thôi. Thế theo các chị bảo đặt hàng xong đặt một lô xích lông không nhắn tin địa chỉ số điện thoại ấy, thì chắc chỉ có hóa xong kêu tên. Chứ làm nào được. Sát vách nhà em như bác Lam Nguyễn ấy, ngày nào cũng có đơn nhưng không bao giờ quên nhắn tin và không bao giờ quên comment trên này là em ơi chốt xong để chị sang lấy. Đó, người ta hơn nhau cái ý thức. Không phải hơn nhau về cái xinh đẹp hay hơn nhau về trình độ hay là hơn nhau về giàu nghèo đâu, hơn nhau về tiền bạc đâu. Hơn nhau ở cái ý thức nhá. Dạ vâng, ok chị Nguyễn Nga chuyển khoản. Chỉ hơn nhau ở cái ý thức thôi. Mà cái ý thức mà không tốt thì vứt. Cho chị cho chị luôn bộ bộ vịt đi. À áo chống nắng, lên một màu áo chống nắng đi. Cho chị màu gì được, màu xanh kia cho chị đi. Màu xanh mát mắt đấy. Lên cho các chị em mình một mã áo chống nắng nha các bác ơi. Quần Q31 là quần đũi. Q31 là quần đũi chị ơi, 31.000 một cái. 38 cân đến các chị em mình 60 cân cho em, vẫn mặc cho em ok luôn. Còn chip 110 đây nhá các chị nhá. Chip 110 đũng cho các chị em mình lớp kháng khuẩn. Hàng này mặc thì siêu sướng cho các chị rồi. 110.000 10 cái. Mã này là chip 110. Nói lên cho em là chip 110 vào đấy cho em nha các chị. Chip 110 cho em luôn này. Nhiều màu cho các bác co giãn 8 triệu. 38 cân đến 60 cân cho em, vẫn mặc được, bon chen được cho em. Muốn an toàn thì 38 đến 58 nhá. Áo treo sau là A79 chị gái ơi. Q31 cho chị Phạm Huyền Trang. Chip 110 cho chị Phạm Thị Thu Thảo. Đấy, quần này lên cho em là Q31 nha. Bán tặng đầu like cho các chị đấy. 31.000 đồng một chiếc cho các chị. Quần này là chip 110, 110.000 10 cái. 110.000 10 cái cho các chị em mình luôn. Chị nào chưa được các chị lên comment cho em này. Để em qua mã cho các chị, lên cho các chị một mã chống nắng. Q31 cho bác Tích Nguyễn một cái. Tích Nguyễn có luôn em này. A79 cho chị Phúc Trúc. A79 là 40-65 cân đều mặc ok nha bác nhá. 40-65 cân cho em ạ. Chip 110 cho chị Trang Nguyễn. Xịt nam em hết rồi, xịt nam hình như còn mỗi size 2X với 4X thì phải. Cái này các chị chốt nhanh không hết hàng này. Cái này ở ngoài còn xếp tàu đúng không? Ở ngoài như đang còn em ạ. Lên cho em là A79. Chuẩn cho em polo hàng xịn cho các bác mình luôn. Cá sấu chỗ này là thêu nhá. Chip 110 cho chị Ngọc Anh. Ngọc Anh có chip 110 A79 cho chị Nguyễn Thị Thu Uyên. Lên giúp em là A79 40-65 cân ạ. 40-65 cân, hàng này không kén người mặc, không kén dáng luôn. Q31 hai cái cho chị Nguyễn Thị Hồng Thương. Q31 cho chị Orenka. Ok, bác Orenka có luôn áo hôm qua em mặc like là áo định hình đúng không? Chắc là chị đang muốn hỏi áo định hình đúng không? Cái này các chị lên cho em là A79 cho em nhé. Q31 một màu chị nhé. Q31 là một màu giá tặng A79 cho chị Hương Đào. Ok, chị Hương Đào có A79. Chị nào chưa được các chị lên giúp em là A79 cho em. Servin đóng thùng cũng đẹp luôn. Qua mã luôn này. Nay có lên áo, lên quần dài thụng mà có ly đằng trước không có bác ơi.
đấy là quần Tomboy không còn hàng, A79 cho chị Nguyễn Hồng, ba kem chống nắng là chị Hải Danh. Ôi dồi ôi, khách nào mua kem chống nắng xong về cũng mê luôn. Chị Hải Danh là ba kem chống nắng, nhớ trừ kem chống nắng. Q31 cho chị Duy Phi, A79 cho bác Trương Thị Thu. Ok, bác Trương Thị Thu này. Còn chị nào chưa được A79 nữa, các chị lên giúp em là A79. Chị Giang hôm nay có lên chưa biết được mẹ. Cho chị Nhung Đoàn có luôn Q31 legging hết hàng các chị ơi. Legging với Tomboy là các bác mình không hỏi nhá, vì hết hàng rồi. Hết nhẵn như con chi chi rồi các chị ơi. Cho chị áo chống nắng nào. Ui sao màu này lại con. Ui dồi ôi, chị định bảo lên cái xanh kia kìa em kìa. Màu này bao nhiêu khách hỏi. Rong biển em hết rồi. Kem chống nắng mụn. Mụn thì các bao nhiêu? Rong biển thì các chị em mình cũng thích không? Em đặt hộ cho. Nhưng nếu như em đặt hộ thì các chị phải kem chống nắng nếu như da mụn, các chị em mình mụn thì các chị em ví dụ như mà mụn ít thôi thì các chị em mình dùng được. Còn nếu như các chị mụn bọc mà mụn nhiều thì các chị em mình nên tham khảo và tìm hiểu kỹ nhá, chứ không phải em cứ bán cố cho lấy được, ở mụn cũng dùng được đâu. Em nói thật là các chị em mình nhiều khi các chị mụn bọc ấy thì các chị em mình phải tham khảo. Nhưng kể cả mụn hay gì thì các chị vẫn bắt buộc các chị phải dùng kem chống nắng. Mà em này nó không có bết rít, không có bít tắc lỗ chân lông thì em nghĩ các chị dùng cho em thoải mái. Không có xịt nam tam giác đâu chị ơi. Em không có xịt nam tam giác, khăn mặt nay có hàng rồi, chờ em chút xíu, có một bao khăn mặt đúng không? Tí nữa đợi em khăn mặt, các chị em mình đợi em chút xíu. À, không còn thuốc ngứa đâu mình. Đẹp lắm, cái này thì còn ít nhá. Các chị chốt nhanh cho em màu này thì xuất sắc rồi. Chắc nhập tặng rồi. Cái này em còn có vài cái thôi. Đâu ở đây chị xem nào, lưng nào cô. Cái gì? À đây xem nào. Xem có gì mà xem. Hôm nay ông chủ nhà ông sang dậy ông kết kính chưa? Thì em đóng rồi mà. Thì người ta tính nó cũng đơn giản thôi, là mình đóng 7 cái đấy là mình sử dụng nhà đến hết mùng 8 tháng 12, hơn 1 tháng so với lại tháng 11. Nếu như bình thường là 1 năm là đến tháng 11 là hết rồi, đây đến tháng 12 thì mình đóng thì mình viết cái xác nhận là đã đóng 7 tháng và sử dụng như đấy, ông ý ký vào thôi. Đấy, thế để bảo rồi mới cố một cày mà mua đất mà làm nhà đi tiếp. Mỗi một lần đóng tiền nhà đấy cả hàng mấy chục triệu, gần trăm triệu. A79 cho bác Phong Nguyễn anh một cái, bác Hằng Nguyễn một cái. Giờ chị nào chưa được các chị lên cho em A79 áo đằng sau. Cái này lên giúp em là A99 kèm size nhá, L với XL. L các chị từ 38 đến 49, XL các chị từ 50 đến 60 cân cho em. 50 đến 60 cân. Kem chống nắng là chị Thơ Quất Ngọc có luôn một tuýp. Kem chống nắng là 175 miễn ship, kèm đơn cho các chị cũng được miễn ship luôn. Em này các chị nhìn này, không có đường may trái, túi trong quá đẹp luôn, xuất sắc cho mọi người. Khăn mặt đợi em lát nữa em lên khăn mặt sau chị ơi. À đây các chị nhìn cho em nhé, hai bên túi này kéo quá. Lên cho em là A99 kèm size L với cả XL cho em ạ. 99.000 đồng một cái, xịt đùi em, xịt đùi nam em chỉ còn mỗi 2X với cả 4X hay sao ấy. Chưa kiểm tra được hàng, chưa lên được cho các chị em mình đâu. Áo này các chị em mình chốt nhanh nhá. Chốt nhanh không hết đấy ạ. Đấy, đây các chị nhìn cho em này, mê mẩn luôn. Chống nắng, chống tiêu UV cho các bác mình. Đẹp nhức nách luôn, riêng áo chống nắng này nhà em để các chị yên tâm hai lớp nhá. Hai lớp hàng xịn luôn cho các bác, hàng này các chị nhập vào đang là hàng 11 đến 12, tức là 110-120.000 rồi. Giá nhập vào đây đây em còn ít thôi, em không bán thêm chống nắng này nữa đâu. Em đã đặt cọc tiền rồi thì em còn bao nhiêu em bán nốt cho các chị em mình thôi, chứ em không bán thêm nữa vì giá nó tăng cao quá. Giờ mà tự nhiên em tính so với giá buôn là em đã lãi luôn rồi. Nhưng em có vì là thấy giá nó lên thì em bán lên cho mọi người đâu. Vẫn bán cho các chị em mình giá như mọi khi luôn. 99 A99 kèm size. Dạ vâng mình ơi, hai lớp ạ. À. Size XL cho bác Ngô Thị Lưu. Size L cho bác Nấm Lùn. Q31 cho chị Nguyễn Nga. Size L cho chị Xuyến Nguyễn Không Giấu. Size L cho Bích Ngọc. A75 size 38 cho chị Nấm Lùn một chiếc kìa, ok bác. XL cho chị Biên Bùi. XL cho chị Nhung Trương. Bác Ngô Thị Lưu có rồi. Hôm nay nhận được áo nắng dài nhà em đẹp lắm. Em cảm ơn chị Thơm Lương ạ. À.
L cho chị Phong Lan, XL cho chị Xuân Xuân, L cho chị Biện Hồng, XL cho chị Đinh Đăng, size L cho chị Hằng Nguyễn, L cho chị Thỏ Mến, size L cho Hằng Thị, L cho Hằng Thị, có luôn L cho chị Thắm Vũ. Yên tâm bác ơi, hai lớp chứ em lừa các bác làm gì đâu. L cộng XL cho chị Nay Xưa và XL cho chị Trần Hải. Ôi dồi, Trần Hải đến khách xả đơn này, sao nay nó không lên danh sách này vậy trời em. Chị Trần Hải ơi, sao chị xả đơn rồi chị vẫn vào chị đặt hàng làm gì về chị. L cho chị Phúc Trần, L cho chị Hà Kiều. Em nói luôn nhá, đừng để em phải ghim tên lên, có ý thức vào đi. Đã xả đơn rồi đừng có vào đặt hàng. XL cho bác Ngọc Anh, L cho bác Nguyễn Cúc, L cho bác Ánh Tuyết Phạm. XL của Trần Hải đấy, xả ra đấy. Còn một cái XL đấy đấy. Ok, Bích Ngọc chuyển khoản. Xóa luôn bill của Trần Hải đi cho chị, em ơi, không chị tăng sông đấy. Ok, XL đấy cho chị Nguyễn Nga rồi, ok là hết luôn. Rồi em hết luôn XL, em không còn đâu, 50 cân vẫn đây, em 50 cân đây. 50 cân hết XL rồi chị có thể mặc L cho em là 50 cân rưỡi luôn đấy ạ. Em chỉ cao có 1m55 và em nặng 50 cân rưỡi luôn nha các chị. Chiều nay vừa mới đi đưa con đi chơi bên ngoài này, ai ở ngoài cũng bảo ôi giời ơi, Giang ơi dạo này tăng cân là béo thế, đeo chán kinh khủng luôn. Bình thường em chỉ có 48 cân thôi, giờ em 50 cân rưỡi mà em lùn nên là nhìn cái là nó đã khác luôn rồi. Các chị em mình yên tâm luôn, chuẩn hai lớp cho các chị, còn mỗi size L thôi. Màu này nó cũng chả còn nhiều, A99 kèm size L cho em còn chục cái không? Không đến chục cái nữa là hết. L cho chị Tâm Ngô một cái, L cho chị Lại Thị Lan một cái, size L là nhỏ nhất mình ơi. Bác Nguyễn Cúc vừa nãy lấy size gì? Bác Nguyễn Cúc thêm một cái size L nữa đi em ơi. Ok, chị Nguyễn Cúc cộng thêm một cái L, xem cái bill của chị Nguyễn Cúc thêm L. L cho chị Lan Anh một cái. Ôi 60 cân thì không vừa đâu, quần nấm lùn bỏ L ra luôn nha em nhé. Bỏ quần nấm lùn size L ra luôn. Thế là cộng thêm một cái L vào. Sao 60 cân chị comment L làm gì? Em tư vấn em đọc ngay từ đầu cho các chị em mình rồi mà. Đấy, hiện tại em còn mỗi L nữa thôi là em hết nhá. Còn mỗi L nữa thôi là hết, chuẩn hai lớp cho các chị mà hàng này quá đẹp luôn. Đỉnh luôn cho các chị luôn. A99 em còn mỗi size L thôi, không còn XL đâu mình ơi. Nguyễn Thị Bích Phượng cái gì kia chị ơi, chốt đơn cho em. Xả đơn đúng không? Đây cái máy này nó còn chả có hiện danh sách đấy luôn ấy. Bao nhiêu một áo chống nắng chị Nguyễn Hiếu Nhung ơi, chị hỏi cho em có chủ ngữ vị ngữ hộ em nhé chị nhé. 99 A99 dạ vâng chị ơi, A99 cho các chị em mình là chống nắng ngắn đây, 99.000 cho các chị luôn này. Ok, bác Nguyễn Nga chuyển khoản Q31 chị Phạm Huyền Trang như có rồi. Chị kem chống nắng nữa nha. Ok, bác Đinh Đăng có luôn kem chống nắng. Bác Đinh Đăng có kem chống nắng. Chị nào mình chưa được nữa các chị lên vào đấy cho em luôn. Em qua mã nhưng em còn mỗi L thôi. L các chị em mình từ 38 đến 49, 50 cân cho em đều ok. Qua mã cho các chị đẹp nhở. Màu này đẹp luôn. Tại em thích cái màu này dã man luôn. Màu này màu xanh cổ vịt. Thích lắm. Mà chả phải em thích đâu, rất là nhiều chị thích màu xanh này luôn. Con này đây các chị nhìn này. Đã nói hàng đẹp là hàng đẹp. Đây là cái nách của nó, đây là trái nhá, không phải phải đâu. Đây phải của em bên này cơ. Đấy các chị nhìn này. Và bình thường các chị bảo kể cả áo nào cũng thế thôi, kể cả áo phông hàng đắt cũng thế. Thật sự với các chị luôn là nách hay có chỉ thừa như đây, con này các chị nhìn này, nách này. Đẹp không ạ? Quá đỉnh cho các chị luôn, không đường may trái luôn, đẹp lắm. Size L cho chị Đinh Đức một cái. Ok bác Đinh Đức. Dạ vâng, chị Nguyễn Minh Lý chuyển khoản. Còn chị nào chưa được nữa các chị lên cho em nhá. A99 kèm size. Rong biển hiện tại em hết hàng rồi, rong biển các chị có thích thì em đặt cho các chị thôi. Em đặt cho các chị chứ em lười bán rong biển quá. Cồng cành hôm nay có mấy chục thùng rong biển thôi mà kín hết cả nhà. Nó cồng cành quá vì bên kho kia của em. 43 cân mặc L thôi em nhé, 43 cân mặc L. 38 đến 49, 50 là mặc L mà. Chỉ mặc L thôi, chống nắng nhà Giang mặc thích lắm. Em cảm ơn bác Tĩnh Nguyễn. Cái này các chị em mình mà giữ giết cẩn thận, các chị mặc đến tận mùa thu. Mùa thu thì các chị em mình mặc đi ngoài đường cho em đành áo khoác. Xong sau các chị lại giặt, các chị cất vào tủ, các chị mặc cho em vài năm. Hàng này nó không có hỏng đâu các chị, không hỏng được luôn ý. Em chào chị Nhung Dương nha. Nó không hỏng được luôn ý. Chống nắng dài em còn mỗi màu hồng em đang thanh lý. Chống nắng dài em còn mỗi màu hồng, nó bị mỏng hơn những màu khác em bán tặng. Như các chị em mình thấy đấy, nắng dài của em ấy nó về mấy màu, hình như là 6 màu hay 5 màu ấy. Thêm một cái A99 size L cho chị Hằng Nguyễn. Em mà chị thật sự luôn, em mà bán để chụp giật ấy thì em đã lên luôn cái áo nắng dài đấy lên cho các chị chọn màu luôn rồi. Lúc em xả 119.000 em cho các chị chọn màu luôn rồi. Nhưng 119 em chỉ bán cho các chị những màu khác. Em chấp nhận màu hồng em để lại. Vì bản thân mình cầm cái màu hồng mình thấy nó mỏng hơn những màu khác. Đây, chỉ một sợi dây chuyền, em không biết là dây chuyền em còn không. Áo nắng vừa xong là A99 kèm, em còn mỗi size L đây các chị nhìn luôn cho em này. Em cho xếp riêng luôn màu hồng, các chị nhìn cho em bên dưới này nhá.
Bao nhiêu đây ạ? Và bên trên này em không nói điều các chị, em còn cả gần 1.000 con áo chống nắng màu hồng cơ. Nhưng kể cả là lỗ, em cũng không bao giờ em bán cho các chị bằng cái giá của những con áo kia. Vì bản thân mình thấy nó mỏng hơn. Thế bây giờ các chị bảo bỏ ra cùng một cái giá, ừ thì cứ là xả 119.000 đi. Bình thường em bán là 139 dòng áo nắng dài đấy. Nhưng lúc em xả 119, các chị bảo cùng là số tiền 119.000, các chị bỏ ra các chị mua những cái màu khác nó dày nó đẹp hơn, tự dưng màu hồng mỏng hơn. Nếu như là chộp giật khách thì các chị phải chấp nhận thôi, đúng không? Nhưng em đã nói luôn là cái màu hồng nó mỏng hơn, em để riêng em không bán vào. Là em bán tặng nhận, gọi là kể cả lỗ nặng em cũng để riêng luôn, chứ không bán vào để lừa đảo khách nha các chị nhé. Vì thôi em ôm số lượng lớn thì màu hồng nó bị mỏng hơn, nó nhẹ hơn thì em chấp nhận thôi. À, có màu khác không? Áo nắng dài. Ui dồi, em lười lên quá bác ạ. Kiểu nó lỗ nhiều nên mình cũng không có hứng thú để lên nha các bác. Nhưng mà đợi em lát em lên cho các chị. Đây đưa chị khăn mặt em ơi. Khăn mặt là 62.000 10 cái nha các bác ơi. Khăn mặt là 62.000 10 chiếc. Áo chống tụt em còn. Áo chống tụt là A75 kèm size. Hình như 36 là hết đúng không? 36 em còn 2 cái thôi, chống tụt ý. Lên là A75 kèm theo size 34, 36 và 38. Đưa chị khăn mặt. Khăn mặt 62.000 10 cái cho các chị luôn nhá. Khăn mặt, thôi khăn mặt tối nay bán tặng đi. Lên rõ vào đây cho em luôn. Khăn mặt coi em là mã KM60, tức là khăn mặt 60.000 luôn. 60.000 10 cái, coi như giá tối nay bán tặng các chị đi nhá. Lên cho em là KM60 cho em luôn, 60.000 đồng 10 cái khăn mặt. Mai cầm thử luôn, 60.000 ra ngoài chợ xem mua được mấy cái khăn mặt. Tìm cho em khăn mặt y như thế này luôn. Xong ra ngoài chợ thấy cái quán nào khăn mặt y như này, các chị em mình tạt vào. Các chị tạt vào, các chị em mình xem luôn cho em xem. Các chị tạt luôn vào, các chị em mình xem cho em xem mang 60.000 đi xem mua được mấy cái. Ở nhà Giang Doãn mua được 10 cái, nhưng các chị ra ngoài các chị xem các chị mua được mấy cái nha các bác nhá. Dùng cho cả gia đình cho em luôn các chị ơi. Từ trẻ sơ sinh đến người già luôn. KM60 cho chị Hòa Đức một set. A75 3 cái size 38. Ôi dồi, Hòa Đức này. Chà sao nó không hiện. Cho chị Thu Thủy A75 3 cái kìa, em kìa xem Hòa Đức kìa. Tao có tăng sông không chứ lại. Sao chả hiểu sao nó cái máy cái này. Bảo anh là để xem vào xem TikTok nó cho nó. À quên. Vào xem T-Pod cho nó cập nhật lại đi. Cho nó cập nhật lại tất cả danh sách đi khách xả đơn đây này. Cứ bấm rồi mới hiện như thế này thì có mà mất bao nhiêu thời gian. Mấy cái thành phần mẹ sang mõm đấy. Cho luôn váy vào đấy chị. Ok, KM khăn mặt 60 cho chị Ánh Tuyết Phạm. Cho chị Hồng Thủy có khăn mặt. Cho Xuyến Nguyễn có khăn mặt. Cho bác Trịnh Hòa khăn mặt. Thơ Quất Ngọc có khăn mặt. Cho chị Tâm Ngô khăn mặt A75 size 36. Ok, chị Đinh Đức có luôn một cái. Em nói luôn đã xả đơn rồi, đừng có vào đặt hàng nhà người ta nữa. Giữ lại một chút liêm sỉ đi. Không tìm được chỗ nào rẻ hơn, vẫn phải chui, vẫn phải vác cái mặt vào đây để cố đặt hàng à? Chai cái mặt ra để đặt hàng à? Không tôn trọng mồ hôi công sức của người ta thì cũng đừng mong người ta tôn trọng lại. Ok, cho chị Hà Kiều có khăn mặt. Chị Đặng Yến Nhi khăn mặt. Hai set cho chị Thịnh Lý Trương. Ok, bác Thịnh Lý Trương A75 size 36 cho chị Anh Mai. Chị Anh Mai có luôn này. Đã xả đơn một lần thì chuyển khoản ngay và luôn nhá. Muốn mua hàng chuyển khoản luôn, chuyển khoản sẵn luôn 500.000 vào đấy. Thế em nói thật luôn, có những con người đấy, em không phải là em kêu, em nói thật với các chị này. Ai cũng thế thôi. Đúng không ạ? Như các chị em mình có bao giờ mà thấy, tức là người ta đã khốn nạn với mình một lần rồi, lần sau mình còn muốn nói chuyện lại nữa không ạ? Người ta ăn cướp của mình một lần rồi thì lần sau mình có buồn nói chuyện với cái kẻ ăn cướp đấy không? Xả đơn là ăn cướp đi cái mồ hôi công sức của em rồi nhá. Ok, khăn mặt cho bác Lê Thị Thinh có luôn này. Chống tụt em lên rồi chị Trang Thùy ơi. Chống tụt là mã A75. Khăn mặt cho chị Nấm Lùn. Chị Nấm Lùn có luôn khăn mặt. Tối nay em bán 60.000 10 cái khăn mặt luôn nha các chị. Cái này mà chị nào mà mình kiểu chuẩn bị sinh nở ấy, các chị em mình không cần mua cái khăn xô rồi đâu, khăn sữa đâu. Các chị em mình mua luôn khăn mặt này này. Rửa cho bé vừa mềm mịn. Nếu như cho bé ti hay cho bé uống sữa bình là mình đặt luôn cái khăn này vào cổ này. Đấy, nó thấm hút luôn cho các chị em mình không có bị rớt ra áo ra yếc của con luôn. Không chia sẻ được chị ơi á, bé heo. Rồi còn chị nào mình chưa được nữa các chị lên. Đây này, như bên máy này nó hiện nhá. Máy này cái nó hiện. Hả? Đây máy này thì không hiện đây này. Như bé heo là khách chuyển khoản. Đây máy này hiện chuyển khoản, mà máy này nó có hiện cái gì đâu. Thoát ra, chị vừa thoát ra vào lại rồi đấy. Khăn lau bếp chị lên cho em là K38. Khăn lau bếp là 38.000 đồng 20 chiếc. Khăn mặt mã là KM60 hoặc là khăn mặt 60 đều được.
nhá, comment cho em là khăn mặt 60 cho em 60.000 10 cái khăn mặt. Còn khăn lau bếp là 38.000 đồng 20 cái cho chị cái khăn đa năng em ơi. Đây khăn đa năng ạ, các chị lên cho em đưa đây chị này. À, thèm rong biển quá. Thèm rong biển, các chị em mình chờ em lấy thêm cho sau, rong biển cho sau. Đây các chị nhìn cho em này. Nó là khăn đa năng ạ, từ lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa này. Đấy, lau nồi, lau bàn, bếp ga, bếp giếc cho em này. Hoặc là ăn uống khách khứa đến nhà, các chị em mình ăn gà, ăn giếc, lau giấy, nó hay bị dính thì các chị để cho em cái khăn này. Nếu như bình thường thật sự luôn như tinh tế như ở nhà hàng ấy, là khăn này người ta dấp ướt, ẩm lại, người ta để lên bàn, nó giống như một cái khăn ướt luôn. Khăn ướt nó còn có mùi. Khi các chị lau tay bằng cái khăn ướt nó có mùi, trong các chị cầm vào thức ăn, các chị cầm lên mồm nó sẽ có mùi. Đúng ạ, riêng khăn ướt là có mùi, nhưng riêng khăn này các chị dấp ẩm, các chị để cho em. Nhà hàng là người ta, ví dụ như những cái nhà hàng VIP ấy, người ta hay dùng những cái khăn này, người ta dấp ẩm sẵn, người ta để ở bên dưới cái bát ấy. K38 mà chị Phạm Bích có luôn này. Khăn mặt cho chị Bích Nụ, khăn mặt cho bác Kem Bông. Ok bác Kem Bông, khăn mặt chị Anh Mai có khăn mặt rồi ạ. K38 là nhớ là 38.000 đồng 20 cái. Nó là 2 set đấy, không phải 1 set đâu. Không lại thấy người ta bán có 35.000 thì lại bảo em ơi sao người ta bán có 35 mà em bán 38. Người ta bán là 35.000 một set 10 cái thôi. Nhưng em bán tặng luôn 38.000 hẳn 20 cái luôn. K38 mà chị Phùng Mai có luôn này. Ok chị Phùng Mai có, còn chị nào chưa được các chị lên giúp em K38 nhé. Chốt cho em thêm một cái áo nắng A99 size L nữa, tổng là 3 cái. Ok Hằng Nguyễn. Ok Hằng Nguyễn A99 thêm cái nữa. Serum cỏm ơi. Serum chị lên cho em là da đẹp 188. 188 miễn ship còn mấy hộp. K38 mà chị Ngoan Đặng, K38 mà chị Cẩm Ly. Chip không được may thì em chỉ bán trên TikTok thôi, vì em đang để đơn TikTok còn ít nữa là hết hàng rồi. Ok K38 mà chị Minh Nguyễn, K38 mà chị Ánh Tuyết Phạm cho chị Thành Nghiệp, K38 da đẹp 188 cho bác Lý Hoài, khăn mặt cho chị Nguyễn Thị Linh, K38 mà chị Nguyễn Cúc. Ok chị Nguyễn Cúc không còn thuốc ngứa đâu bác ơi. Ơ chip bầu chị lên cho em là chip bầu 116 còn mấy set gì? Chip bầu em còn mấy set thôi, lên cho em là chip bầu 116 116.000 4 cái nhá. 116.000 4 cái. Màu gì còn nhiều nữa? Cái này các chị không chọn màu, một serum ok chị Nguyễn Hồng, một serum. Ok bác Nguyễn Hồng này. Cái này các chị em mình không chọn màu đâu nha các bác ơi. Một set của em bây giờ em chủ yếu sẽ còn màu ghi ạ. Không còn thuốc ngứa đâu chị ơi. Cái này kể cả 70 cân trở lại cho em vẫn đang mặc được chip này của em luôn. Cái này là hàng VIP nhá, chip bầu 2 set cho chị Hạnh Nguyễn. 116.000 chỉ được 4 cái thôi ạ. Và em khẳng định hàng này không có trên thị trường cho các chị được giá này đâu. Không có được giá này trên thị trường cho các chị. Em không còn bộ 118 đâu mình ơi, nhỏ chất đẹp lắm. 65.000 một quần cơ các bác. Em lẫn, nó bị lẫn 200 set ở trong hàng chip cao cấp. Thế là khách lấy khăn tắm em còn hàng chị ạ. Khách lấy 150 set, còn có 50 set em để lẻ cho các chị em mình thôi. Comment vào đấy cho em luôn nha các chị nhá, đẹp lắm. Mê mẩn cho các chị, lên cho em là chip bầu 116 116.000 4 quần cho các bác mình. 116.000 4 quần cho em. Nó có màu cho các chị em mình set, mà thì màu ghi, set thì màu hồng, set thì màu xanh. Các chị em mình check mã cho em nhé, con này trên tao bao, các chị vào các chị check cho em. Serum ok, serum mà chị Đinh Đặng là hết luôn serum thì phải đấy gì ạ. Chip bầu thêm một set cho chị Hạnh Nguyễn. Ok chị Hạnh Nguyễn này. K38 mà chị Huyền Nguyễn, khăn đa năng. Giang còn quần mặc trong máy, quần mặc trong váy còn hàng không em? Quần mặc trong váy em hết hàng rồi. Ok chip bầu 116 chị Thúy Kem. Chị comment là chip 116 là chip bầu em nhé. Còn vài set là hết thôi, cái này các chị em mình mua nhá. Em không bao giờ em bán đâu, em nói thật luôn với các chị. Không bao giờ bán luôn, ok chị Thúy Kem có rồi. Chị ơi để mình một set chip thường, em không biết chip thường bác lấy mã nào. Vì nhà em rất là nhiều mã chip thường, son dưỡng em hết rồi. Không không chọn màu đâu chị ơi. Vì em bán tặng cho các chị em mình luôn rồi. Vì cứ một set của nó theo như tông ghi này. Chip bầu 116 á chị Thái Dung. 116 chứ không phải 160 chị ơi. Hằng Nguyễn có luôn chip bầu một set. Đấy các chị em mình lấy 2 set thì các bạn ấy cho 2 tông màu này, 2 gam màu này. Cái này các chị mặc cho em. Em nói luôn là cái này không phải em bán để kinh doanh đâu các chị. Vì nó lỡ lẫn thì thôi, em làm được giá tốt thì em tri ân cho mọi người thôi. Một cái khăn tắm ok chị Cẩm Ly.
chứ không phải là em bán có lãi của các chị đâu. Khách lấy 150 set em tính bạn ấy 115.000, bạn ấy cảm ơn. Vì thật sự là các bạn mà chuyên đồ bầu, các bạn biết hàng này rất là đắt luôn, chứ không có giá rẻ như này đâu các chị. Em bán đây cho các chị 116.000 luôn. Hằng Nguyễn có chip bầu 116 rồi chị ơi. Đấy, chị nào chưa được các chị lên giúp em chip bầu 116.000 nhá. Hàng xịn lắm, đúng cầm từ cái túi của nó đã thấy mướt tay rồi. Đã cho các chị luôn. Chị nào chưa được các chị lên cho em chip bầu 116 cho em. Nào, tiếp mã đâu, nhiều mã quá, giờ đơ hết cả người, lên cái gì tiếp cho các chị em mình nữa ta. Làm mã bộ mẹ đi. Bộ mẹ lên cho em là B58. 58.000 một bộ. Mã giúp em là B58 cho em này. 40 cân đến 65 cân các cô, các bác, các bà, các mẹ đều mặc được luôn cho em này. Quần đùi ở trên bàn chị mới vào, quần đùi trên bàn này là mã Q31 chị ơi. Q31 chị nhá, bán tặng 31.000. 37, 38 đến 60 cân đang mặc thoải mái luôn, trần chun, trần cạp hai lượt luôn. Mê nhỉ, con này màu cũng đẹp luôn. Nó là màu xanh đá đấy. Chân váy em mặc em lên rồi, chân váy em mặc còn mỗi S với M thôi, 100.000 một chân. Em bán 110 đấy, nhưng em đọc cho các chị có 100.000 một chân thôi. Lên là CV100 kèm theo size SM. Từ 38 đến 47 cân mặc S, từ trên 47 đến 53 cân mặc cho em size M đấy. Q31 cho chị Minh Nguyễn một quần. Ok chị Minh Nguyễn này, bộ này lên cho em là B58 nhá các chị nhá. Lên giúp em luôn là B58 cho chị một khăn tắm. Ok bác Lê Thị Thinh, chip bầu 116 cộng một set chip 110 cho chị Gia Như Phạm. Ok bác Gia Như Phạm, comment cho em là B58, 58.000 cả bộ luôn cho các bác luôn này. Eo bộ này bán 58.000 thì không cần nghĩ đâu mọi người ơi. Chả nhăn chả nhầu gì, cứ 40 cân đến 65 cân cho em đều mặc ok hết luôn. A45 em còn hàng chị ơi nhá, có chị A45 vào luôn nhá, áo định hình đấy. Chân váy đừng lên là chân váy kèm số điện thoại, em đọc là CV100. Lên rõ là CV100 kèm size. Q31 cho chị Quyên Luyện một cái. Ok bác Quyên Luyện này. Đáng ra cái này là em đăng TikTok 39.000 đây này, nhưng mà nó không còn nhiều hàng. Em bán tặng B58 mà chị Thành Nghiệp một bộ, nên em lên cho các chị em mình trên này. B58 cho bé heo một bộ. Ok bé heo có B58. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em B58. Chị ơi có quần dài vải, đi làm hết hàng. B58 cho bác Trần Thu Hải. Q31 4 cái cho chị Thảo Lê. Ok bác Thảo Lê. Chị nào chưa được các chị lên comment cho em nha. V100 size M chị Thảo Vi. Thảo Vi nhắn địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn, đừng comment trên này chị ơi. B58 cho Cẩm Ly một bộ. Cẩm Ly có luôn bộ. Chân váy là chân váy em đang mặc, em ơi cắm sạc máy chủ kia. Đưa chị mã CV100. Q31 cho chuột nhắt, chuột nhắt một quần. Ok chuột nhắt đây. Chân váy em mặc nha các chị nhá. Đẹp lắm, con này các chị em mình 130.000 cơ. Sale cũng 101 rồi, đây em bán cho các chị em mình có 100.000, lệch quá em ơi, đẩy hết máy của chị vào trong rồi. Đẩy mình nghiêng máy ra ngoài, nghiêng máy chứ không phải nghiêng cái kia đâu. Rồi. Comment vào đây cho em. Chéo bẹo lắm, sau cắm cái máy để ý vào được. Comment cho em luôn là CV100 kèm size. Q31 cho nấm lùn một cái. Đấy CV100 nhé, em còn mỗi S với M thôi. Có lượt quần bảo hộ bên trong cho các chị rồi. À, có cái váy bầu hay quần bầu nó không? Quần chỉ có mỗi quần bầu, chỉ có mỗi quần chip thôi chị ơi. Chỉ có mỗi quần bầu chip hàng đắt, hàng VIP 116.000 4 cái. Mã là chip bầu 116 cho em. Rồi còn chị nào mình lấy được bộ này nữa, à, lên comment vào đấy cho em luôn là mã B58 nhé. 58.000 40 đến 65 cân đưa chị A45 này em ơi. Đây áo định hình lên A45. CV100 size S cho chị Lan Anh. Ok chị Lan Anh có luôn này. Chị nào mình chưa được nữa mình lên cho em CV100 kèm theo size SM. CV100 size S cho bác Hồng Thủy. Áo nắng làm gì có M chị, CV100 chỉ còn SM. 54 cân chị vẫn có thể mặc được M, vì nó co giãn cho các chị em mình, cạp co giãn ấy, chị có thể lấy M cho em bác Lê Thanh Thanh nhé. Cái này các chị lên cho em là A45. 37, 38 đến 60 cân cho em. 37, 38 đến 60 cân cho em. Áo định hình có đệm ngực, mút ngực luôn cho mọi người. Áo này tối qua em mặc like đấy các chị. Lên giúp em là A45 cho em nhé. A45 ạ. 45.000 đồng một cái cho các bác. Kiểm tra hộ mình đơn hàng 28 tháng 4, mai gọi điện số 838 chị ơi.
nhá chị nhá, mai chị gọi điện số 838 chứ em làm sao em kiểm tra được đơn hàng cho chị. Nhà em để số hotline trên ảnh bìa đấy. Gọi vào đấy cho nhân viên là các bạn ấy kiểm tra luôn. B58 mà chị Trần Hạnh để A45 lên cho chị em. Chị Trần Hạnh có B58, em để số điện thoại hotline để có nhân viên trực máy từ 8 rưỡi sáng đến 12 rưỡi trưa và từ 2 giờ chiều đến 6 rưỡi tối nhá chị nhá. A45 cho chị Nay Xưa Và một cái, cho chị Quỳnh Trang Lam một cái, cho chị Ngọc Bích một cái. Áo phía sau em 40 đến 65 cân, mã là A79. Giá 79.000, mã là A79 luôn cho em ạ. A45 cho chị Dũng Nhung, cho chị Dũng Nhung một cái. CV100 size M cho chị Lê Thanh Thanh. Ok chị Lê Thanh Thanh này. Lên vào đấy cho em luôn A45 nhá. 45.000 em áo định hình này thì các chị yên tâm rồi. Kể cả đi bơi đi biết cho em chả bao giờ các chị em mình sợ gọi là nó bị chảy form cả. Cho chị Hoa Nguyễn Thanh có luôn một cái. Quay máy giặt tẹt ga thoải mái luôn cho em dòng này nhá các chị nhá. Chị nào chưa được lên giúp em là A45 cho em mọi người ơi. A45 vào đấy cho em nha. Đẹp lắm luôn, em cảm ơn chị Hương Đặng. Chị nào chưa được các chị lên cho em là A45. Mê mẩn cho các bác luôn. A45 cho chị Nguyễn Tâm một cái, cho chị Orenka một cái. À, cho chị Nông Việt một cái. CV100 làm gì có size XL hả chị? CV100 chỉ có F với M thôi. Q31 hai cái cho chị Hoa Nguyễn Thanh luôn. A79 cho chị Trần Hải, Trần Thu Hải. A45 cho chị Đông Thị Lị, à Ngô Thị Lưu. Ok bác Ngô Thị Lưu này. Rồi chị nào chưa được nữa các chị lên comment vào đấy cho em nhé. A45 cho em ạ. Cái này thì đẹp lắm các chị yên tâm đi. Mặc sướng lắm các chị. Không em không lên quần giả váy, không có quần giả váy để mà lên luôn ấy. B58 và A45 ok chị quên đi quá khứ. Ok bác quên đi quá khứ luôn này. Còn cái này vẫn phải để một ít để chị đóng đơn TikTok đấy nhá. Còn hàng không? Còn xe nào còn nếu như mà hết. CV100 size M cho chị Nay Xưa Và. Xe mà chị đi nếu như hết rồi thì thôi để lại đi để chị đóng đơn TikTok. Còn đúng không? Vẫn còn à. Áo phông trắng, à áo chống nắng dài, chống nắng dài còn mỗi màu hồng mỏng em có lấy không? Nó nhẹ hơn. À, mai chốt đơn mình chuyển khoản ok chị Huế Triệu. CV100 size S cộng B58 mà chị Dâu Tây. Ok bác Dâu Tây. A45 mà chị Tấn Ngọc. A45 chị Tấn Ngọc có luôn này. Để em ơi đưa chị cái áo nắng hồng đào ấy, trên kệ đây luôn chị. Lấy gì lấy cho con áo chống nắng cho đấy. Chip có những mã nào? Chip có mã chip xịn 100 bao nhiêu em nhỉ? Chip xịn là bao nhiêu? Chip xịn là 138.000 5 chiếc. Và mã chip 110, chip 110 là 110.000 10 cái. Là mã này. Và mã chip bầu 116.000 4 cái. A45 mà chị Tĩnh Nguyễn có luôn này. Ok chị Tĩnh Nguyễn, đây em lên cho các chị em mình. À, chiều nay chị nhận được chip 135 rồi đẹp lắm. Ui khách nào cũng nhận. Khách nào cũng khen chip 135 luôn nhỉ. Kia chip 135 mình như còn 2 set chỗ kia đúng không? 4 set đây này. Cái này thì từ 43 đến 63 cân cho em. Chip 110 cho chị Lan Anh. Đây nhá, chip này thì tối thiểu từ 43 đến 63 cân cho em cơ. Là lên cho em là chip 135 em còn có đúng 4 set thôi. Khách nào cũng khen luôn ạ. À. Thật sự luôn, lên cho em là chip 135. 135.000 10 cái đây nhá các chị nhá. Hàng này là hàng gọi là ôm được sale mà. Ôm được sale nên các chị khoái. A45 mà chị Lại Thị Lan một cái. Ok chị Lại Thị Lan. Đúng nó thông hơi chống thấm ngược luôn. Đấy chị nào lấy thì các chị lên comment cho em qua mã luôn này. Chip 135 mà chị Quyền Hảo một set. À, chip 110 với 135 loại nào thích hơn? Chị ơi mỗi loại nó một kiểu. Ví dụ như loại này thì form của nó thì to hơn. Đấy còn chip này thì mặc nó lại thoáng mát chỗ này. Nhưng em này thì đúng nó lại thông hơi. Mỗi cái nó đẹp một kiểu, nó tùy vào sở thích của mỗi người ấy chị. Bây giờ em bảo loại này đẹp hơn, chị về chị lại bảo loại này chị thấy đẹp hơn. Nó khó lắm. Còn nếu như để mà nói so ra thì em này form phiếc các chị em mình thì sẽ đỉnh hơn. 62-63 cân chip 135 mà chị Dẻo một set. Cho chị Thanh Hà một set. Rồi cho chị Liên Phan một set là em hết hàng. Đấy không còn nữa đâu, em hết chip 135 rồi. Em hết chip 135 em không còn nữa đâu các chị. Đây áo nắng nhá. Áo nắng này thì em nói luôn, đây không phải là giá em bán đâu, giá gần như giá em tặng mọi người. Lên cho em là tặng 85. Chống nắng dài lên cho em là tặng 85. Rất là nhiều chị lại thích bảo ui dồi ôi, như thế này chị lại thấy vừa vặn em ạ. À, vì nó nhẹ nhàng hơn, nó không bị quá nặng. Đằng sau của nó đây, cái này các chị em mình cứ từ 38-39 38-39 đến 60 cân vẫn mặc được. Hai bên túi quần, à hai bên túi áo nó kéo quá. Lên cho em là tặng 85, em bán tặng 85.000 một cái. Cái này em thề với các chị em mình luôn ạ. À. Các chị em mình đã mua bên em các chị biết. Em lỗ coi như này 85-95, 105, 115, 125, 135. Em lỗ hơn 50.000 một cái, em bán 139.000 cơ. Nhưng bây giờ mình ôm hàng cả vạn cái thì nó dính vào đấy luôn cả gần 1.000 cái màu hồng nhẹ hơn, mỏng hơn. Thì em chấp nhận là coi như là lỗ thẳng luôn thôi.
lên cho em là tặng 85A45 thêm một cái nữa cho chị Nay xưa và chip 135 em không còn hàng chị gái ơi. Có chip lưng cao giấu bụng, chip lưng cao giấu bụng thì chỉ có chip Nhật. Nhưng mà form của chip Nhật chỉ từ 38 đến 54, 55 cân thôi. Lát em lên cho để tặng 85 lên đây chị em ơi. Chống tụt hai cái size 34 cho chị, à quên ba cái size 34 cho chị Liên Phan. Ok chị Liên Phan ạ. Này cái này các chị lên cho em là tặng 85 cho em nha các bác nhá. Em nói thật luôn đúng giá rổ này các chị không cần nghĩ đâu. Lỗ luôn cho chị cái máy dưới xem có bấm được tạo đơn không, trên này máy nào cũng đỏ hết rồi. Chán ghê người luôn ấy. Rồi tặng 85 cho bé heo một cái. Lên cho em là tặng 85 cho em này. Ôi giời ơi, không bấm được tạo đơn em ơi. Cho chị Loan Dương một cái. Ok chị Loan Dương một chiếc luôn này. Chị nào chưa được lên vào đấy cho em tặng 85 rồi đó, 85.000 một chiếc cho các chị luôn. Áo nắng như này mà các chị bảo bán 85.000 thì em nói thật luôn là không bao giờ các chị có giá này luôn trên thị trường luôn. Không có trên thị trường luôn nha mọi người. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em luôn. Tặng 85 cho em. Bác nào chưa được các bác lên comment cho em nha. Tặng 85 ok cho chị Hoàng Hằng một cái. Ok bác Hoàng Hằng có luôn này. Sợ luôn giá rổ. Đấy bác nào lấy các bác lên cho em tặng 85. Qua mã cho các chị luôn này. Hoàng Hằng có rồi nha mình ơi. Có áo lót mỏng 7 ngực không? Chị ơi nếu như mà gọi là đệm của nó không bị dày mà nó nâng ngực đẩy ngực được thì chỉ có em chống tụt 75.000 đấy là đỉnh nhất luôn. Áo đấy các chị mua bên ngoài phải rơi vào tầm 180-190. Mã là A75 size kèm size 34, 36 và 38. Trời ơi. Áo làm mát em lên rồi đấy bác Nguyễn Thị Hoa. Này em nhắc cho chị cái này xuống xếp xuống. Làm mát đây đưa chị cả cái màu vàng vừa nãy đó. Làm mát là A35 kèm theo màu luôn đấy chị. A35 kèm theo màu này. Màu vàng, màu đen, màu hồng chiều nay em mặc với con quần hai cúc đấy. Màu xanh và màu nâu nhá, đẹp lắm. Lên cho em là A35 kèm theo màu cho em. Đai, đai váy em, ui dồi ôi đừng nói đai váy em lại nghĩ đến buồn chị ạ. Đai váy em sợ lắm em chả dám bán đâu. Đây váy em nhập loại đẹp về à, không không chọn màu chị Tiệt Tấn Ngọc ơi. A75 không chọn màu, chọn màu chị lên cho em là A99 nhá. Nếu như chị chọn màu áo rong biển hết hàng. Rong biển bác Dẻo có lấy hôm sau em về em đăng lên thì mọi người chốt luôn cho nhanh. Đấy cái này lên cho em luôn là A35 kèm màu nhá. 40 đến 62 cân vẫn mặc được. A35 kèm theo màu hồng, màu nâu, màu xanh, màu đen với cả là màu vàng cho em ạ. Mã là A35 kèm màu, răng lên thêm mã quần bò đợi em chút xíu chị nhá. Mã quần bò lúc chiều còn size ML đấy, nốt cho chị luôn cho gọn đi. Chị nào lấy các chị lên cho em luôn. Chống tụt hai chiếc size 36 còn không em nhỉ? Cho chị Hà My, thế là vừa hết luôn size 36 đúng không? Ok chị Hà My ạ. Cái này các chị lên vào đây cho em luôn là A35 kèm màu cho em nhá. Cũng không được tạo đơn luôn, sợ thật chả hiểu máy móc kiểu gì luôn. Ok bác Hà My rồi. A35 màu đen cho chị bé heo. A75 size 38 cho chị Tấn Ngọc. A35 màu đen cho chị Dung Đỗ. Màu hồng cho chị Nấm Lùn. Lên giúp em là A35 kèm màu nhá. Màu vàng cho chị Anh Mai. 35.000 một cái bác ơi. Mã giúp em là A35 kèm màu. A35 kèm màu cho em. A75 size 38 mà chị Đỗ Lệ Nhung áo chống tụt. Đấy chị nào lấy lên cho em A35 kèm theo màu cho em nha mọi người. A35 kèm màu em bỏ đai ra đây. Nhiều chị hỏi đai quá trời luôn á trời đất ạ. À. Em không đeo đai đâu, hôm nào hỏi đai các bác cũng hỏi. Hôm nào đeo đai các bác cũng hỏi luôn. A35
A35 kèm màu cho em 35.000 một chiếc cho các chị màu vàng, màu đen, màu xanh, màu nâu với cả màu hồng. Áo chống nắng vừa rồi là áo chống nắng. Áo chống nắng nào gì chị ơi? Áo chống nắng dài ấy hả? Áo chống nắng dài là tặng 85.000 đấy. Chống tụt hết size 36 rồi, dự bị cho chị Trang Thùy một cái nhá. Ok chị Trang Thùy. Này bỏ cái này xuống này, cái này tí nữa là có tin nhắn báo bên trên này. A45 là cái gì trời? A4538. Chả biết. Tặng 85 cho chị Huệ Kim một cái áo chống nắng. A35 màu xanh cho chị Thỏ Mến. Áo chống nắng nam em không còn hàng đâu chị. Đấy, chị nào lấy lên cho em A35 nhá, kèm màu. Chị nhận được bộ dao rồi, chồng chị bảo mua bộ dao nhìn sát thủ, ám sát cả vợ rồi. Chị Minh Minh eo dao đấy dùng thích lắm. Chị cứ để vào nhà bếp ấy, nhưng chị thái thiết cẩn thận nhá, vì nó rất là sắc ấy. Bộ dao đấy chị thái thiết cẩn thận cho em, nó sắc mà mình dùng nó không bị han gì gì đâu. Các chị em mình cứ thử, các chị cắt quả chanh hôm sau các chị nhìn con dao, một con dao han gì và một con dao không han gì là các chị em mình biết liền. A75 size 38, ok bác Ngô Thị Lưu. Rồi còn chị nào hôm nay còn em còn bộ dao đấy, chị lấy chị lên cho em là bộ dao 108 nhá. 108.000 một bộ. Đấy cái này các chị lên cho em là A35 kèm theo màu này. Tốc A35 là chị em ơi. Đưa chị bộ dao này. Đây chị lên cho em bộ dao 108. 6 chi tiết nhá. 6 chi tiết cho các bác mình. Đấy trong này nó có dao tỉa, dao gọt này, dao cạo này, mới với lại cả một cái kéo để cắt rau hành, rau ngò này, dao thái, dao thiết cho em này, thái chỗ sắc lắm. Cái này bây giờ mà có một cái miếng ba chỉ quay nhỉ, đang ở trong nồi chiên không dầu ra thái, hộp 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 luôn, sướng cực kỳ các chị giòn tan. Nghĩ thôi lại thấy thèm rồi. Bộ dao 108 mà chị nay xưa và. Đấy các chị nào lấy bộ dao các chị lên cả kéo luôn bên trong nhá. Kéo cho các chị cắt rau hành rau ngò. Đấy và một cái gọt gọt đảo đảo này luôn. Những em nhỏ nhỏ này thì các chị em mình gọt hoa quả đẹp sắc kinh khủng luôn. Sắc lắm. Thề với các chị em mình luôn này. Đấy những con này các chị em mình thái thiết các thứ cho em, bộ dao này dùng thích lắm. Em cảm ơn bác Thúy Kem cho chị Mai Bùi một bộ này. Vì cái này thật sự luôn nhà em cũng để em dùng vì nó gọt biết các thứ nó tiện lắm. Sắc cực kỳ luôn cho các chị, gọi là nó là dao thái cho các chị em mình thôi. Nhưng dùng nó rất là bền luôn nha các chị. Comment vào đấy cho em luôn là bộ dao 108 nhá các chị nhá. À, còn kéo kéo em hết hàng rồi chị ơi. Mua luôn bộ này, trong này có một cái kéo luôn này. Lên vào đấy cho em là bộ dao 108. Ok cho chị Huyền Nguyễn có luôn một bộ. Chị Huyền Nguyễn có một bộ luôn này. Bác nào chưa được lên cho em bộ dao nhá, 108.000. 6 chi tiết cho các chị luôn. Cái đấy hôm trước chị vừa gọt xoài xong khoái cực. Đứt đây. Ok bộ dao 108 mà chị Orenka một bộ sắc lắm cái con gọt ấy. Cho chị Nguyễn Thị Linh một bộ. Bác Nguyễn Thị Linh có luôn một bộ này. Bác nào chưa được nữa các bác lên comment vào đấy cho em nhá. Nhiều mã lắm mà chả biết lên mã nào cho các chị em mình. Ok cho chị Thúy Kem một bộ. Bác Thúy Kem em vừa mua rồi nay lại mua thêm mà bác. Bác Thúy Kem thêm bộ nữa luôn này. Cho chị cái áo sát nách kia luôn đi, cho chị màu mà thôi trả lên nữa đi. Án nữa. Lên lẻ tẻ cũng còn lên luôn. Cao dám để lên trên bàn cho chị đi. Này còn mấy cái cho mỗi người cái. Màu rõ là đẹp luôn. Chết dở luôn một mã này luôn. Chị Thúy Kem có rồi, chị Nhung Y Tuyết. Nhung Y Tuyết đuôi 038 nhắn cho em địa chỉ điện thoại vào tin nhắn nhé chị nhé. Bộ dao chị Thảo Lê một bộ, ok bác Nguyễn Thị Linh chuyển khoản. Bác Thảo Lê có bộ dao chị nào chưa được lên vào đấy cho em nhé. Bộ dao 108 đây, cái này em bán tặng nốt luôn này.
Này thì các chị em mình mới mua của em toàn 78.000 trở lên, không có giá dưới, bây giờ em bán tặng lốt luôn 58.000. Lên vào đây cho em luôn, xả 58 cho em ủ đẹp tóc. Cái hàng này thì các chị em mình yên tâm đi, mặc vào là mê mẩn luôn, nó dễ mặc lắm. Mỏng tanh tành tành cho các chị em mình luôn, 40 cân đến các chị 65 cân vẫn mặc cho em thoải mái luôn nha các chị nhá. Nó gọi là áo nhũ cho các chị em mình, pha cho các chị em mình ren vai. Cái này mặc thì che khuyết điểm tốt cho các chị em mình luôn, mê mẩn cho các bác luôn này. Đẹp lắm, nó dễ mặc cho các chị. 40 đến 65 cân nó pha một chút ren trên vai này. 40 đến 65 cân mọi người đều mặc ok nha, em này mặc như không mặc luôn. Mát cực kỳ mà chả bao giờ sợ lộ mỡ miếc gì cho các chị em mình đâu, mặc sướng lắm. Cao dán một hộp ok chị Thắm Vũ. Cao dán là 19.000 đồng một hộp nhá. CV 100 size S cho chị Phạm Huyền Trang. Ok bác Phạm Huyền Trang này. Cái này lên vào đây cho em luôn, xả 58, 58.000 một áo cho các chị luôn. Cái này các chị đừng so sánh với cái hàng cứng đơ nhá. Nó có một loại hàng cứng đơ luôn, chán lắm. Sau đó đến cái loại chữ nhung mà em xả cho các chị em mình 48.000 rồi ấy. Đấy, còn loại này là loại hàng cao cấp, hàng đắt đấy, không phải hàng thường đâu các chị ơi. Mê lắm luôn. Xả 58 ba cái cho chị Thanh Dẻo, cái này đẹp lắm. Nó là hàng chuẩn cho các chị em mình, nó mỏng tanh tành tành luôn vì mặc nó rất là mát luôn. Chứ không phải như cái loại hàng cứng đơ là 39.000 đâu. Xong đến cái hàng chữ nhung mà em xả 48.000 đâu. Con này là hàng VIP cơ. Ba cái cho chị Thanh Dẻo này. Cao giá 2 hộp cho chị Thỏ Mến. Ok chị Thỏ Mến, lên cho em là xả 58 kèm theo số lượng 58.000 một chiếc luôn. Cái này các chị không cần phải nghĩ đâu, con này bán đúng rồi. Cái này các chị em mình em bán là 78.000 đấy bác Dẻo. Xả 58 mà chị Diệp Nương một cái. Hai cái cho chị Tô Thuyết. Chị Nhung Y Tuyết nhắn cho em địa chỉ điện thoại và tin nhắn chị ơi. Cho chị Uyên Mi gốm sứ một cái. 40 đến 65 cân các bác mặc thoải mái cho em các chị ơi. Đẹp lắm, nó xinh cực kỳ luôn. Con này mặc với legging leggings hay mặc với con quần hai cúc ấy cũng đẹp luôn đấy mọi người. Mặc với tomboy cho em nữa thì hết tí. Cao dán các chị lên cho em cao dán kèm số lượng hộp cho em nhé. Ngày nào cũng mua hàng nhà em cảm ơn chị Uyên Mi gốm sứ nhé. Thêm hai cái cho chị Dẻo, em mở ngoặc của chị Dẻo thêm thành 5, mở ngoặc vào thành 5. Ok bác Dẻo thêm hai cái này, cái này mặc đẹp. Bác Dẻo bà Dẻo mặc cái này là đẹp lắm luôn này. Ok chị Dẻo có luôn tổng thành 5 rồi. Cao dán các chị lên giúp em là cao dán kèm số lượng hộp này. 19.000 đồng một hộp nhá. Thứ nhất là giảm đau vai gáy, giảm đau lưng, đau cơ, đau hông, đau dây thần kinh tọa. Đấy, bầm tím hoặc là đau bụng tới tháng, dán bụng dưới cho em ok luôn. Comment vào đây cho em luôn là cao dán kèm số lượng hộp. Tốn ghê trời ơi. Cố kiếm thêm bỉm sữa cho con bác ơi, không có bò suông đâu chị. Em cũng bán bò suông hai hộp cao dán là chị Tô Thuyết. Bộ giống bộ một giống bộ xả lỗ 118 á. Cho chị màu màu đất ra cho chị em ơi, cái màu cam đất đấy. Xả cái đấy thì tiếc mà không xả thì lại còn hàng. Dồn hết cho chị khác chữ được, dồn ra chị bán tặng nốt. Cày mãi không bằng em Giang Hu rồi, ôi cố lên chị ơi. Xả 58 mà chị Ngô Thị Bắc, Ngô Thị Lưu một cái. Áo phông cổ bẻ, phông cổ bẻ em còn hàng zip Thái chị ơi. Em còn hàng chất zip Thái, bác có lấy không? Zip Thái chuẩn bị cho chị đủ màu nhá, chị lên cho các chị chọn màu luôn. Đây, bộ này các chị lên cho em luôn. Lên cho em luôn là thanh lý 117 nhá. Thanh lý 117.000. Em, sao em giỏi thế? Ui dồi ôi bác ơi, em giỏi cái gì? Em cầy á, lòi mắt ra đây bác ạ. 3 giờ sáng các bác ngủ hàng mấy giấc rồi em vẫn còn đang làm. Ví dụ như hôm qua nhá, trưa like Facebook, chiều like Facebook, tối like Facebook, đêm like TikTok. Không rồi không nói nổi luôn, khàn hết tiếng. Xả 58 cho bác Lam Nguyễn một cái. Ok bác Lam Nguyễn có xả 58 luôn này. Bác Lam Nguyễn mặc cái này mát lắm bác ạ. Cái này các chị em mình chốt luôn cho em luôn là thanh lý 117, 38 cân đến 60 cân cho em. Hai bộ các chị được hai chữ này nó khác nhau này. Bộ này thì các chị đừng so sánh, em nói thật luôn. Các chị nhập vào được cái giá này em cho các chị thêm bộ nữa. Chuẩn hàng cốt tông non xịn sò cho các chị em mình. Nó giống như cái áo Mỹ Hương đấy các chị. Nguyên cái áo các chị em mình mua đã 130 rồi còn đâu nữa. Chất nó đẹp kinh khủng luôn, trần trung trần cạp. 38 đến 60, 61, 62 cân vẫn mặc được luôn này. Sao mà Hảo nó vẫn mặc được bộ này tài nhỉ? Giỏi thật đấy. Lên cho em là thanh lý 117 cho em nhé. 117.000 một bộ cho mọi người. 117.000 một bộ cho các chị em mình.
Các chị mới vào các chị thả tim thả like cho em. Eo ơi dì ơi nhìn này. Sao? Đấy. Đó, vẫn like luôn. Người ta mà còn đang bầu nữa. Nhìn thương nhỉ. Nào em ơi, thanh lý 117 đến đây chị. Cái này còn ít thôi đúng không? Em còn ít đây, ok cho chị Lan Anh một bộ. Cho chị Tí Xíu một bộ. Cho chị Nấm Lùn một bộ. Cho chị Vân Anh Trần một bộ. Vân Anh Trần có luôn. Cho chị Bích Ngọc một bộ. Ok chị Bích Ngọc bộ vịt em còn hàng. Đợi em lát em lên bộ vịt cho các chị em mình chốt. Áo áo một bên mã gì? Áo một bên là áo gì nhỉ? Mình chuyển khoản ok chị Tí Xíu ạ. Cái áo treo trên này à chị? Áo treo trên này là A79 nhá, 40 đến 65 cân. 40 đến 65 cân đều ok. Đấy còn chị nào lấy thanh lý 117 117 không phải 177 đâu chị ơi. 117.000 cho các chị em mình luôn. Chứ không phải 177.000 nữa đâu. Thanh lý 117 cộng với bàn chải đánh răng người lớn ok chị dâu tây ạ. Ok bác dâu tây này, còn bằng này nữa thôi đúng không? May quá, còn bằng này nữa là hết rồi. Chứ còn nhiều chắc chỉ có phá sản thôi các chị. Đấy em còn ít này nữa là em hết. Chị nào chưa được các chị chốt đi. Chốt xong về lúc đấy bảo ui dồi ôi chị mà biết nó đẹp như thế này thì chị có mà mua nữa rồi. Chị cứ sợ là mày lừa thôi. Chất đẹp lắm các bác. Đấy chị nào chưa được các chị lên cho em xả một thanh lý 117 nhá. Thanh lý 117 lỗ lòi hết cả pha luôn. Cái mã quần bò chiều nay đấy còn bao nhiêu hàng một là bao nhiêu chị xả 165.000 đấy. Còn mỗi thanh lý 117 cho bác Hồng Cam một bộ. Ok bác Hồng Cam. Đây cái này lên cho em 165. Thanh lý 117 cho chị Dương Nhàn một bộ. Dương Nhàn có luôn thanh lý 117. Có áo khoác nắng. Áo khoác nắng em lên rồi chị ơi. Khoác nắng em lên rồi chị ạ. Cái này thì em không so sánh giá nữa đâu nhá, em nói luôn 189.000 xả 165. Lên cho em 165 em còn mỗi size M với size L thôi. M các chị em mình từ 46 đến 50 cân. Size L các chị từ 51 đến 55 cân cho em thoải mái. Thanh lý 117 cho chị Sam Sam một bộ. Ok chị Sam Sam đây còn hai bộ nữa luôn là hết. Em còn hai bộ nữa em hết. Áo em mặc là xả 58 chị ơi, 40 đến 65 cân. Cái này lên cho em là 165 nhớ cho em nhé. Bò này 3 mác luôn. Nó là bò cao cấp của em đấy. Chị nào chưa mua được thì các chị em mình mua. Hàng này thì không phai màu, không sổ lông, không bay nhão form đâu. Thanh lý 117 cho bác Huyền Hảo một bộ. Ok bác Huyền Hảo. Đấy đây các chị nhìn cho em luôn này. Comment vào đấy cho em luôn là 165 kèm theo size nhá. Còn hai cái size M, một cái size L là hết. Bò cao cấp nó khác hẳn bò thường đấy các chị. Bò thường em xả mấy chục nghìn. Comment vào đấy cho em luôn 165 size L cho chị Nay Xưa Và. Ok chị Nay Xưa Và có luôn M cho chị Hà My. Rồi em còn có một chiếc size M là em hết. Chứ không phải em còn cả 5-700 cái hay 5-70 cái mà em xả được giá 165 đâu. Cái khi mà nó còn 40 cái là em vẫn đang để là 185.000. Đây nó còn có vài chiếc em để nốt Hà My có M rồi. Em còn một chiếc size M nữa là em hết. Lên cho em là 165 kèm theo size M cho em nữa là em hết. Tiếp cho các chị em mình luôn này. Cho chị áo cổ bẻ đấy luôn em ơi. Ô, em bị nhầm à? Đây cái gì? Màu vàng, màu trắng cái gì? Đã bảo là không phân chữ theo rồi lại còn. Thanh lý 117 cho chị Trần Hạnh một bộ. Đây cái này các chị em mình chốt luôn cho em nha các chị nhá. Đẹp lắm luôn cho các bác luôn này. 165 size M cho chị Ngọc Diễm Bùi là hết hàng. Ok bác Ngọc Diễm Bùi. Cái này các chị lên cho em luôn là A85 kèm theo màu. A85 này 85.000 một cái nhá. Cái này từ 37, 38 đến 60 cân. Đây là chất zip thái. A85 kèm theo màu trắng. Màu trắng này em có quay video em mặc với con quần legging nha các chị. A85 màu trắng, màu hồng, màu đen, màu nâu và màu vàng. Lên giúp em 165 em hết hàng chị ơi. A85 kèm theo màu cho em đây là zip thái nhá. Nó là chất zip thái cho mọi người. Hàng này chủ yếu bán shop, không thấy mấy người bán trên line đâu. Trên line chỉ bán zip thường thôi, không bán zip thái này đâu các chị. Vì zip thái này thì giá vào thì cao cho các chị em mình. Đấy em là luôn bán cái này là cho đi nốt luôn cho các chị. Em bán 89.000 cơ. Đây em bán luôn 85.000 nhá. Người ta bán cái áo người ta lãi các chị em mình cả 20-30.000. Chứ em mà bảo cái này em lãi được của các chị em mình 20.000 thì chắc là thôi em chết liền luôn. Đấy chốt vào đấy cho em luôn A85. Nhà bạn còn bộ nữ 129. Em chả nhớ bộ nữ 129 là bộ nào luôn chị ơi. Vì bộ nữ nhà em nhiều lắm.
Có khi mà trước hôm trước bán 139.000 em xả 129. Hoặc là có những bộ 129 em xả cho các chị em mình hơn 100.000. Hoặc trăm linh mấy nghìn em cho đi hết rồi. À em còn bộ cốt tông khô đúng không? Còn như còn bộ cốt tông khô. Bộ cốt tông khô đâu bọn em xếp chỗ nào chị nhìn màu á. Cho chị mấy bộ cốt tông khô còn màu xanh để mang đây chị với màu vàng để mang chị tặng nó. 117 còn không nhỉ? Ok 117 cho chị Lê Thắm một bộ. Cái này lên là A85 kèm màu nhá. Này cho túi em ơi. A85 màu vàng, màu trắng, màu nâu, màu đen và màu hồng. Màu đen cho chị Trương Thị Thu một cái. Màu trắng là chị Tĩnh Nguyễn một cái. Đây. Trắng là chị Tĩnh Nguyễn có luôn này, đen hết hàng này. Lên cho em A85 kèm màu cho em nha các bác. A85 kèm màu đấy cho em này. Đây bộ này em còn mấy bộ đi. Anh Lý gọi là giá đây nhá, nhìn luôn cho em bộ này. Nếu như các chị thấy hết đen rồi A85 hết đen. Các chị thấy trên TikTok vẫn đang bán 169.000 luôn. Hiện tại TikTok vẫn đang like luôn nhưng em không nhắc tên shop người ta lên để chúng nó lại chửi em vô duyên thì chết. Em nói thật luôn đây em bán tặng nốt luôn cho các chị em mình. Lên cho em là xả 106. 40 cân đến 65 cân, 106.000 một bộ. Đây là cốt tông khô ạ. Còn mấy bộ em? Em còn 4 bộ là em hết hàng nhá. A85 màu hồng cho tí xíu, màu trắng là chị Quyên Luyện. Ok chị Quyên Luyện, màu vàng là chị Mai Bùi. Rồi hết hồng luôn, em còn 4 màu trắng, màu vàng với màu nâu. Trắng vàng nâu vào da. Cái này lên cho em là xả 1 bao nhiêu chị đọc bao nhiêu? 106 ạ. Xả 106 cho em. Màu trắng là chị Lê Thanh Thanh một cái A85. Cái này em thanh lý 106.000 luôn nhá. Nó là cốt tông khô cho các chị em mình. Đây nguyên con áo này giờ đang xả 99.000 đây này. Mà đây coi như thêm cho các chị em mình cả quần và nữa luôn. Xả 106 cho chị Ngọc Diễm Bùi một bộ. A85 màu vàng chị chuyển khoản. Ok bác Đinh Đức A85 màu vàng. Xả 106 cho chị Andra Gumiho một bộ. Lên cho em là xả 106 cho em nha các chị. Còn mấy bộ nhỉ? 2 bộ nữa. Em còn 2 bộ nữa em hết hàng. Hôm sau đừng vào đòi em bộ này nữa nhá các chị. Chứ em nói thật luôn em lỗ lên cả hàng. Cái này là bán 149, 148 này. Lỗ hơn 40.000 rồi, lỗ 43.000 một bộ rồi. Lỗ thẳng luôn rồi các chị, chất đẹp lắm. Xả 106 cho chị Lan Anh một bộ. Rồi em còn một bộ cho chị Hồng Diên hết hàng. Ok chị Hồng Diên có luôn này, em hết luôn xả 106 nhá. Hết xả 106 luôn mọi người ơi, màu vàng đưa chị. Màu vàng lên cho em là xả 103. Đừng vào bảo Giang ơi sao mà mày tính cho tao 136.000 mà giờ mày xả có hơn 100.000. Lỗ lòi pha ra còn bao nhiêu cho đi nốt bấy nhiêu luôn. Mua cái này về nhớ hoan hỉ giúp em, cho em xin lượt chia sẻ. Nhận hàng về cho em xin cái feedback 40-65 cân. Thanh lý xả 103. Lên luôn giúp em là xả 103 vào đây cho em này. Rồi ôi xả 106 em hết rồi, lên luôn cho em xả 103. Được nguyên con áo này đã sướng rồi. Áo này 110.000 các chị còn mua rầm rầm luôn đúng không ạ? Đúng thật sự luôn, con áo này 110.000 đấy. Nguyên con áo này em bán 110.000 rồi. Giờ đây cả bộ cho đi luôn giá 103.000. Để lên cho chị em ơi. Xả 103, xả 106 em hết hàng rồi các chị ơi. Đẹp lắm, lên giúp em là xả 103 nhá. Xả 103 cho bác Sao Lam một bộ. Lên giúp em là xả 103 vào đấy cho em. Chị nào mình nhanh tay mình chốt được. Chứ bộ này thì em có dám lên đầu like đâu. 3158 này, cốt tông khô đây này các chị này. Chứ cái này lên đầu like để có mà khách em kiện. Ok cho chị Phạm Tâm một bộ. Phạm Tâm có, chốt nhanh giúp em là xả 103 nhá. Không cần nghĩ đâu các chị ơi, khách cũ nhà em thì khỏi nghĩ luôn. Cho chị Vi Bùi một bộ. Vi Bùi có luôn, cho chị Thu Trần một bộ. Vi Bùi có, Thu Trần có luôn thì để lên cho chị đấy. Lên cho em là xả 103 hết chưa? Rồi 4 bộ cuối cùng nha. Nặng cái này chả bỏ mà đóng đơn luôn thật. Nhờ. Không bỏ đóng cơ, cái công gọi là đóng đơn luôn đấy chứ. Comment cho em là xả 103 cho em nha mọi người. 103.000 cả bộ đây cho các chị. Lên áo khoác nắng. Áo khoác nắng em lên rồi chị ơi. Lười lên quá trời luôn, lên thế thôi chị ơi. Xả 103 cho em ạ. 103.000 một bộ 40-65 cân cho em. Đẹp lắm luôn này. Comment vào đấy cho em xả 103. Em còn 4 bộ nữa em hết nhá mọi người nhá. Em còn 4 bộ nữa em hết. Bác nào chưa được các bác lên comment. Xả 103 cho chị một mã áo nam đi. Giờ này lên áo nam có sợ lẻ sai không? Thôi được, lên cho chị màu xanh kia hàng VIP. Cho chị luôn màu đấy. Áo sau em là 79.000 chị nhá. Mã là A79. 40-65 cân cho em ạ. A79 cho em. Đây lên cho các chị một mã áo nam cổ tròn này.
Bao nhiêu bác hỏi đây hàng, nhớ em cái này em không nói thêm nữa đâu. Em đã hướng dẫn các chị em mình cách phân biệt hàng loại 2, loại 3 với loại 1 này rồi. Hàng này nhập vào là 110.000 là rẻ nhất cho các chị rồi. Màu cũng đẹp luôn. Còn size gì em cho chị Nguyên lên size M đây, để M đây. Để chị size M này. Cái này em còn nguyên size M này thôi. Nên em bán tặng nốt luôn nha các chị nhá. Áo Giang mặc, áo em mặc là xả 58, 58.000 mã là xả 58. Còn chip ông mình một set, chị bác Hồng Cam ơi bác lấy chip nào. Vì nay em lên mấy mã chip cũng đẹp kinh khủng luôn, hàng đây toàn trong túi chip này. A85 bác sao lam kèm màu đi. Chip xịn thế thì bác lên là chip xịn 138, 138.000 năm quần chip xịn. Cái này các chị em mình hàng nhà Giang mặc sướng lắm. Em cảm ơn bác Thu Thủy nhá. À, bác Thu Thủy nhá. Lên vào đây cho em luôn là mã xả 1. Xả 1 kèm theo giá cho em này. Em đọc giá các chị em mình hoan hỉ giúp em nhé. 78.000 một cái. Chị nào vừa mua của em hôm trước đủ size, em thanh lý 89.000 cũng hết sức thông cảm cho em. A85 màu trắng là chị sao lam. Ok bác sao lam. Cái này lên cho em là xả 1 kèm giá 78.000 chất cốt tông. Size này từ 50 đến 63 cân cho em vẫn mặc ok luôn. Sữa rửa mặt em hết hàng. 50 đến 63 cân cho em nhé các chị nhé. Hàng hãng. Hàng này thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Hàng trong túi zip này lên cho em xả 1 kèm giá 78 à, chị đọc là 78 à. Xả 1 kèm giá 78k cho em nha các chị. Xả 1 kèm giá 78 màu đẹp nhỉ. Trời ơi, em để lại một cái này cho chồng em mặc luôn. 50 đến 63 cân mặc ok hết luôn nha các chị. Cho chị xem chip xịn với. Ui em qua mã rồi bác ơi. Em lên từ đầu like rồi, em lười lên quá à. Cái này thì dễ mặc này, dễ mix đồ này. Màu thì sang chảnh luôn cho các chị em mình. 78.000 là giá rẻ nhất rồi. Xả 178 à, ok cho chị Nguyễn Tâm này. Cái màu vàng này là mã bộ không phải là áo đâu chị ơi. Lên cho em xả 178k. Áo treo sau lưng là 79.000. Comment cho đầy đủ chủ ngữ vị ngữ vào nhá chị nhá. Xả 178 à, chị Thanh Vân một cái. Nay bán nốt 50 đến 63 cân cho em vẫn mặc được. Ai em? Đức Hòa. Đức Hòa vừa nãy là của cái mã gì này? Cái này nắm ra là lên comment à. Chị Thanh Vân có xả 1 rồi. Chị Đinh Phương Thảo ơi, em không có muốn đọc chị lên nhá chị nhá. Chị hỏi cho có chủ ngữ vị ngữ vào chị ạ. Khiếp, chị nghĩ chị bỏ tiền ra chị hỏi. Áo sau bao tiền? À áo treo sau bao nhiêu? 5-6 cân vừa không? Nó thêm một từ chắc là nó nặng thêm bao nhiêu. Nó mất đi cả tiếng của chị ạ chị. Xem chị đi vừa nãy xem chị đấy comment cái mã gì. Áo nam, cái này là áo nam mình ơi. Cái này là áo nam nhá. 50 đến 63 cân còn nguyên size M. Xả 78.000 một cái. Comment vào đấy cho em xả 1 kèm giá 78 đúng không? Xả 1 kèm giá 78. Có đấy mà giờ nó mất hết comment luôn. Chán nhỉ. Chả hiểu nó kiểu gì luôn T-Pot. Giờ nó cập nhật kiểu gì ạ? Còn chả loát được comment luôn. Comment là cứ trắng trơn luôn. Rồi em qua mã này các chị em mình. Ui muốn nghỉ quá, mệt quá. Chấm lên đi chị ơi. Áo ngực 36 em hết hàng mất rồi bác Ngọc Khánh ơi. Áo ngực 36 vừa nãy hết hàng rồi. Xả 178 chị sao lam một cái. Ok chị sao lam. Áo nam hết size to rồi chị ơi, không còn hàng. Ok chị sao lam nhá. Tất cả các chị có đơn nhắn giúp em. Áo em mặc là mã xả 58 chị ơi, 58.000. Áo này 40 đến 65 cân cho em. Lên vào đấy cho em xả 58. Cho
cho chị mã quần Q99 đó. Còn cho lên nốt. Chị comment như thế thì chị cũng chả có được lên đơn đâu. Em chả có đọc cái mã nào cho chị mà. Cái gì kia với bộ đùi vàng xong lại số điện thoại xong lại lấy áo treo sau. Em không chốt đơn chị nha chị ơi. Đây cái này lên cho em còn hình như còn một S với XL đúng không? Cái này em còn mỗi size S với size XL thôi. Đây các chị nhìn cho em này. S các chị em mình từ 38 đến 46, 47, 38 đến 47 cân cho em nhé. Size XL các chị em mình từ 56 đến 62 cân cho em. Lên cho em là Q99 kèm size. Siêu co giãn luôn, con này chiều nay em có mặc mẫu đấy các chị. Chiều nay em có mặc với cả là xả 58 cho bác Chi Trần một cái. Chiều nay em có mặc với con áo làm mát màu hồng đấy mọi người. Các chị em mình xem lại cho em livestream chiều nay nhá. Livestream hồi trưa ấy, đẹp lắm luôn. Lên cho em là Q99, em còn mỗi size S với cả size XL thôi. Các chị lên giúp em là Q99 kèm size. Q99 kèm size, size S với cả size XL cho em nha. Đẹp lắm, con này mặc vào chân dài miên man luôn cho mọi người, hai cúc cạp cao cho các chị luôn. Q99 size XL cho chị Ngát Nguyễn, size S cho bác Ngọc Diễm Bùi. Ok, bác Ngọc Diễm Bùi có luôn này. Đây đợi em một chút xíu về em cho các chị em mình ngắm cho nào. Đây hình như là cái đoạn này này, đợi em chút xíu nhá. Đây các chị này. Đợi chút xíu để chắc lát ra giờ đây các bác. Đấy đây con quần trưa nay đây các chị này. Tí nữa em cắt khuy này. Cắt khuy xong ra các chị ngắm, các chị xem lại cho em cái live stream chiều nay ấy. Đấy đây các bác nhìn này. Đẹp dã man luôn cho mọi người đấy. Tí nữa nha em bước ra trẻ em tời nó quá đi mất đây. Đấy mê mẩn cho các chị luôn nha. Đẹp lắm. Xem lại cho em cái livestream chiều nay em mặc con này nhá, còn mỗi S với cả XL thôi. 99.000 một cái. Ok, size S cho chị Phạm Huyền Trang, hai cái XL cho chị Nguyễn Vui. 55 cân lấy XL mặc cũng được chị nhá. Chả có sợ đâu vì nó ôm mà co giãn cho các chị em mình. Đấy. Mã nào chưa được các bác lên cho em. Q99 kèm theo size S với XL, quần này em bán nhiều lắm rồi. Mê mẩn cho em luôn, co giãn sướng. XL cho chị Trần Thu Hải, 60 cân lên size XL chị ạ. Co giãn tốt lắm, eo đẹp dã man luôn. Các chị xem lại cái livestream chiều nay nhá. Xem lại livestream chiều nay cho em, đẹp lắm. Comment vào đấy cho em là Q99 kèm size đây này. Đúng size nhìn nhau mặc với con áo này. Xem lại mới nhìn ra thấy ngon đáo để. Áo em mặc là A35 màu hồng á chị Oanh, pro cao. Áo để bàn này là mã bộ chị ơi, không phải là áo đâu. Để bàn này là mã bộ đấy chị ạ. Q99 size S cho chị Nguyễn Chi. Ok, bác Nguyễn Chi có luôn này. Comment vào đấy cho em nhé. Q99 kèm theo size S với cả size XL cho em. Lên nốt cho các chị luôn. Q75 là quần kiểu quần unisex u mì đấy. Còn hàng đấy bác ơi, em còn được em lắm. Đây bộ này còn 4 bộ đúng không em? Bộ này là bộ cốt tông khô em thanh lý 103.000. Giá này thì các chị em mình thấy đâu, các chị nhập được vào giá này thì em cho không các chị luôn. Chuẩn em 40 đến 65 cân ạ. Lên comment nguyên con áo này đã là 101-102 rồi. Em để luôn 103.000, lên cho em là xả 103 đấy các chị. Xả 103 nhá, nó là bộ cốt tông khô. Chị Nguyễn Chi là có 99 size S rồi chị ơi. Bác Nguyễn Chi là có Q99 size S rồi. Q99 em không còn M đâu bác. Em còn mới S với cả XL thôi chị ơi. Xả 103 cho chị Luyên lớp Ly Đặng một bộ, vừa nãy một bộ đấy rồi đấy. Bộ vàng này là em để nốt 103.000 đấy mình, mã là xả 103 nhá. Xả 103 luôn cho em còn 3 bộ nữa hết hàng. Cho đi nốt luôn rồi các chị, hàng trong túi zip luôn, xịn lắm. Lên giúp em là xả 103 vào đấy cho em. Trời ơi, có 103.000 cả một bộ luôn cho các chị luôn. Chị nào chưa được các chị lên comment. Xả 103 cho Phương Linh một bộ, Q99XL cho chị Thanh Vân. Ok chị Thanh Vân này. Đấy lên cho em là xả 103, còn hai bộ cuối cùng nha. Hai bộ cuối cùng là hết mọi người, chị nào lấy các chị lên comment luôn này. Nào đưa chị luôn quần này. Xem lại like không chốt được hàng đâu chị ơi. Nhà em dừng like cái là em in bill ra luôn. Em trên này là em bấm tạo đơn luôn rồi, in bill ra luôn rồi để nhân viên chốt đơn.
còn đã in bill ra rồi là nhà em không xem lại tin nhắn, không xem lại comment đâu. Hòa Đức là khăn mặt. Ok, Hòa Đức là khăn mặt 60. Bộ vịt chờ em chút xíu, cái này lên là Q75 kèm size, còn size gì em? Cái này em còn size SL với XL nhá, quần của nó là quần đến đầu gối ấy. Nó là chất u mì. Xả 103. Chị Ngân Hoàng thì comment thêm số 0 ở dưới, xả 103 đi em ơi. Cái này các chị lên comment cho em luôn là Q75 kèm theo size S từ 40 đến 48. Size L các chị em mình từ 54 đến 59. XL các chị từ 60 đến 68 cân cho em quần này nhá. Quần này là giá có 102 luôn đấy ạ, chuẩn mì Hàn cho các bác luôn. Comment vào đấy cho em luôn là Q75 kèm theo với cả size. Q99 em không còn M đâu chị gái ơi. Q99 em bảo rồi, em chỉ còn mỗi S với cả XL thôi ạ. Cái này lên cho em là Q75 kèm size nha mọi người. Q75 kèm theo size SL và XL cho em. Quần này nam nữ đều mặc được cho em luôn này. Đẹp lắm, quần này nam nữ đều mặc được hết nha các chị nhá. Có những chị mà mua xong đến lúc vào mua cả 6 cái, 7 cái luôn. Có những chị khách lẻ mà lấy tận 5 gi luôn. Q75 size L cho chị Nguyễn Tâm. 75.000 một chiếc, mã giúp em là Q75 kèm size. Quần này 75.000 thì chả cần phải nghĩ ngợi, thích là các chị em mình chốt thôi. Vì hàng này hiếm khi em bán lắm. Trần Trung Trần Cạp hết luôn cho các chị này. Lên giúp em là Q75 kèm size cho em nha. Q75 kèm theo size. Tiếp này. Mã này còn mấy cái, lên nốt. 50 cân có vừa L không? 50 cân quần này mà hơi rộng L đấy chị ơi. Quần này nó rộng. Xả 103 này, bàn chải đánh răng cho mình một phép luôn. Ok chị Nguyễn Vui ạ. Ok bác Nguyễn Vui này. Cái này em còn mấy cái, các chị lên luôn cho em. Em còn 3 cái màu trắng, 2 cái màu vàng. Đây hôm nay bao nhiêu chị hỏi mã này thì không biết còn hàng. Cái này lên comment cho em là xả mấy rồi em, xả 2 đúng không? Xả 2 kèm theo màu xong kèm theo giá cho em nhé. 50 em bán tặng cho 57.000 một cái. Xả 2 kèm theo màu trắng hoặc màu vàng kèm theo giá 57.000. Em còn có mỗi 2 cái màu vàng, 3 chiếc màu trắng, 40 đến 65 cân cho em. Mã này các chị em mình thấy đấy. Tối hôm kia các chị xem em like, khách toàn lấy 5 cái một màu, 10 cái một màu. Có một bạn lấy 30 cái một màu, toàn bộ nhân với 59.000 hết. Nhưng mà giờ nó chỉ còn có bằng này thì em cho đi nốt luôn cho gọn luôn hàng này. Q75 size L cho chị Mây Phúc. Một set bàn chải đánh răng cho chị Ngân Hoàng. Ok chị luôn ạ. Cái này lên vào đây cho em luôn là xả 2 nhá. Kèm theo giá 57.000 xong kèm theo màu cho em. Khăn tắm 7 cái cho Hòa Đức. Ok Hòa Đức 7 cái khăn tắm. Nhớ trừ cọc đi em nhá, khách cọc rồi là nhớ trừ cọc. Comment vào đây cho em này. Xả 2 đúng không? Xả 2 kèm theo màu. Xả 2 màu trắng 57.000. Ok chị Nguyễn Tâm một cái. Con này đẹp lắm, hôm qua các chị thấy mặc lên nó đẹp cực kỳ luôn ấy. Nhìn con này thì rất là bình thường nhưng mặc lên lại rất là xinh luôn, sang ấy. Lên cho em là xả 2 kèm giá 57.000 kèm theo màu trắng với màu vàng cho em nha các bác mình ơi. Mặc cái này nó dễ mặc mà mặc với cái gì cũng đẹp luôn. Ok màu vàng nó chị Đinh Đức một cái. Màu vàng chị Đinh Đức cho chị 5 cái khăn tắm. Ok bác Lê Hiếu. Bác Lê Hiếu có 5 chiếc khăn tắm luôn này. Chị nào chưa được đúng không ạ? Lên cho em xả 2 57.000 kèm theo trắng với vàng, nốt cho hết hàng. Eo ơi sầu náo quá các chị ơi, comment lên chậm. Ok màu trắng chị Trang Thùy, em kèm giá đơn chị Trang Thùy rồi. Ok chị Trang Thùy cái màu trắng. Chị nào chưa được nữa không các bác? À, chị nào chưa được các chị lên, em còn một trắng với một vàng nữa là em hết hàng. Em còn một trắng một vàng nữa là hết nha các bác ơi. Tiếp nào, ui ôi nhọc quá. Comment các chị em nào mình đang xem các chị chấm lên cho em nhé. Cho chị tí form rộng đi. Form rộng lấy cho chị nốt, form rộng chị khanh hết hàng cho em. Cho chị nốt đi. Xả lỗ luôn 40 đến 70 cân. Trang Thùy nhắn luôn địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn cho em nha Trang Thùy ơi. Sao Trang Thùy giờ này còn chưa nhắn tin hả chị? Mấy mã sản phẩm rồi, 4 mã rồi còn chưa nhắn tin địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn thế?
Nào cho chị nốt form rộng này. Hết chưa? Cái này lên vào đây cho em luôn là xả lỗ 69.000 luôn nhá. 69.000, 40 cân đến 70 cân. Đây là cốt tông non hàng trong túi zip này. Con này không up được top top, chứ còn con này TikTok nó hot dã man luôn mà không, mình không up được. Còn nó chạy quảng cáo vì con này nó hàng thương hiệu ấy các chị. 40 cân đến 70 cân cho em ạ. Form rộng nha các chị ơi, mặc đôi mặc nhóm, nam nữ đều mặc được hết. Hai cái áo ngực size 38 cho bác Vũ Thương, ok bác. Cái này lên vào đây cho em luôn, xả lỗ 69. Đừng có tị nhau, đừng so sánh giá làm gì hết. Em bao hết cả giá nhập luôn. Nhập vào con này các chị em mình nhập số lượng lớn đang là đầu 8, không bao giờ có giá dưới luôn. Comment vào đấy cho em. Xả lỗ 69 hai cái cho chị Nguyễn Vui. Mua cái này về mặc đôi mặc nhóm với nhau quá sướng. Cốt tông non 120.000 một cái, bán nốt luôn 69.000. 69.000 thì các chị không cần nghĩ đâu, mờ. Chắc là nó là do mạng, em ơi xem mạng các chị. Chắc mờ nó do mạng đấy. Comment vào đấy cho em luôn, xả lỗ 69 cho em nhá các chị nhá, để em nghỉ. Tất cả các chị có đơn các chị nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn cho em nhá. Nhắn cho em đầy đủ. Em ơi bàn chải còn bao nhiêu set đây, bàn chải còn bao nhiêu? Bàn chải đưa đây chị nào. Bàn chải là 35.000 10 cái chị ơi. Đấy, lên cho em là bàn chải nhá, 35.000 10 cái cho các bác luôn. 10 cái bàn chải đánh răng. Xả lỗ 69 cho chị Phạm Huyền Trang một cái. Xem Phạm Huyền Trang nhắn tin cho em ơi. Tất cả các chị có đơn nhắn cho em địa chỉ điện thoại và tin nhắn cho em. Chị chốt cho em một bộ vịt, bộ vịt màu xanh, chắc chả biết còn bộ nào. Các bạn nhặt cho Lê Liễu, hình như còn sót một bộ chị thấy nhá, có đúng một bộ đấy thôi đúng không? Kê cả, chị thấy có duy nhất một bộ vịt màu xanh kia là hết hàng rồi. Chị nào lấy xả lỗ 69 các chị lên nốt cho em luôn này. Này nay Giang có lên mã quần nào không? Em lên mấy mã rồi chị ơi, nay em lên mấy mã rồi, chân váy em mặc này em có hàng luôn. Xả 69 cho chị Nguyễn Thị Thu Uyên một cái. Dạ vâng, ok bác Lam Nguyễn qua nhà lấy. Đấy, áo em mặc đây các chị này. Áo em mặc sang lắm. Chân váy này thì cặp cao, các chị mặc cho em quá đỉnh luôn. Ok, chị Nguyễn Thị Thu Uyên có rồi. Áo chị mặc đẹp. Chân váy em mặc lên cho em size S với size M. Lên là CV100 kèm theo size SM. Hàng Quảng Châu nhé, em này hàng Quảng Châu. S cho các chị từ 39-40 đến 47 cân. M các chị từ 48 đến tầm khoảng 50... 48 cân vẫn mặc được cho em size S ý. Size M các chị em mình từ tầm khoảng 48 đến tầm 54-55 cân cho em nhá. Các chị nhá, vẫn mặc được hết luôn. Cái này nó dễ mặc lắm. Co giãn cho các chị còn đẹp đẹp. Nếu như các chị em mình muốn an toàn thì 53 cân trở lại mặc M. Còn có hai size thôi. Lên cho em là CV100 kèm theo size S với size M cho em nhá. Đây màu. Em này mã này còn được hai cái. Lẻ tẻ xả nốt xả mấy rồi em ơi. Cho đi nốt luôn nhá. Xả 3 kèm giá 66.000 này. Em này rút hai bên nhá, cổ có chốc cơ, muốn rút cũng được mà không rút cũng được luôn. Em này chất zip còn hai chiếc sót kho. Lên nốt cho em là xả 2 à? Xả 3 kèm giá bao nhiêu? 66.000. Xả 3 kèm giá 66, các chị có thể rút hoặc không rút tùy các chị, còn hai chiếc. CV100 size S cho nhất xinh đẹp, quần tomboy không còn hàng đâu chị ơi. Quần tomboy không còn hàng. CV100 hai cái size M cho chị Ngân Hoàng. Ok chị Ngân Hoàng hai cái size M. 53 cân mặc cho em thoải mái size M của mã chân váy này chị nhá. Cái này lên vào đây cho em luôn là xả 3 kèm theo giá 66.000. Em còn hai chiếc cuối cùng là em hết luôn. Con này mà mặc với em chân váy này thì cũng nhức nách luôn. Màu cũng đẹp luôn cho các chị luôn này. Em còn hai cái là hết luôn. Lên giúp em là xả 3 nhá, kèm giá cho các chị em mình xả 3 66 cho chị Nguyễn Hồng một cái. Em còn một chiếc nữa, lên nhanh cho em xả 3 kèm giá 66 cho em. Chốt nhanh chốt lẹ luôn các chị ơi. Chốt nhanh chốt lẹ cho các bác mình luôn. Xả 366 cho chị Chi Trần một cái hết hàng. Ok chị Chi Trần này. Mã này thì còn 3 cái. Lên cho em xả 4 bán tặng luôn cho các chị em mình luôn này. Xả 4 u đẹp lắm luôn, chất zip 40 cân đến 65 cân. Comment vào đây cho em luôn xả 4 giá cho các chị em mình 59.000 cho hết luôn này. Xả 4 kèm giá 59k cho em nhé. Nhún ngực đẹp lắm, con này bán 79.000 này. 59.000 mã là xả 4 kèm giá 59. Xả 4 kèm theo giá 59.000 cho em này.
Chị nào nhanh tay thì được, các chị chậm tay là hết luôn. Lên cho em xả mấy em nhỉ? 4 ạ. Xả 4 kèm giá. Xả 3 em hết hàng rồi. Bộ giao cho chị Vũ Thương một bộ. Xả 459 cho chị Hạnh Nguyễn một cái. Kèm giá, kèm giá. Không kèm giá em không lên đâu. Xả 459 cho chị Diệp Nương một cái. Xả lô 69 cho chị Phùng Hảo. Ok chị Phùng Hảo này. Xả 459 còn một chiếc đúng không? Xả 459 em còn một cái. Cái này em còn hai chiếc cho hai chị luôn này. Phùng Hảo có xả lô 69 không? Xả 459 còn một chiếc, chị nào lấy các chị lên nốt. Xả 459 cho chị Biện Hồng một cái. Cái này các chị em mình nhìn cho em 40 đến 63 64 cân. Xả 5 kèm giá 58.000. Em còn cho hai chị mỗi chị một cái là hết. Xả 5 đúng không? Xả 5 kèm giá 58.000, em còn hai cái. Xả 5 kèm giá 58 cho em luôn này. Đẹp kinh khủng luôn đấy các chị. Xả 5 kèm giá 58 vào đấy cho em luôn nha. Xả 4 hết hàng đúng không? Ok bác Vũ Thương chuyển khoản. Xả 4 hết à? Xả 4 em không còn hàng đâu, lên xả 5 đi. Xả 5 kèm giá 58.000 còn hai cái đấy các chị. Xả 5 kèm giá 58 cho em luôn này. Tiếp cho các chị em mình em này. Ui dồi ôi đẹp dã man luôn. Thôi con này em lại để một cái để em mặc rồi. 40 cân đến 65 cân. Lên vào đây cho em luôn là xả 6 kèm theo giá 65.000 đi. Xả 6 kèm giá 65 luôn cho em logo chỗ này thêu nhá. Em con này đẹp dã man luôn, đơn giản mà đẹp lắm. Con này các chị em mình mặc lên là siêu xinh luôn này. Comment vào đây cho em luôn xả 5 đúng không? Xả 6 kèm giá 65.000 cho em luôn là 40 đến 65 cân vẫn mặc được em này nhá. Riêng của em chất zip nhà em thì các chị không cần nghĩ đâu. Zip nhà em thì các chị không cần nghĩ. Xả 558 cho bác Lam Nguyễn một cái. Một set bàn chải cho chị Hòa Đức. Thì thoảng chấm lên cho chị em. Cái này lên cho em xả 6 kèm giá 65.000. 40 cân đến 65 cân cho em thì xuất sắc luôn. Con này mặc với mã quần hai cúc đấy cũng đẹp luôn này. Con này mà mặc với mã quần hai cúc là cũng đẹp luôn cho các chị. Mê mờ em mê mờ ân mân hỏi mẩn luôn cho các chị luôn mê mẩn. À, các chị em mình nhắn hết cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn cho em nhá. Để em dừng like đây các bác ơi. Em dừng like chắc em like TikTok một lúc. Em like TikTok một lúc. Cái này các chị nào lấy các chị lên cho em luôn là xả 6 kèm giá 65.000. Xả 558 mà chị Ngân Hoàng một cái. Ok chị Ngân Hoàng xả 558 là hết đúng không? Đấy là hết luôn xả 5 rồi. Hiện tại em còn xả 6 nhá, kèm giá 65.000. Em nghỉ đây các chị, tất cả các chị có đơn mọi người nhắn giúp em địa chỉ điện thoại và tin nhắn nhá. Rồi em sang TikTok em like tí đây các chị, sang TikTok like cho các chị em mình một chút xíu. Một set bàn chải ok chị Vũ Thương. Chân váy em mặc là CV100 kèm theo size còn SM. CV100 kèm size SM. Tất cả các chị có đơn mọi người nhắn cho em địa chỉ điện thoại và tin nhắn. Chị nào mình muốn mua TikTok các chị em mình sang TikTok mua nhá. TikTok là em hay like muộn giờ này để nó được trợ giá đấy các chị. TikTok giờ này nó được trợ giá đấy mọi người ạ. Rồi em nghỉ like đây các chị ơi. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn các chị. Chúc các chị em mình ngủ ngon nhé. Nay nghỉ hơi sớm đấy nhưng mà buồn buồn không lên comment nên em nghỉ thôi. Cảm ơn các chị nha. Bye bye mọi người.